Thải Điệp đi thần hà bí địa thành thần vương, nhưng vô số qua tuổi tới, nàng không còn có đột phá, thần hồn trong vòng tiến hóa gông xiềng như cũ tồn tại, đây là làm ta phi thường khó hiểu nguyên nhân. Bất quá ta suy đoán cái này nha đầu cùng thần hà bí địa tuyệt đối có cái gì rất sâu quan hệ, toàn bộ màu hà cảnh chỉ có nàng có thể quay lại tự nhiên tùy thời mở ra thần hà bí địa đi vào, nhưng từ khi nàng lần đầu tiên đi vào tiến giai thần vương lúc sau, từ nay về sau lại đi liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Hỏi nàng thần hà bí địa tình huống, nàng đều nói bên trong cái gì cũng không có, nhưng lão hủ tin tưởng vững chắc thần hà bí địa tất nhiên có thứ gì tồn tại, cùng Thải Điệp có quan hệ. Muốn phát hiện thần hà bí địa bí mật, yêu cầu một vị cường giả mang theo Thải Điệp cùng đi xem xét, lão hủ đối thượng thần có tín nhiệm cảm, là bởi vì từ thượng thần trên người cảm giác được nào đó hơi thở, loại này hơi thở tựa hồ cùng màu thần nương nương kia tôn thánh tượng thượng phát ra hơi thở thực tương tự. Tuy rằng lão hủ không biết vì cái gì, nhưng là trực giác nói cho lão hủ, lần này nói không chừng sẽ phát sinh điểm cái gì biến hóa, lần này thượng thần cùng Thải Điệp tiến vào thần hà bí địa, nếu là có điều hoạch, còn thỉnh thượng thần trợ giúp Thải Điệp, nàng là chúng ta toàn bộ màu thần cảnh hy vọng. Tuy nói thần linh có vô hạn thọ nguyên, nhưng thiên đạo tuần hoàn là có nhân quả đại kiếp nạn, điểm này màu thần nương nương thánh tượng ở vạn năm trước đột nhiên có một cái vết rách xuất hiện, cũng đã là một loại cảnh kỳ. Cũ kỷ nguyên muốn qua đi, một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên sẽ đã đến, mới cũ luân phiên, đó là thiên địa đại kiếp nạn, ở thiên địa đại kiếp nạn dưới, thần linh thọ nguyên vô hạn cũng đều là uổng công đều có ngã xuống khả năng. Tộc của ta yêu cầu một hy vọng, Thải Điệp chính là tộc của ta hy vọng, mặt khác lần này tiến vào thần hà bí địa, lão hủ sẽ làm Thải Điệp tiến hành một ít bí sự, có lẽ sẽ có cái gì biến hóa ra tới, nhưng thượng thần yên tâm tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Lão hủ chỉ hy vọng, thượng thần nếu là có điều hoạch, tương lai có thể bảo vệ tốt Thải Điệp, nếu là khả năng nói, màu thần cảnh thần dân. Hy vọng thượng thần có thể phù hộ. Túc Tắc nói rất nhiều lời nói, có chút lời nói nghe Dương Nghị Vân đều không hiểu ra sao, cái hiểu cái không, nhưng trung tâm liền một câu, hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt hắn cháu gái Túc Thải Điệp. Đối Dương Nghị Vân tới nói, điểm này có thể làm đến. Tuy rằng cảm giác cái này lão nhân có rất nhiều bí mật chưa nói ra tới, cũng nói phi thường tai họa ngầm, như là có nỗi niềm khó nói. Cố ý không nói thấu, nhưng hắn như cũ cũng không có hứng thú hỏi. Trực tiếp gật đầu nói, yên tâm đi, ta Dương Nghị Vân hứa hẹn ngươi, tất nhiên bảo vệ tốt ngươi cháu gái Túc Thải Điệp. Như vậy đa tạ thượng thần, Túc Tắc đối Dương Nghị Vân thật sâu khom lưng. Ngay sau đó hắn vung tay lên, thần hà lốc xoáy đại động, lại là xuất hiện một cái cầu thang. Ngay sau đó nói, Điệp Nhi cùng thượng thần nhập thần hà đi. Dương Nghị Vân mang theo Túc Thải Điệp bước vào Túc Tắc sáng lập ra tới cầu thang. Hoàn toàn là thủy chi lực hình thành cầu thang, bọn họ hai người chạm đi lên lúc sau, tự động xuống phía dưới mà đi, theo trong nước lốc xoáy tiến vào đáy nước. Nhưng thật ra bất việc nhi. Thực hiển nhiên này thông đạo là có sẵn, đều không phải là Túc Tắc cố ý khúc dạo đầu mà ra. Hai người tiến vào trong nước lốc xoáy sau, giống như là hình thành một cái trong suốt chân không thông đạo giống nhau. Có thể nhìn đến trong nước hoàn cảnh. Thường thường sẽ có một ít cá bơi lội mà qua. Thần giới cá đều không bình thường, mỗi một cái trên người đều tản ra thần quang, rất có bán tướng, cái này làm cho Dương Nghị Vân đột nhiên toát ra muốn bắt một cái cá nướng xúc động. Đúng lúc này bên người Túc Thải Điệp tựa hồ có cảm giống nhau, dùng có chút thiên chân sinh khí bộ dáng nói, không được ăn chúng nó. Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, người có thể biết được lòng ta tưởng cái gì. Túc Thải Điệp có chút đắc ý nói, ta là màu thần cảnh người, từ nhỏ ở bờ sông lớn lên, ra đời với thần đầu nguồn đầu, ở trong nước ta đích xác có thể cảm ứng được thiên địa chi gian một ít tin tức. Dương Nghị Vân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đọc tâm liền hảo, đối với Túc Thải Điệp lời này, đảo cũng không quá mức kinh ngạc, thân là thiên tộc thần linh, hắn biết có một ít thần linh là trời sinh có chút đặc thù thiên phú. Bất quá so sánh với Túc Thải Điệp cảm giác năng lực. Hắn càng có hứng thú biết Túc Thải Điệp nói ra đời thần đầu nguồn đầu nói. Thiên tộc độc đáo, bọn họ sinh sản không nhất định tất cả đều là sinh dục phương thức truyền thừa tiếp đại, có chút thiên tộc ra đời là có riêng địa phương cùng phương thức, điểm này lại là thực thần bí. Chỉ là trước kia nghe nói qua một ít. Liền hỏi Túc Thải Điệp nói, ngươi, là như thế nào ra đời? Phốc có người hỏi như vậy sao? Túc Thải Điệp bị Dương Nghị Vân một câu hỏi cười, nhưng ngẫm lại Dương Nghị Vân là phi thăng tộc. Cũng liền khai nói, thiên tộc người được trời yêu ái, ra đời thiên giới chính là thần linh khởi bước, chính là bởi vì thiên tộc sinh linh ra đời phương thức đặc thù. Liền tỷ như nói ta đi, nghe ra nói ta là cha mẹ ở thần đầu nguồn đầu nguyên thần cầu phúc ra đời,
đương nhiên nguyên thần cầu phúc quá trình có cái huyết mạch tương giao hiến tế quá trình. Bất quá thiên tộc ra đời không nhất định là hình người, ta ra đời chi sơ chính là một con cá, bất quá là huyết mạch thân thể cá hình thái, sinh ra lúc sau hóa hình chính là người, còn tỷ như có chút thiên tộc ra đời là thực vật hình thái từ từ, dù sao cuối cùng đều hóa hình làm người. Ra đời địa điểm thiên tộc các đại đàn tộc đều có chính mình đặc thù nơi, cái này là có thể lựa chọn phúc địa linh khí kiến tạo, đây là thiên tộc truyền thừa, đương nhiên cũng có đặc thù thiên tộc sẽ cùng các ngươi phi thăng giả nhân tộc giống nhau có cơ thể mẹ dựng dục phương thức. Dương Nghị Vân cái này xem như minh bạch, kỳ thật lại nói tiếp thần kỳ, nhưng bản chất vẫn là giống nhau, mà Túc Thải Điệp cư nhiên là cá hình thái mới bắt đầu thân thể, trách không được nàng vừa rồi có thể cảm giác đến chính mình muốn ăn cá thời điểm, ra tiếng cấm. Hai người nói chuyện chi gian, lại là bất chi giác đã dừng lại, tựa hồ là đến thần đáy sông. Bốn phía nước sông tan đi, dưới chân cầu thang biến mất, dưới chân một thật như là dẫm lên cứng rắn đại địa giống nhau, Dương Nghị Vân đại lượng một chút bốn phía hoàn cảnh, lại là cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nói là thần đáy sông bộ, hiện tại còn lại là không có bất luận cái gì nước sông xuất hiện, một giọt thủy đều không có. Mà hắn cùng Túc Thải Điệp thân ở nơi còn lại là một chỗ. Thần hà màu bối chế tạo không gian, thoạt nhìn có hơn trăm bình phương, bốn phía nơi tất cả đều là đủ mọi màu sắc. Nơi này chính là thần hà bí địa, Dương Nghị Vân có chút nghi hoặc. Túc Thải Điệp cười khúc khích nói, đương nhiên không phải, nơi này chỉ là nhập khẩu ra, thượng thần ngài chờ một lát, đãi ta niệm chú mở ra môn hộ đại môn. Hảo Dương Nghị Vân gật đầu, hắn liền biết nơi này cùng màu hà cảnh nhất tộc có chặt chẽ quan hệ, niệm chú mở ra, quả nhiên trưởng quản môn hộ. Bất quá ở hắn nghĩ đến này có lẽ chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì cùng Túc Tắc nói chuyện phiếm chung, tuy rằng lão nhân chưa nói thái thanh sở, chỉ là thực mịt mờ nói một ít lời nói, nhưng hắn có thể đoán được, mở ra môn hộ đi vào đều không phải cái gì vấn đề lớn. Khó khăn liền ở bên trong. Giờ phút này Dương Nghị Vân Đảo cũng rất là chờ mong, cái này thần hà bí địa chung rốt cuộc có cái gì tồn tại. Dựa theo Túc Tắc nói chuyện, nơi này là màu thần nương nương phát hiện một chỗ cổ di tích. Lại nói tiếp khả năng còn không phải thánh nhân đạo tràng, nhưng là tuyệt đối với thánh nhân có quan hệ, có khả năng so thánh nhân đạo tràng còn thần bí đi. Có thể khẳng định chính là, nơi này màu thần nương nương tuyệt đối tới tu luyện quá, như thế nghĩ đến cũng coi như là một chỗ thánh nhân đạo tràng. Trọng điểm là dựa theo Túc Tắc cách nói, thần hà bí địa bên trong, vô số tuế nguyệt tới nay, bọn họ nhất tộc cái gì đều không có phát hiện, hơn nữa cũng mời đến quá một ít cường giả tiến vào xem xét. Nhưng đều không có phát hiện không có bất luận cái gì thu hoạch. Nghe tới chính là cái chỗ trống nơi. Nhưng Dương Nghị Vân biết cũng không phải. Bởi vì Túc Thải Điệp chính là một cái sống sờ sờ liệt tử, dựa theo Túc Tắc lão nhân cách nói, Túc Thải Điệp sinh ra thời điểm là thiên thần mà thôi, chính là tiến vào một chuyến thần hà bí địa lúc sau, trở ra liền trực tiếp trở thành thượng vị thần vương. Đương nhiên Túc Thải Điệp ở thần hà bí địa liền xuất phát sinh chuyện gì, một chút làm nàng trở thành thượng vị thần vương. Điểm này đương sự Túc Thải Điệp hoàn toàn không biết, cũng không nhớ rõ. Từ nay về sau Túc Thải Điệp cũng vì biết rõ ràng điểm này đi vào thần hà bí địa nhiều lần, nhưng không còn có bất luận cái gì phát hiện, nàng cũng không còn có đột phá quá tu vi cảnh giới. Lần này hắn xuất hiện, dùng Túc Tắc lão nhân nói, là lão nhân cảm nhận được cường giả hơi thở, cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người có nào đó cùng màu thần nương nương thánh tượng phát ra tương tự hơi thở, hơn nữa Túc Tắc lão nhân nói chi giác nói cho hắn. Lần này tiến hắn cùng Túc Thải Điệp cùng nhau tiến vào thần hà bí địa có lẽ sẽ có điều hoạch. Túc Thải Điệp đi tới không gian vuông, đối mặt thần thái bối vách tường, trong miệng lẩm bẩm, trong miệng phát ra tối nghĩa khó hiểu âm phù, dù sao Dương Nghị Vân là nghe không hiểu. Chỉ là đứng ở Túc Thải Điệp phía sau nhìn nghe. Lại là tại hạ một khắc Túc Thải Điệp đối mặt vách tường bộc phát ra bảy màu thần quang, ngay sau đó thần quang chiếu rọi dưới có khắc văn lưu chuyển, hình thành một cái 3 mét lốc xoáy. Lại như là một đạo thần bí môn hộ bị mở ra. Quả nhiên Túc Thải Điệp dừng lại nói, thượng thần mời vào đi, chân chính thần hà bí địa, nơi này mới là môn hộ. Dứt lời nhấc chân đi vào bảy màu lốc xoáy môn hộ, ngay sau đó biến mất không thấy thân ảnh. Nhìn qua bảy màu vầng sáng chiếu rọi dưới cái gì cũng nhìn không tới bên trong là cái gì hoàn cảnh. Dương Nghị Vân không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm hơi thở, không có do dự trực tiếp nhấc chân bước vào lốc xoáy môn hộ chung. Cùng Túc Thải Điệp hai người một trước một sau biến mất ở môn hộ chung. Ở hai người biến mất lúc sau, bảy màu lốc xoáy môn hộ biến mất, thần thái bối vách tường khôi phục nguyên lai bộ dáng, chút nào nhìn không ra vừa rồi xuất hiện quá một cánh cửa.
mà liền ở Dương Nghị Vân cùng Túc Thải Điệp tiến vào bảy màu môn hộ lúc sau nháy mắt. Màu thần cảnh, màu thần đại điện, màu thần nương nương thánh tượng trước, giờ phút này Túc Tắc Trang nghiêm thần thánh đối mặt màu thần nương nương thánh tượng mà quái, toàn bộ đại điện ngồi đầy người, là toàn bộ màu thần cảnh tộc nhân. Trong giây lát nhắm mắt mà quỳ Túc Tắc mở mắt, Trang nghiêm hô lớn, thần hà bí địa môn hộ đã mở ra, hiện tại hiến tế bắt đầu. Túc Tắc một tiếng sướng ngâm lúc sau, toàn bộ đại điện chung người đều tràn ngập bi thương. Bất quá tất cả mọi người quay chung quanh ở màu thần nương nương thánh tượng kết ấn trên người phát ra một đạo thần quang hội tụ ở thánh tượng phía trên. Nhưng độc hữu Túc Tắc là cái ngoại lệ. Hắn giữa mày bước ra một giọt tinh huyết bay về phía màu thần nương nương thánh tượng giữa mày. Đây là lấy sinh mệnh vì đại giới hiến tế. Túc Tắc giờ phút này trên mặt ngược lại mang theo hưng phấn chí, không hề có sắp muốn dâng ra chính mình sinh mệnh ai ý. Ở Túc Tắc lòng ngày này hắn chờ lâu lắm lâu lắm. Có chút bí mật ở trong lòng hắn không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá, bao gồm cháu gái Túc Thải Điệp. Có một số việc chỉ có thể hắn tự mình đi làm, mới có thể hoàn thành. Cũng có thể thành toàn. Hôm nay hiến tế là tất nhiên. Vì màu hà nhất tộc huy hoàng, hắn cũng cần thiết đi làm như vậy, đây là hắn sứ mệnh. Cần thiết đi làm sứ mệnh. Hôm nay hiến tế chính là vì Dương Nghị Vân cùng cháu gái Túc Thải Điệp tiến vào thần hà bí địa mà chuẩn bị. Có một chút hắn đối Dương Nghị Vân nói lời nói thật, đó chính là Dương Nghị Vân trên người tản ra một loại hơi thở cùng màu thần nương nương thánh tượng sở phát ra hơi thở thực tương tự, này ở Túc Tắc lòng chính là một cái môi giới. Cho nên hắn chuẩn bị hôm nay trận này hiến tế. Hiến tế mục đích là vì cháu gái Túc Thải Điệp. Mà trong đó thúc đẩy người còn lại là Dương Nghị Vân, bởi vì Dương Nghị Vân trên người hơi thở chính là một loại thực lực tượng trưng. Muốn hoàn thành Túc Tắc lòng chung suy nghĩ. Cần thiết yêu cầu một cái thực lực cường đại trí cường giả mới được. Ở màu thần điện thời điểm, hắn hỏi qua Dương Nghị Vân là cái gì tu vi cảnh giới. Nhưng Dương Nghị Vân chỉ là cười cười cũng không có nói cho hắn. Nhưng mà Túc Tắc xác thật từ Dương Nghị Vân trên người cảm nhận được cùng màu thần nương nương thánh tượng sở phát ra cùng loại hơi thở, người khác không biết, nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Dương Nghị Vân tuyệt đối có được thiên đạo cấp bậc thực lực, là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Cứ việc hắn Túc Tắc đột phá không được tự thân trói buộc, tu vi vĩnh viễn là thần vương cảnh giới, nhưng hắn đối cường giả tu vi cấp bậc lại là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Màu thần nhất tộc truyền thừa tự viễn cổ, đều có một bộ sinh tồn chi đạo, có chính mình truyền thừa văn minh, Túc Tắc biết rất nhiều thần giới tân bí. Nguyên nhân chính là vì hắn đoán được Dương Nghị Vân tu vi thực lực, cho nên an bài cháu gái Túc Thải Điệp hôm nay mang theo Dương Nghị Vân tiến vào thần hà bí địa. Hắn tin tưởng lúc này đây có một vị chuẩn thánh tại bên người, cháu gái Túc Thải Điệp chung quy sẽ. Ở Túc Tắc lòng có một cái tất cả mọi người không biết đại bí mật, là về hắn cháu gái Túc Thải Điệp cùng màu thần nương nương. Bí mật này truyền thừa thật lâu thật lâu. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Cái này đại bí mật đó là, cháu gái Túc Thải Điệp chính là màu thần nương nương chuyển sinh giả. Về màu thần nương nương chuyển sinh việc, đối với Túc Tắc tới nói là tổ huấn truyền lưu, làm hắn chờ đợi. Chung có một ngày màu thần nương nương chuyển sinh giả sẽ xuất hiện, mà ở xuất hiện lúc sau, yêu cầu tìm một người có thể cùng màu thần nương nương thánh tượng có nổ vang cường giả, hiệp trợ chuyển sinh giả tiến vào thần hà bí địa, như thế là có thể làm màu thần nương nương trở về, do đó tái hiện thần hà nhất tộc huy hoàng, làm thần hà nhất tộc được đến tiến hóa bước vào đại đạo, lấy theo đuổi càng cao thần cảnh giới. Ở viễn cổ thời đại, bọn họ thần hà nhất tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chỉ tiếc màu thần nương nương không biết cái gì nguyên nhân chuyển sinh lúc sau, toàn bộ thần hà nhất tộc liền cô đơn, mới đầu còn có người có thể đánh vỡ thiên tộc trói buộc do đó có thể tu luyện, tới rồi sau lại liền không còn có người có thể tiến hóa tu luyện. Như thế đi xuống kỷ nguyên mới đã đến thời điểm, bọn họ nhất tộc tất nhiên sẽ hoàn toàn diệt sạch. Này không phải thọ nguyên vô hạn là có thể giải quyết sự tình. Cho nên cần thiết thủ vững bí mật này, chờ đợi màu thần nương nương chuyển sinh giả xuất hiện, do đó làm nàng trở về. Mới đầu Túc Tắc căn bản không biết màu thần nương nương chuyển sinh giả ở địa phương nào, chỉ là dựa theo tổ huấn chờ đợi xuất hiện, thẳng đến cháu gái Túc Thải Điệp ra đời, tiến vào thần hà bí địa nhất cử trở thành thần vương lúc sau, kia một ngày Túc Tắc có cảm, màu thần nương nương thánh tượng có gợi ý, hắn rõ ràng cảm nhận được, cho nên hắn xác định hắn cháu gái chính là màu thần nương nương chuyển sinh giả. Túc Thải Điệp từ trời sinh một bước vào thần vương, thánh tượng phát ra dị tượng hơi thở hắn có cảm, xác định thân phận. Xác định Túc Thải Điệp là màu thần nương nương chuyển sinh giả lúc sau, đó là làm nàng thức tỉnh kiếp trước ký ức trở về. Cái này là có điều kiện.
đầu tiên yêu cầu một cái người có duyên, cái này người có duyên yêu cầu thánh tượng gợi ý, ngày đó Dương Nghị Vân đã đến, tiến vào Mầu Thần Điện sau, túc tắc liền cảm nhận được Mầu Thần nương nương thánh tượng có dị tượng, xác định Dương Nghị Vân chính là người có duyên. Cái thứ hai điều kiện còn lại là, hiến tế. Hiến tế thánh tượng. Nhưng hiến tế thánh tượng yêu cầu cường đại pháp lực chống đỡ, dựa theo hắn túc tắc thần vương tu vi căn bản mở ra không được thánh tượng trung ẩn tầng lực lượng. Cho nên túc tắc chỉ có thể lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới. Hiến tế thánh thần, càng cần nữa bí pháp, chỉ có hắn biết bí pháp, người khác không thể giúp hắn. Tuy rằng muốn trả giá sinh mệnh vì đại giới, nhưng vì có thể làm Mầu Thần nương nương trở về, vì có thể làm về sau thần hà nhất tộc tránh né thiên địa đại kiếp nạn, túc tắc không chút do dự, thậm chí cảm thấy vinh hạnh, ở trong lòng hắn nghĩ đến, ở hắn này một thế hệ gia thánh nhân, đây là vô thượng vinh quang. Mở ra hiến tế bí pháp, phóng xuất ra thánh tượng chung lực lượng, đến lúc đó sẽ cùng thần hà bí địa hình thành hô ứng, liền có thể làm cháu gái túc thải điệp hoàn toàn thức tỉnh làm Mầu Hà nương nương trở về. Tuy rằng cái này quá trình hắn cũng không biết như thế nào đi hoàn thành, nhưng tổ huấn chính là như vậy lưu truyền, túc tắc tin tưởng vững chắc có thể. Hiến tế bắt đầu túc tắc tinh huyết nhỏ giọt ở Mầu Hà nương nương thánh tượng giữa mày, sở hữu tộc nhân thần lực hội tụ ở thánh tượng phía trên. Túc tắc trong miệng phát ra cổ xưa tối nghĩa sướng ngâm. Ong! Oanh! Một đạo thần quang từ Mầu Hà nương nương thánh tượng trung phóng lên cao, thẳng vào cửu thiên tận trời. Ngay sau đó toàn bộ phía chân trời đều hình thành một cái vô cùng thật lớn lốc xoáy, tại hạ một khắc lốc xoáy lưu động mà xuống, thẳng vào thần hà mà đi. Thời gian về tới Dương Nghị Vân cùng Túc Thải Điệp tiến vào môn hộ. Hai người tại hạ một khắc xuất hiện ở một chỗ hỗn độn không gian. Vô biên vô cùng hỗn độn dáng màu sương mù hôi hổi, như là xuất hiện vực sâu, lại như là xuất hiện ở vô tận sao trời. Đây là liền các ngươi nhất tộc thần hà bí địa. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi Túc Thải Điệp. Nơi này trừ bỏ là một mảnh hỗn độn ở ngoài, cái gì đều không có, cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mà giờ phút này Túc Thải Điệp cũng là có chút phát ngốc nói, không đúng a, trước kia không phải như thế hoàn cảnh, trước kia tiến vào thời điểm chính là một chỗ ngầm cổ di tích, có cổ xưa phế tích kiến trúc, đều không phải là như bây giờ một mảnh hỗn độn. Ý của ngươi là, nơi này có biến hóa? Dương Nghị Vân kinh ngạc nói. Túc Thải Điệp khẳng định nói ân, trước kia chưa từng có như vậy cảnh tượng. Oanh! Hai người mới vừa nói chuyện chi gian, nơi xa hỗn độn sương mù trung vang lên một tiếng nổ vang, hơn nữa có một cổ cường đại hơi thở truyền đến. Dương Nghị Vân nheo mắt, có chút kinh hãi, cổ lực lượng này rất mạnh. Cẩn thận một chút tránh ở ta phía sau tới. Hắn nói chuyện chung chắn Túc Thải Điệp trước người, nơi xa cường đại hơi thở đang suy nghĩ bọn họ mà đến. Nếu đáp ứng rồi Túc Tắc lão nhân phải bảo vệ Túc Thải Điệp, hắn tự nhiên sẽ không nói lỡ. Tiến vào lúc sau môn hộ biến mất, bốn phương tám hướng hỗn độn một mảnh, căn bản là không địa phương tránh né, hắn chỉ có thể chính diện ứng đối hướng về bọn họ mà đến cường đại hơi thở, lại là không biết là cái gì. Dương Nghị Vân cảm thấy phía trước khuếch tán mà đến hơi thở chung, tựa hồ cũng không có cái gì sinh vật tồn tại, càng như là nào đó tự nhiên chi lực. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này. Hắn ngược lại càng thêm cẩn thận. Dựa theo Túc Thải Điệp cách nói, nơi này trước kia không phải bực này cảnh tượng. Túc Thải Điệp cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ biến thành một mảnh hỗn độn. Trọng điểm là đối mặt bọn họ mà đến hơi thở rất cường đại. Cũng không biết có thể hay không ngăn cản trụ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đem hỗn độn trung triệu hoán ra tới, đưa bọn họ hai người bao phủ ở bên trong. Đông! Một tiếng du dương tiếng chuông vang lên. Hỗn độn trung khắc văn lưu chuyển, mở ra phòng ngự. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, quả nhiên phía trước vô hình bên trong truyền đến một cổ dòng khí, hung hăng va chạm ở hỗn độn trung thượng. Cùng hỗn độn trung tánh mạng tương giao Dương Nghị Vân, rõ ràng cảm nhận được này một bước khí lãng va chạm ở hỗn độn trung mặt trên có kiểu gì cường đại uy lực. Trong lòng thầm nghĩ, tân mệt là hắn nếu không này một bước dòng khí chi lực, liền tính là thiên đạo một trọng quy tắc cường giả cũng muốn trực tiếp nằm sấp xuống. Huống chi là Túc Thải Điệp cái này tiểu nha đầu, cũng khó trách Túc Tắc luôn mãi thỉnh cầu hắn bảo vệ tốt Túc Thải Điệp. Nói thật tu vi thực lực thấp hơn thiên đạo tam trọng giả tiến vào, tất nhiên chính là ngã xuống kết cục. Cũng liền đụng phải hắn, thiên đạo cảnh giới tu vi, trong tay còn có hỗn độn trung bực này chí bảo. Một đợt đánh sâu vào sau khi đi qua, Dương Nghị Vân lúc này mới cảm giác bình tĩnh xuống dưới. Bất quá cũng liền lúc này, hắn thấy được ở hỗn độn trung có dáng màu lập lòe dựng lên.
trong lòng vừa động thu hồi hỗn độn chung. Túc Thải Điệp tránh ở Dương Nghị Vân phía sau thật cẩn thận hỏi, thượng thần không có việc gì sao? Không có việc gì, Dương Nghị Vân cười cười. Túc Thải Điệp bị dọa không nhẹ, vừa rồi kia một chút hơi thở đánh sâu vào, làm nàng thần hồn đều run rẩy, âm thầm may mắn có Dương Nghị Vân bảo hộ, nếu không nàng không dám tưởng tượng, sẽ là thế nào? Đó là cái gì? Lúc này Túc Thải Điệp cũng thấy được phía trước dáng màu dị tượng. Dương Nghị Vân híp mắt nói, qua đi nhìn xem liền biết. Giờ phút này hắn trong óc cái thứ nhất nghĩ đến chính là có cái gì chí bảo xuất thế. Vừa rồi kia cổ cường đại hơi thở khuếch tán, dựa theo hắn kinh nghiệm, chính là chí bảo xuất thế cảnh tượng. Hai người về phía trước đi đến, lần này hỗn độn chung không còn có cường đại hơi thở khuếch tán. Bất quá Dương Nghị Vân như cũ không có thả lỏng cảnh giác, trong tay hỗn độn chung tản ra thần quang, hắn có thể ở bất luận cái gì nguy hiểm bùng nổ phía trước, đem chính mình cùng Túc Thải Điệp bảo hộ ở trong đó. Nơi này thật là có chút quỷ dị. Thực mau hắn mang theo Túc Thải Điệp tới rồi dáng màu lập lòe nơi. Trong tầm mắt đến chính là một đoàn ước chừng 8-9 mễ đường kính 7 màu thần quang, bất quá từ ngoại hình thượng nhìn lại, tựa hồ rất giống là một cái thật lớn thần thái bối, chẳng qua là nào đó cường đại năng lượng hình thành. Hơn nữa tới rồi 10 mét phạm vi lúc sau, Dương Nghị Vân liền cảm giác được tựa hồ ra trước một cổ vô hình cái chắn, đem hắn ngăn trở, ở cũng vào không được một bước. Nhưng thật ra không có gì nguy hiểm tồn tại, chính là đơn thuần bị vô hình lực lượng cấp ngăn cản tới gần cái này màu thần bối. Trong lòng kỳ quái, hắn nhắm mắt cảm thụ một chút, lại là phát hạ bốn phía thiên địa chi lực tựa hồ đều hội tụ tới rồi trước mắt cái này như màu thần bối 7 màu năng lượng đoàn bên trong. Hảo cường năng lượng thể. Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được, trước mắt này một đoàn năng lượng. Ở hắn cảm giác chung, hảo gia hỏa luồng năng lượng này thể hoàn toàn là pháp lực. Tức khắc Dương Mỗ Nhân đôi mắt đều bắt đầu phóng lục quang. Hắn hiện tại mới là thiên đạo cảnh giới sơ cấp, khoảng cách trung tầng thứ thiên đạo đều kém rất xa, nếu là như vậy khổng lồ một đoàn năng lượng thể bị hấp thu, có phải hay không có thể làm hắn tu vi cảnh giới ở tới một lần đại nổ mạnh. Ra tới du lịch còn không phải là vì làm chính hắn tu vi thực lực tăng lên sao? Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có thể phát hiện như vậy một đoàn thật lớn năng lượng. Thật đúng là đừng nói. Dương Nghị Vân cảm giác như vậy một ngày thật lớn năng lượng đánh giá hai cái hắn cũng hấp thu không xong. Trong lòng nghĩ như vậy, một kích động nhấc chân liền phải về phía trước mà đi. Nhưng mà, oanh, trong giây lát một cổ thật lớn hơi thở ập vào trước mặt, một chút liền đem hắn cấp ném đi ra ngoài. Thảo, Dương Nghị Vân nhìn không được tuôn ra một câu thô khẩu. Không nghĩ tới như vậy bài xích a. Tân mệt cổ lực lượng này không có gì cố tình thương tổn. Nếu không lần này hắn đến chịu bị thương nặng. Ngã trên mặt đất lúc sau, Dương Nghị Vân còn không có lên, ngay sau đó tức khắc chính là căng thẳng. Hắn nhìn đến Túc Thải Điệp cư nhiên về phía trước mà đi. Tức khắc khẩn trương nói, trở về. Ở hắn nghĩ đến, như thế thật lớn năng lượng thể diện trước, hắn đều bị một chút ném đi, Túc Thải Điệp cái này tiểu thần vương đụng phải đi còn không được hôi phi yên diệt a. Nhưng mà làm hắn không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy Túc Thải Điệp cư nhiên tiến lên một chút liền tiến vào thật lớn năng lượng thể chung. Nhìn qua giống như là dung nhập đi vào giống nhau, không có bất luận cái gì trở ngại. Tựa hồ Túc Thải Điệp bản thân chính là năng lượng thể một bộ phận giống nhau. Nháy mắt chui vào năng lượng thể chung, dáng màu lập lòe dưới, không còn có bất luận cái gì tung tích. Như là dung nhập cũng như là bị thật lớn năng lượng thể cấp cắn nuốt đi vào giống nhau. Đằng một chút Dương Nghị Vân đứng lên, sốt ruột. Hắn đáp ứng qua đêm tất bảo vệ tốt Túc Thải Điệp, hiện tại nhìn Túc Thải Điệp tiến vào thật lớn năng lượng thể chung, này muốn xong a. Liên tính là này một đoàn thật lớn năng lượng thể là thuần tịnh vô cùng pháp lực, nhưng Túc Thải Điệp mới là một cái tiểu thần vương, nàng đi vào lúc sau không bị căng nổ tan xác mới là lạ. Nha đầu! Dương Nghị Vân hô to một tiếng, lại lần nữa tiến lên. Oanh! Không hề nghi ngờ hắn lại một lần bị ném đi. Ta sát! Dương Nghị Vân sốt ruột nhìn không được bạo thô khẩu. Nhưng mà liền tại đây một khắc, thật lớn năng lượng thể huyền phù lên, thần quang chiếu người. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn tại đây một khắc tựa hồ mơ hồ thấy được ở năng lượng thể chung xuất hiện một bóng người. Không hề nghi ngờ, năng lượng thể chung bóng người chính là Túc Thải Điệp. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cái này ngược lại không nóng nảy. Nhìn qua Túc Thải Điệp ở trong đó giống như cũng không có cái gì nguy hại. Ngược lại là duỗi khai hai tay làm ra một bộ ôm gì đó tư thế. Chỉ chốc lát sau,
Dương Nghị Vân lại phát hiện một vấn đề, một chút lại làm hắn lo lắng đề phòng lên. Bởi vì hắn phát hiện là thật lớn năng lượng thể hình như là ở thu nhỏ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, Túc Thải Điệp ở hấp thu này một đoàn thật lớn vô cùng năng lượng. Đối với Túc Thải Điệp cái này tiểu thần vương tới nói, như thế thật lớn năng lượng hấp thu, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nổ tan xác mà chết, chính là hắn kết cục. Thật muốn Túc Thải Điệp treo, hắn cũng không biết sau khi ra ngoài như thế nào cấp túc tất công đạo. Trong lòng buồn bực, nhưng hắn cũng không có biện pháp, liền tính là tưởng ngăn cản, muốn đem Túc Thải Điệp từ năng lượng thể chung lôi ra tới, cũng không có biện pháp a. Năng lượng thể thực bài xích hắn, tới gần đều không cho. Dương Nghị Vân không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Thời gian một chút biến mất. Một ngày hai ngày. Một tháng qua đi. Túc Thải Điệp cũng không có trong tưởng tượng nổ tan xác mà chết, hơn nữa thật lớn năng lượng thể, bị nàng hấp thu rất 1/3. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được Túc Thải Điệp hơi thở cư nhiên ở bay vọt bò lên. Đây là tu vi cảnh giới thượng bò lên. Từ nhỏ thần vương nhảy thành pháp thần, quả thực đáng sợ. Nhìn dáng vẻ còn không có chút nào dừng lại ý tứ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đột nhiên minh bạch quá. Sát, đây là Túc Thải Điệp cơ duyên, hoặc là nói vốn dĩ chính là chú định đi. Hắn lúc này ngược lại là không nóng nảy, nhưng thật ra tràn ngập chờ mong, muốn nhìn một chút Túc Thải Điệp hoàn toàn hấp thu thật lớn năng lượng thể sau, sẽ có cái gì biến hóa, thành tựu cái gì tu vi cảnh giới. Là cao giai pháp thần, cũng hoặc là thiên đạo cấp bậc. Túc Thải Điệp không có xuất hiện Dương Nghị Vân trong tưởng tượng sẽ nổ tan xác mà chết tình huống, cái này làm cho Dương Nghị Vân thả lỏng xuống dưới, kế tiếp hắn chính là chờ đợi đi. Nhìn qua thời gian sẽ không thực đoàn. Đơn giản Dương Nghị Vân ngồi xuống bắt đầu tu luyện chờ đợi Túc Thải Điệp cuối cùng biến hóa. Đối này kỳ thật hắn cũng khá tò mò, chờ Túc Thải Điệp hấp thu xong 5 lần khổng lồ năng lượng sau, sẽ biến thành bộ dáng gì. Nơi này tuy nói là một mảnh hỗn độn không gian. Bất quá có như vậy thật lớn năng lượng thể ở, Dương Nghị Vân có thể cảm giác đến trong không khí độc đáo hơi thở tồn tại. Là cường đại năng lượng, nhưng cũng không xem như. Nói không rõ nói minh không rõ lực lượng nào đó. Hắn khoanh chân mà ngồi bắt đầu đả tọa hiểu được. Hết thảy có thể đối tu vi có trợ giúp sự vật, hắn nghĩ đến đều sẽ nắm chắc cơ hội. Ở tu luyện nỗ lực phương diện, Dương Nghị Vân dám nói không phải nhất chăm chỉ, nhưng lại cũng làm đến kiên trì không ngừng nỗ lực. Có thể có hôm nay thực lực tu vi tuy nói có rất lớn vận khí cơ duyên ở bên trong, khá vậy xem như nên được, đương nhiên là có thời điểm vận khí cũng là thực lực một loại. Như thế Dương Nghị Vân một bên chờ đợi Túc Thải Điệp, một bên bắt đầu tu luyện. Thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất. Hắn cũng ở tu luyện trung tiến vào thâm trình tự hiểu được. Nếu giờ phút này có cái thứ ba ở đây nói, liền sẽ nhìn đến Túc Thải Điệp nơi năng lượng thể tản mát ra từng đạo năng lượng hối nhập tới rồi Dương Nghị Vân trên người. Như thế là Dương Nghị Vân cùng Túc Thải Điệp hai người hấp thu khổng lồ năng lượng thể. Cũng có thể nói là Dương Nghị Vân có Túc Thải Điệp năng lượng, hắn hấp thu năng lượng có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng chính là như vậy kia cũng là phi thường khách quan. Bởi vì này một đoàn năng lượng thực sự quá khổng lồ. Trăm năm sau, ong, một tiếng nổ vang vang lên, làm Dương Nghị Vân cũng từ tu luyện trạng thái chung cảnh giác. Hắn vừa mở mắt liền cảm nhận được. Bốn phía hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Hỗn độn một mảnh cảnh tượng biến mất không thấy, thay thế còn lại là một chỗ sơn động không gian, hoặc là nói càng như là một cái thế giới ngầm giống nhau, phi thường trống trải đại. Nơi ở chính là một chỗ huyền phù ngôi cao, ước chừng có 5 đến 60 bình phương bộ dáng. Bốn phía nơi còn lại là đen nhánh một mảnh, cái này ngôi cao phía dưới giống như là vực sâu. Vừa chuyển đầu hắn nhìn về phía Túc Thải Điệp nơi ở. Này sẽ làm nhìn lại. Thật lớn năng lượng thể biến mất không thấy, mà Túc Thải Điệp còn lại là như cũ cách mặt đất 3 mét huyền phù giả. Chẳng qua Dương Nghị Vân lúc này nhìn đến Túc Thải Điệp sau, lại là mở to hai mắt nhìn. Nhà đầu này thay đổi. Chuẩn xác mà nói là trên người quần áo thay đổi, tóc cũng thay đổi. Hoặc là nói là khí chất của nàng thay đổi. Trên đầu có tử kim hà quan, Dương Nghị Vân có thể thề, nàng phía trước trên đầu cái gì cũng không có. Một thân 5 màu y. Lập lòe thần quang, lộng lẫy lóa mắt, trên người có được các loại bội sức, tương đương tinh xảo chú ý, quả thực cùng phía trước khác nhau như hai người. Trọng điểm là Dương Nghị Vân từ Túc Thải Điệp trên người cảm nhận được khổng lồ vô cùng hơi thở, hảo gia hỏa cư nhiên so với thiên đạo tam trọng cường giả hơi thở còn phải cường đại, lại vừa thấy cảnh giới, hắn lại cả người đều là run lên.
nhìn không thấu. Chút nào nhìn không thấu giờ phút này Túc Thải Điệp tu vi cảnh giới. Nha đầu này, nàng vẫn là nàng sao? Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng hoài nghi, sợ là Túc Thải Điệp đã không phải Túc Thải Điệp. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân không rõ ràng lắm, khá vậy biết căn nguyên chính là chi cường kia khổng lồ vô cùng năng lượng thể. Thực hiển nhiên năng lượng thể bị Túc Thải Điệp hoàn toàn hấp thu. Nàng không chỉ có không có nổ tan xác mà chết, ngược lại thành tựu một tiếng đạo hạnh. Này, lúc này Túc Thải Điệp như cũ là nhắm mắt huyền phù trạng thái, còn không có thức tỉnh lại đây. Dương Nghị Vân không dám quấy rầy. Chờ chính là, dù sao năng lượng hấp thu xong rồi, nơi này hoàn cảnh có biến hóa, lúc này nghĩ đến, hiện tại cái này không gian khả năng mới là nguyên lai diện mạo đi. Phía trước hỗn độn không gian, hoàn toàn có thể là thật lớn năng lượng thể dẫn phát biến hóa, năng lượng thể hiện giờ bị Túc Thải Điệp hấp thu lúc sau, hỗn độn trạng thái không gian tự nhiên cũng liền biến mất. Bất quá, hắn phát hiện hắn cũng có thu hoạch. Cư nhiên tiến vào thiên đạo cảnh giới trung cấp tu vi. Tuy rằng so sánh với trước mắt Túc Thải Điệp hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng với hắn mà nói là cái không nhỏ tiến bộ. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, thiên đạo cấp bậc tu vi, muốn lại tiến thêm một bước là có gì trở khó khăn. Thiên đạo cảnh một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đối người khác tới nói, bình thường tu luyện khả năng phải tốn phí mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm thậm chí càng dài thời gian. Cho nên Dương Nghị Vân biết hắn cái này tăng lên thật đúng là một lần đại cơ duyên. Cứ việc hắn có chút mơ màng hồ đồ. Cũng không biết như thế nào liền bước vào thiên đạo cảnh giới trung cấp. Phía trước chỉ là nghĩ chờ đợi Túc Thải Điệp, chính mình cũng tu luyện một phen, cảm thấy nơi này thiên địa không gian chung có chút lực lượng thực đặc thù, lấy tu luyện hắn liền tiến vào thâm trình tự trạng thái. Lại tỉnh lại cư nhiên liền bước vào thiên đạo cảnh giới trung tầng. Không thể không nói là vận khí tốt. Cẩn thận tưởng tượng, hắn liền nghĩ tới kia một đoàn thật lớn năng lượng thể thượng. Tất nhiên là hắn ở tiến vào thâm trình tự tu luyện này trạng thái hạ, trong lúc vô ý hấp thu một ít năng lượng đi. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới là hắn từ thiên đạo cảnh giới sơ cấp đột phá tới rồi trung kỳ nguyên nhân. Nếu không thật đúng là không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Liền ở Dương Nghị Vân trong đầu nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, dư quang nhìn thấy lưỡng đạo thất thải quang mang bùng nổ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lại là phát hiện Túc Thải Điệp mở hai mắt. Nàng thức tỉnh lại đây. Lưỡng đạo bảy màu ánh sáng đúng là từ nàng trong ánh mắt bùng nổ mà ra. Dương Nghị Vân nhìn Túc Thải Điệp, bỗng nhiên chi gian hắn nhìn Túc Thải Điệp cả người chấn động, trong đầu một chút liền nghĩ tới màu thần điện kia một tôn màu thần nương nương thánh tượng. Trong lòng chỉ có hai chữ, nắm thảo. Bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân xem Túc Thải Điệp cư nhiên cùng màu thần nương nương thánh tượng giống nhau như đúc. Mặc kệ là hầu hạ vẫn là diện mạo. Duy nhất bất đồng chính là, một cái là thánh tượng, một cái hiện tại là đại người sống. Lúc này mở hai mắt Túc Thải Điệp cũng hai tròng mắt chung bảy màu ánh sáng lóng lánh, trên người bộc phát ra một cổ không gì sánh kịp cường đại khí thế, thiếu chút nữa khiến cho Dương Nghị Vân phải quỳ. Cũng may trong nháy mắt có biến mất không còn một mảnh. Mà huyền phù Túc Thải Điệp còn lại là dừng ở trên mặt đất, rốt cuộc từ giữa không trung xuống dưới, tiếp địa khí. Dương Nghị Vân nhìn nàng không tự chủ được hỏi, người hiện tại là Thải Điệp nha đầu vẫn là màu thần nương nương. Túc Thải Điệp trên mặt có mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, lệnh Dương Nghị Vân cảm thấy thoải mái, nàng mở miệng nói, đều là. Lần này Dương Nghị Vân liền minh bạch lại đây. Này khả năng chính là chuyển sinh trở về đi. Gặp qua màu thần nương nương Dương Nghị Vân ôm quyền hành lễ, hắn biết giờ phút này hắn đối mặt có lẽ chính là một tôn chân chính thánh nhân. Nào biết đối diện Túc Thải Điệp ngọt ngào cười, né tránh hắn hành lễ, mở miệng nói, đừng, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này thi lễ, hiện tại ta còn không có trở về đến thánh cảnh, ngươi. Vẫn là khi ta là Túc Thải Điệp đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngươi hiện tại là tu vi là cái gì cảnh giới? Túc Thải Điệp nghịch ngợm cười nói, ngươi đoán. Dương Nghị Vân khóe miệng trừ trừ, trong lòng nói thầm một câu, ta đoán ngươi muội a. Không nhưng không có muội muội. Ngay sau đó Túc Thải Điệp nói chuyện. Dương Nghị Vân lại là dọa một cú sốc, má ơi, nhà đầu này có thể nghe được lòng ta nói chuyện. Tức khắc xấu hổ cái chán thấy hãn, tân mệt nàng không nghe hiểu đang mắng nàng. Trước mắt chính là Túc Thải Điệp, nhưng cũng không phải nàng, đây là Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ. Bởi vì vẫn là mang theo Túc Thải Điệp hơi thở. Nhưng nói đến cùng nàng hơi thở đã hoàn toàn đại biến, Dương Nghị Vân cũng gần có thể cảm giác được một chút Túc Thải Điệp bóng dáng. Nhưng đây đúng là làm hắn lo lắng.
Túc Thải Điệp không có, hắn đối Túc Tắc không thể công đạo. Trước mắt rồi lại là Túc Thải Điệp, càng là Mầu Thần nương nương. Đương nhiên hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định có phải hay không. Rốt cuộc Túc Thải Điệp là bị đoạt xá, cũng hoặc là chuyển sinh người. Bất quá liền tính là biết, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì hắn cảm giác vô pháp chiến thắng trước mắt nữ nhân. Nhìn trước mắt cùng Mầu Thần nương nương thánh tượng giống nhau như đúc nữ tử, Dương Nghị Vân là thiệt tình đau đầu. Này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Thực rõ ràng hắn cũng là bị lợi dụng người. Bị ai lợi dụng? Không hề nghi ngờ là bị Túc Tắc cái kia lão nhân cấp lợi dụng. Hiện tại hồi tưởng một chút ngày đó Túc Tắc đối hắn nói những cái đó như lọt vào trong sương mù nói, tựa hồ đã sớm biết sẽ có hiện tại một màn này đi. Như vậy giống nhau, Dương Nghị Vân đối Túc Thải Điệp trách nhiệm liền nhỏ. Muốn nói tính kế, cũng là ngươi ra ra Túc Tắc tính kế. Cùng ta Dương Nghị Vân không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn cũng là bị tính kế đi vào một cái, vì ngươi ngăn cản ngay từ đầu cường đại hơi thở, đưa ngươi tiến vào khổng lồ năng lượng chung, dẫn tới xuất hiện một cái Mầu Thần nương nương. Dương Nghị Vân nhìn nàng, nàng cũng mang theo có chút nghịch ngợm bộ dáng nhìn hắn. Phụt! Ngay sau đó nàng đột nhiên liền bật cười. Rồi sau đó nói, được rồi tiểu gia hỏa không đùa ngươi. Tiểu gia hỏa! Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt. Hắn Dương mẫu nhân hơn nữa ở Càn Khôn Hồ Nội thời gian gia tốc hoàn cảnh, cũng là tu luyện mấy chục vạn năm người, cư nhiên bị kêu tiểu gia hỏa. Bất quá hắn không nói gì mà là chờ đợi nàng tiếp tục nói tiếp, hắn biết nàng còn có hậu tục nói muốn nói. Quả nhiên chỉ nghe nàng tiếp tục nói, không ngươi trong lòng tưởng như vậy nghiêm trọng, ta đâu, ngươi có thể cho rằng là Túc Thải Điệp, cũng có thể trở thành là Mầu Thần. Nghe đến đó Dương Nghị Vân biết nàng là thừa nhận, nàng nói là Mầu Thần. Mầu Thần nương nương sao? Điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Dừng một chút chỉ nghe nàng nói, cho nên nói ngươi không cần có bất luận cái gì trong lòng áp lực, ngươi cũng không phải sợ ta sẽ đối với ngươi thế nào, hôm nay ta có thể thức tỉnh trở về, ít nhiều ngươi, cho nên ta thiếu ngươi một ân tình, đương nhiên nói trở về, ngươi cái này tiểu gia hỏa tu luyện công pháp thực sự kỳ quái nga. Cứ nhiên ở tu luyện trung phân đi rồi ta một bộ phận pháp lực, dẫn tới ta không có viên mãn. Ngươi nói một chút ta hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Như cũ là mang theo nghịch ngợm lời nói, nhưng nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, lại là làm hắn trong lòng bỗng nhiên vừa kéo trừ. Đích xác hắn tu vi từ thiên đạo cảnh giới sơ cấp bước vào thiên đạo cảnh giới trung kỳ, đây là hắn vừa rồi tu luyện kết quả, ngay từ đầu hắn cũng buồn bực, như thế nào liền một lần tu luyện có chút mơ màng hồ đồ bước vào thiên đạo cảnh giới trung kỳ. So với hắn mong muốn còn muốn tu luyện thành ngàn mấy vạn năm muốn mau đến nhiều. Hiện tại nghe Túc Thải Điệp hoặc là nói Mầu Thần nương nương như vậy vừa nói, hắn mới hiểu được lại đây, đây là hắn ở phía trước tu luyện chung, nguyên lai là phân đi rồi nhân ra một bộ phận đạo hạnh. Trọng điểm là nghe Mầu Thần nương nương ý tứ, cũng đúng là bởi vì như vậy, làm nàng trở về không có viên mãn. Đây chính là, tối kỵ a, nói Dương mẫu nhân không sợ hãi đó là giả. Phải biết rằng trước mắt, tiểu nha đầu, hiện tại chính là thánh nhân a. Siêu Việt thiên đạo thánh nhân, đối với hắn tới nói, đừng nói cái gì thánh nhân, liền tính là tới một cái thiên đạo ba bốn trọng cường giả tới, đều là không đối phó được. Huống chi trước mắt nữ nhân, chính là thánh nhân. Một cái tát có thể chụp chết tồn tại. Khóe miệng trừ trừ Dương mẫu nhân lúng túng nói, nha. Nga không phải, Thải Điệp cô nương, ta Mầu Thần nương nương, đây là cái hiểu lầm. Dương mẫu nhân trong lòng khẩn trương nói chuyện đều nói lắp, xưng hô là có chút nói năng lộn xộn. Nhưng này cũng không thể trách hắn, phía trước ngay từ đầu hắn cũng là đi theo Túc Tắc cái kia lão nhân kêu nha đầu, trong óc tư duy cũng vẫn là định vị ở Túc Thải Điệp tên này thượng, cho nên nói lắp là bình thường, hai lần sửa đúng lúc sau, rốt cuộc hô lên Mầu Thần nương nương cái này xưng hô. Hắn hiện tại rất rõ ràng, trước mắt tiểu nha đầu chính là một tôn chân chính đại thần. Phía trước nàng mở mắt ra thời điểm, bộc phát ra tới cường đại hơi thở, làm hắn đều có loại muốn cúng bái xúc động áp lực. Đối mặt cái này vừa mới thức tỉnh thánh nhân, Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận. Vội vàng giải thích nói, ta phía trước tu luyện cũng chỉ là chờ đợi ngài thức tỉnh, hoàn toàn là vô ý thức tu luyện, căn bản liền không nghĩ tới muốn đoạt lấy ngài lão pháp lực, nếu là biết ta là tuyệt đối sẽ không làm, đây là cái hiểu lầm. Hi hi Túc Thải Điệp, không đối là Mầu Thần nương nương bướng bỉnh cười, nhìn ngươi dọa, ta chính là như vậy vừa nói lại không phải ăn ngươi, yên tâm, ta không keo kiệt như vậy, ngươi đâu? Vẫn là kêu ta nha đầu đi, ta thích cái này xưng hô, cùng ông nội của ta giống nhau tràn ngập ấm áp xưng hô.
Mặt khác, ta nói thiếu ngươi một ân tình liền thiếu ngươi một ân tình, chờ đợi vô số năm ngươi là cái thứ nhất có thể kháng hạ ta mở ra thánh đạo phong ấn người, nếu không phải ngươi, phía trước thánh đạo phong ấn mở ra lực lượng, đủ để cho thiên đạo tam trọng dưới thần linh hôi phi yên diệt. Cho nên là ta thiếu ngươi nhân tình, hấp thu một ít ta pháp lực đảo cũng không sao, sẽ không keo kiệt, đừng sợ tiểu gia hỏa, hì hì. Dương Nghị Vân nghe nàng nói chuyện nội tâm vô ngữ đồng thời, đảo cũng yên tâm, hắn có thể cảm nhận được nàng lời nói là nghiêm túc, bất quá, nàng làm hắn kêu nàng nha đầu, hiện tại trái lại kêu hắn tiểu gia hỏa, cái này bối phận thật đúng là có chút vô nghĩa. Nhưng lại có thể như thế nào đâu, nhân gia là thánh đạo thánh nhân, hắn hiện tại cùng nàng chi gian chênh lệch đó là kém cách xa vạn dặm, nàng nói cái gì liền cái gì đi, ai làm nàng là cường đâu. Đa tạ Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng áp lực. Chỉ nghe Mầu Thần nương nương tiếp tục nói, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Ách ngài nói Dương mẫu nhân không dám có một chút tính tình. Trước mắt nha đầu cảm giác cổ linh tinh quái, có chút hỉ nộ vô thường, hắn chỉ có thể theo. Ta đâu, thật là chuyển sinh trùng tu, ta chính là Túc Thải Điệp cũng là Mầu Thần nương nương, ngươi cũng biết ta thánh đạo, nhưng trở về thức tỉnh kế thừa thánh đạo lực lượng, cũng không phải nhẹ nhàng việc, có rất nhiều tệ đoan. Cũng không có chân chính ý nghĩa bước vào thánh đạo, có cái tệ đoan là. Ở thức tỉnh một đoạn thời gian nội, pháp lực khả năng sẽ là khi linh khi không linh trạng thái. Có đôi khi khả năng một cái tiểu thần nhân đều không bằng, nhưng là ta thức tỉnh đi, tất nhiên sẽ khiến cho nào đó lão quỷ chú ý. Nói trắng ra là, ta lại kẻ thù, cho nên nói ta yêu cầu tìm cá nhân bảo hộ ta một đoạn thời gian, chờ ta chậm rãi khôi phục bình thường, người có nguyện ý hay không bảo hộ ta đâu. Nàng nói chuyện một đôi mắt bảy màu thần quang lập lòe cười hì hì nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân xem, bộ dáng là quần áo phúc hậu và vô hại. Chính là Dương mẫu nhân lại là bị nàng nhìn chằm chằm trong lòng thẳng phát mao. Rất muốn nói một cái không tự. Vui đùa cái gì vậy? Nhà đầu này trong giọng nói tin tức lượng thật lớn a. Nàng có thù oán người, nàng là thánh đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại, nàng kẻ thù tự nhiên cũng chính là thánh đạo cường giả. Bảo hộ nàng. Cái này tìm chết không khác nhau đi. Nhưng hắn dám nói một cái không tự sao? Đáp án là phủ định. Dương Nghị Vân biết không lựa chọn. Khóe miệng trừ trừ nói, thực vinh hạnh. Đối với vị này đại thánh người nói Dương Nghị Vân không hoài nghi, bởi vì cùng loại thức tỉnh chuyển sinh giả hắn cũng trải qua quá, thật là có tệ đoan tồn tại. Mầu thần nương nương nói nàng pháp lực khi linh khi không linh, này lời này hẳn là thật sự, hơn nữa có kẻ thù, tìm cá nhân bảo hộ tựa hồ cũng là bình thường. Hơn nữa hắn không có cách nào cự tuyệt. Nếu là dám cự tuyệt, quỷ biết vị này đại lão có thể hay không đối hắn hạ sát thủ. Bực này cường giả đều là hỉ nộ vô thường tính cách. Dương Nghị Vân không dám đánh cuộc. Chỉ có thể đáp ứng. Không có biện pháp hắn hiện tại không thể trêu vào. Mặt khác có như vậy đại lão theo bên người, với hắn mà nói đồng dạng là có lợi có tệ. Chưa chắc chính là chuyện xấu. Bởi vì hắn cũng có kẻ thù. 33 thiên điện có thiên thánh điện toàn thiên đạo cấp bậc, trở lên đi còn có đế tôn vô thượng cái kia sắp hợp đạo tồn tại. Nếu chân chính gặp được hắn không địch lại địch nhân xuất hiện, mầu thần nương nương này tôn đại thần, liền tính là pháp lực khi linh khi không linh, cũng là có thể hù dọa người, trọng điểm là thời gian dài, nàng tổng có thể khôi phục đến đỉnh đi. Bất quá Dương Nghị Vân cũng biết, hiện tại mầu thần nương nương không phải chân chính thánh đạo cường giả, nàng chính mình đều nói qua không phải, không có khôi phục đỉnh. Bị hắn phân đi rồi một bộ phận pháp lực, do đó ảnh hưởng nhân gia khôi phục đến viên mãn. Nhưng cho dù là như thế, Dương Nghị Vân cũng tin tưởng vị này đại lão tuyệt đối ít nhất cũng là cao giai thiên đạo cấp bậc. Cho nên từ lâu dài xem đối hắn là có lễ. Đến nỗi tệ đoan sao? Nguy hiểm nhìn như rất lớn, mầu thần nương nương kẻ thù tất nhiên là thánh đạo cường giả, nhưng hắn liền không tin mầu thần nương nương không có thủ đoạn phòng bị, tất nhiên sẽ không dễ dàng làm kẻ thù nhận thấy được nàng tồn tại. Dương Nghị Vân trong lòng cân nhắc lợi hại lúc sau, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Hì hì cảm ơn a, kia về sau ta đã có thể đi theo ngươi lăn lộn nga mầu thần nương nương hì hì cười nói, nàng hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài tính cách. Bất quá Dương Nghị Vân biết, bất luận kẻ nào cùng sự, đó là không thể đơn độc xem mặt ngoài. Đối vị này đại lão, hắn vẫn là muốn cẩn thận một ít. Nhìn đến nàng hai tròng mắt chung bảy màu chi sắc biến mất lúc sau. Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết nguy cơ kết thúc. Vị này nương nương, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy thiện lương người. Lấy lại tinh thần Dương Nghị Vân thử hỏi, ngươi, ta cũng sẽ không lưu lại nơi này,
ngươi nếu là đi theo ta, kia đã có thể muốn khắp nơi vân du. Nên nói vẫn là muốn nói, hắn tự nhiên không thể bị nàng buộc ở chỗ này. Ngươi không nói ta cũng sẽ rời đi Màu Hà Cảnh, ta sống lại đối Màu Hà Cảnh thần dân tới nói chưa chắc là chuyện tốt, ngươi muốn đi chỗ nào ta đi theo đó là, vừa lúc ta cũng hảo hảo xem hiện tại thần giới biến thành cái dạng gì. Màu thần nương nương nói. Ngươi đi rồi, Màu Thần Cảnh mặc kệ sao? Dương Nghị Vân kinh ngạc hỏi. Các có cơ duyên nga, Màu Thần nương nương nói thầm một câu, xem như không chính diện trả lời vấn đề này. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy chính mình vấn đề này thực xuẩn, nhân ra đều là thánh nhân đều nói sẽ có thủ oán người, nếu là lưu lại mới là hại Màu Thần Cảnh thần dân. Cũng đích xác, mỗi cái thần linh đều có đạo của mỗi người, can thiệp quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, hắn đi ra phía trước cũng cấp vân môn những người đó biểu đạt chính mình thái độ, làm cho bọn họ nghĩ ra đi du lịch cứ việc đi, an toàn hoàn cảnh tu luyện tài nguyên từ từ hắn có thể hỗ trợ, nhưng là từng người tu luyện hắn là sẽ không can thiệp quá nhiều. Đi thôi tiểu gia hỏa, nơi này không có gì đồ vật, người có thể từ thiên đạo cảnh lúc đầu ở chỗ này đột phá nói chung kỳ, đã xem như đại cơ duyên, ông nội của ta đối với ngươi nói qua hồi báo cũng coi như là không nói lỡ, liền tính là hắn nói lỡ ngươi cũng quái không đến. Dương Nghị Vân nghe nàng lời này đến cuối cùng nghe ra một tia bi thương, có chút không thể hiểu được không biết vị này đại lão lại làm sao vậy. Chỉ có thể quy kết vì, đây là đại lão cá tính đi, cường giả đều là lừa tính tình, trừ bỏ còn đổi không thể nắm lấy. Ngay sau đó Màu Thần nương nương ở dứt lời lúc sau, đối với phía trước hư không tùy ý vung tay lên, tức khắc Dương Nghị Vân cũng liền cảm nhận được nùng liệt không gian thuộc tính chi lực dung chuyển lên, hắn cũng có thể điều động không gian chi lực tự nhận là còn không yếu, nhưng lại cùng mới Màu Thần nương nương một tay đối lập một chút, quả thực là gặp sư phụ khác nhau. Trong lòng nhịn không được nói thầm nói, đây là pháp lực khi linh khi không linh a. Đừng hạt nói thầm, đi rồi. Màu Thần nương nương thúc giục một tiếng một bước bước vào đi biến mất không thấy, Dương Mỗ Nhân vội vàng theo đi lên. Đương hai người trở ra thời điểm, Dương Nghị Vân phát hiện lại là đã tới rồi Màu Thần điện trên không. Giờ khắc này Màu Thần nương nương trên mặt có chút bi thương, nhưng vẫn đứng ở không trung không có đi xuống, mà là nhìn phía dưới Màu Thần điện phát ngốc. Dương Nghị Vân không rõ nguyên do, cũng không dám hỏi như thế nào sẽ là, bất quá hắn có thể xem xét, thần thức thả ra đi, đưa vào Màu Thần điện. Một lát sau Dương Nghị Vân rốt cuộc minh bạch phía trước Màu Thần nương nương vì cái gì lộ ra bi thương biểu tình, bởi vì hắn phát hiện, Túc Tắc đã chết. Ở Màu Thần điện chung, Dương Nghị Vân nhìn đến Túc Tắc thi thể bị bày biện ở Màu Thần nương nương thánh tượng trước, mà thanh thánh tượng thượng che kín vết rách, nhìn qua tới một trận gió là có thể tùy thời rách nát. Nhìn trong chốc lát đại điện chung mỗi người dáng ngồi, hắn liền phát hiện này đó Màu Thần cảnh thần dân nhân nên là này tòa một hồi to lớn hiến tế. Mà Túc Tắc chính là cái kia lấy chính mình sinh mệnh vì hiến tế tế phẩm. Dương Nghị Vân thu hồi thần thức, nhìn thoáng qua bên người Màu Thần nương nương, hắn lòng có sở ngộ. Nếu không đoán sai, Túc Tắc hiến tế 89 phần 10 cùng vị này nương nương trở về thức tỉnh có quan hệ. Đúng lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến Màu Thần nương nương vung tay lên, vô hình bên trong có vô cùng tuyệt luân khổng lồ pháp lực rơi xuống, thẳng đến Màu Thần điện. Hắn thần thức nhìn lại, quả nhiên nàng pháp lực dừng ở Màu Thần điện chung Màu Thần nương nương hoặc là nói nàng chính mình thánh tượng thượng. Tức khắc tan vỡ thánh tượng thần quang đại tác phẩm nháy mắt chữa trị, vô hình bên trong có một đạo lực lượng cường đại hơi thở tán phát đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ Màu Thần điện. Mà ở giờ khắc này Dương Nghị Vân phát hiện sở hữu ở Màu Thần điện chung thần dân tất cả đều đắm chìm trong này cổ vô hình lực lượng dưới, mỗi người trong cơ thể thiên đạo trói buộc một chút biến mất. Này liền ý nghĩa từ nay về sau Màu Thần cảnh thần dân đều có thể tu luyện tiến hóa. Đi, đi thôi. Lúc này bên tai vang lên Màu Thần nương nương thanh âm, nghe đi lên có chút suy yếu. Dương Nghị Vân vừa thấy nàng sắc mặt thực tái nhợt. Tức khắc liền hiểu được, nàng này đây tự thân đạo hạnh thay đổi sở hữu Màu Thần cảnh thần dân không thể tiến hóa tu luyện vấn đề, thậm chí có thể nói nàng cấp toàn bộ Màu Thần nhất tộc để lại một tôn hoàn toàn mới thánh tượng. Chỉ cần có này một tôn thánh tượng ở, về sau Màu Thần cảnh nhất tộc là có thể không ngừng tiến hóa đi xuống. Nàng này xem như hồi báo đi. Nhìn đã bay về phía phương xa Màu Thần nương nương, Dương Nghị Vân đột nhiên cảm thấy thánh nhân cũng là có tình cảm, đều không phải là đều là vô tình hạng người. Đến nỗi nàng vì cái gì không có đi xuống nhìn xem Túc Tắc thi thể cùng nhìn xem Màu Thần cảnh thần dân, có lẽ đã không cần thiết, nhìn chỉ biết thương tâm, thậm chí không thể ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Nàng nói qua nàng có thủ oán người, sẽ liên lụy Màu Thần cảnh thần dân đi. Ta thích có huyết có tình cảm thánh nhân.
Dương Mỗ Nhân lầm bầm lầu bầu một tiếng, đuổi theo. Phía dưới thần điện trung vang lên tiếng hoan hô Mầu Thần nương nương hiển linh. Mầu Thần cảnh thần dân lại là không biết, chân chính tồn tại thánh nhân liền ở bọn họ đỉnh đầu. Dương Nghị Vân đi theo Mầu Thần nương nương một đường phi hành, nháy mắt liền biến mất ở Mầu Thần cảnh. Hắn vẫn luôn đi theo Mầu Thần nương nương phía sau, không vội không chậm, có thể cảm nhận được vị này đại lão tâm tình không phải quá mỹ lệ, cho nên Dương Mỗ Nhân không ly nàng thân cận quá. Ước chừng một ngày lúc sau, phía trước Mầu Thần nương nương đột nhiên thong thả xuống dưới nói, lại đây đỡ ta. À, Dương Nghị Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ít nói nhảm, Mầu Thần nương nương lạnh lùng một tiếng, làm Dương Mỗ Nhân run lên, vội vàng tiến lên đi nâng nàng. Đương hắn đôi tay thật cẩn thận nâng ở Mầu Thần nương nương cánh tay thời điểm, lại là phát hiện thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ, hơn nữa có chút rét run. Dương Nghị Vân không cần hỏi, lại cũng nghĩ đến tất nhiên là nàng ở phía trước cấp Mầu Thần cảnh những cái đó thần dân giải khai thiên đạo trói buộc, hơn nữa chữa trị thánh tượng hao phí nàng rất lớn đạo hạnh gây ra. Đi xuống tìm một chỗ, ta yêu cầu chậm rãi. Mầu Thần nương nương nói chuyện có chút suy yếu. Nga, tốt, Dương Mỗ Nhân chỉ có thể làm theo. Cũng không biết bọn họ đi tới địa phương nào, dù sao nhìn qua, phía dưới là vô tận núi non. Phi rơi xuống đi lúc sau, tiến vào một chỗ tiểu sơn cốc, tới rồi một cái sông nhỏ biên. Dương Nghị Vân đem Mầu Thần nương nương nâng ngồi ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, làm nàng dựa vào ở trên cây. Lúc này Mầu Thần nương nương mở miệng nói, ta yêu cầu một đoạn thời gian điều dưỡng, người hộ pháp, đừng quấy rầy ta. Tốt, Dương Nghị Vân méo miệng chỉ có thể đáp ứng, có thể làm sao bây giờ đâu. Vị này đại lão có chút hỉ nộ vô thường, hắn không dám trêu chọc nàng. Như vậy hiện tại biết nàng thực suy yếu. Đến nỗi nàng phía trước là nàng pháp lực khả năng khi linh khi không linh, có lẽ cũng là thật sự, nhưng Dương Nghị Vân sẽ không bởi vậy mà đi hài hòa vị này đại lão, quỷ biết nàng pháp lực rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Dương Mỗ Nhân là không dám mạo hiểm trêu chọc. Lại nói bên người có thể đi theo như vậy một vị đại lão, ở không tính tựa hồ đều là hắn kiếm. Vẫn là muốn làm tốt quan tâm, tốt nhất đem nàng vĩnh viễn cột vào chính mình chiến tuyến thượng, ngày sau chỉ cần nàng khôi phục đỉnh, kia nhưng chính là thánh nhân A. Cho đến lúc này, đế tôn tính cái rắm. Đế tôn cũng chỉ là ở vào cuối cùng hợp đạo giai đoạn, chỉ có hắn hợp đạo thành công mới là thánh đạo thánh nhân, có thể hay không cuối cùng hợp đạo cũng là cái không biết bao nhiêu. Mà trước mắt Mầu Thần nương nương vị này ở Dương Nghị Vân trong mắt mới là thật đại lão. Đừng nhìn hiện tại không khôi phục, nhưng ở hắn nghĩ đến đó là chuyện sớm hay muộn nhi. Cho nên nói hắn muốn nắm chắc được cơ hội, tạm thời hầu hạ hảo vị này đại lão. Thánh đạo hắn ở Vĩnh Hằng thần giới đều tiếp xúc qua, nhưng không có chân chính tiếp xúc sống qua, Mầu Thần nương nương lại là sống sờ sờ thánh đạo đại lão, chỉ chờ nàng một ngày kia khôi phục thánh đạo, đó chính là đại thánh người cấp bậc, chân chính siêu thoát giả. Này bút mua bán như thế nào tính hắn đều không lỗ. Đương nhiên trước mắt hắn cùng vị này đại lão còn ở vào ma hợp kỳ, cứ việc phía trước nàng nói thiếu chính mình một ân tình, bất quá loại này lời nói Dương Nghị Vân cũng chính là nghe một chút mà thôi, nếu là thật sự vậy thua. Trong lòng lung tung rối loạn nghĩ những việc này, Dương Nghị Vân rời đi Mầu Thần nương nương bên người, rời xa 30 mét ở ngoài, ngoan ngoãn cho nàng hộ pháp. Thời gian từng ngày qua đi. Trong nháy mắt đó là 3 năm qua đi. Dương Nghị Vân ngồi ở Mầu Thần nương nương 30 mét ở ngoài hộ pháp, hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở trong đầu suy đoán chính mình trong cơ thể 10 đại đạo thụ chi lực, như thế nào mới có thể lớn nhất hóa kết hợp ở bên nhau, phát huy ra càng thêm thật lớn lực lượng tới. Cũng nghiên cứu hỗn độn chung, 7 màu long lân này đó pháp khí vận dụng. 3 năm qua đi, Dương Nghị Vân xem Mầu Thần nương nương ngồi ở đại thụ tiếp theo đỉnh không nhúc nhích, nhìn qua tiến vào thâm trình tự tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không tỉnh lại, hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi chờ đi, làm tốt trường kỳ chờ đợi trong lòng chuẩn bị. Cũng may nơi này cũng coi như là vùng hoang vu dã ngoại giống nhau địa phương, cũng không có cái gì quấy rầy. Xem như tương đối an tĩnh nơi. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, mí mắt lại đột nhiên nhảy dựng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong lòng lại là thầm than, chung quy là tới. Ai tới? Hắn biết rõ. Không hề nghi ngờ là 33 thiên điện thiên thánh điện người. Xiết như vậy nhiều ngày đạo cảnh giới, động tĩnh như vậy đại, nếu là thiên thánh điện người không có gì phản ứng kia mới là việc lạ nhi. Thiên thánh điện cường giả rất nhiều, Dương Nghị Vân không dám coi khinh.
hắn vẫn luôn đều ở ẩn nấp chính mình hơi thở, thậm chí còn một hơi chạy tới bên người Biên Tùy nơi, nhưng như cũng bị bọn họ tìm được rồi. Bất quá nơi này bản thân chính là thiên tộc sàn xe, tương đương là 33 thiên điện hậu phương lớn, bị tìm được cũng ở trong dữ liệu. Lúc này đây lại là không biết tới chính là cái gì cấp bậc, có bao nhiêu người. Dương Nghị Vân ở trong lòng tính toán lo lắng hết sức, nhiều ít vẫn là có chút chờ mong. Tiến đến địch nhân tất nhiên tu vi sẽ là càng cao trình tự, nhưng hắn cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ở trên thực lực Dương mỗ nhân vẫn là đối chính mình có chút tin tưởng. Đương nhiên nếu là quá mức cường đại, hắn cũng muốn ước lượng. Này sẽ làm hắn tự cấp đại lão hộ pháp, cũng là ở mấu chốt thượng, cũng không thể làm người quấy rầy đến nàng. Theo sau ở màu thần nương nương trước người bày ra một đạo kết giới, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, ngay sau đó tái xuất hiện cũng đã tới rồi trăm dặm ở ngoài. Hắn có thể cảm thấy tiến đến địch nhân ở ngàn dặm ở ngoài, vì không quấy rầy màu thần nương nương, hắn tới rồi trăm dặm ở ngoài một chỗ đỉnh núi. Không có chạy, bởi vì hắn biết chạy không thoát, vô dụng. Thực mặt hướng đối phương có thể xuất hiện, đã nói lên có bị mà đến, hắn cũng không tính toán chạy, còn có cái con chồng trước màu thần nương nương ở đâu. Đương nhiên nếu là hắn một người nói, vận dụng phong vân cánh chim vẫn là cơ hội rất lớn, đáng tiếc a, không thể từ bỏ màu thần nương nương. Nhà đầu này thánh nhân đại lão, đừng nhìn hiện tại không ổn định, nhưng lại là thỏa thỏa tiềm lực cổ, hắn ôm có rất lớn kỳ vọng một chủ nhân. Đứng ở đỉnh núi phía trên, Dương Nghị Vân khoanh tay mà đứng, nheo lại mắt thấy hướng phía chân trời. Cửu thiên lúc sau vân lôi cuồn cuộn, hắn biết mây đen bên trong chính là cất giấu người. Chậm rãi mở miệng nói, nếu tới sao không hiện thân. Nói chuyện thời điểm, vẫn là có chút nhíu mày, lần này hắn cảm thụ không đến tới bao nhiêu người. Thiên thánh điện người có lần trước giáo huấn, lúc này đây tất nhiên có thể tìm được hắn chính là có bị mà đến. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Ầm 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 oanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên. Lại là tại hạ một khắc, ở trong tầm mắt trăm mét ngoại, một đạo tiếp theo một đạo bóng người xuất hiện. Ngay lập tức chi gian, không nhiều không ít như cũ là 10 cái người đem hắn vây quanh. Nhưng lúc này đây quả nhiên như hắn trong lòng sở liệu, tiến đến chính là thiên đạo quy tắc cấp bậc. Cầm đầu người làm hắn nheo mắt lại là một người thiên đạo 5 trọng tồn tại. Dư giả thiên đạo 4 trọng 3 người, dư lại 6 người tất cả đều là thiên đạo tam trọng. Dương Nghị Vân trong lòng có chút hít hà một hơi, Nima đây là muốn một lần giải quyết hắn a. Lại nói tiếp hắn trước kia thực lực hơn nữa trong tay trí bảo từ từ, tổng hợp lên nhưng đối mặt thiên đạo tam trọng, trong lòng nghĩ hiện tại cảnh giới tăng lên một tầng đạt tới thiên đạo cảnh giới trung kỳ cấp bậc, mặt ngoài xem hắn liên thiên đạo quy tắc một trọng đều không đến, đừng nói đối mặt 4 trọng 5 trọng, chính là tam trọng đều quá sức. Trên thực tế hắn đích xác có thể đối phó tam trọng, nhưng cũng giới hạn này giai đoạn, như vậy là hắn hiện tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền tính không sợ thiên đạo tam trọng, nhưng 4 trọng đâu. Hắn không nắm chắc, huống chi trong đó còn có cái áp trục thiên đạo 5 trọng. Không nghĩ tới lần này thiên thánh điện hạ như thế vốn gốc, thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả giống như là cải trắng giống nhau rời núi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, cùng với tiếng sấm từng trận. Cầm đầu tên kia thiên đạo 5 trọng cường giả hừ lạnh một tiếng. Cùng với cửu thiên tiếng sấm vang vọng thiên địa. Dương Nghị Vân thật đúng là trong lòng vừa kéo trừ. Hắn biết hôm nay sợ là phải chịu khổ sở, thiên đạo tam trọng cường giả hắn tiếp xúc quá, hơn nữa đơn đối đơn đích xác có thể xử lý, nhưng một chút 6 gã, liền tính là hiện tại tu vi có điều tăng lên, đánh giá cũng sẽ thực cố hết sức. Hơn nữa 3 gã thiên đạo 4 trọng, một người thiên đạo 5 trọng. Hắn là thật không đế. Cũng không biết có thể hay không chu toàn. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân liền biết ngạnh dỗi có chút không hiện thực. Chỉ có thể nhớ tới hắn biện pháp. 10 đại thiên đạo quy tắc cường giả A. Đối Dương Nghị Vân tới nói đích xác áp lực rất lớn. Nhưng cũng không tới dọa nước tiểu cái kia nông nỗi. Kỳ thật nói đến cùng Dương mỗ nhân vẫn là có nắm chắc, nếu không hắn cũng không dám tiến đến thiên tộc địa bàn, càng không dám đi sát thiên thánh điện người. Hôm nay cục diện, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới lập tức trở về 10 đại thiên đạo quy tắc cường giả, nhìn dáng vẻ thiên thánh điện đối hắn lần này là muốn nhất cử tiêu diệt. Bất quá sao? Dương mỗ nhân nghe đối phương một tiếng lãnh thực, nhìn bọn họ một đám vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, lại là trong lòng nở nụ cười. Này thực thiên tộc! Hắn ở trong lòng nói thầm một câu. Những người này trước sau như một khinh thường hắn, coi rẻ hắn, không đem hắn đương một mâm đồ ăn.
này đối với hắn tới nói là chuyện tốt. Rất nhiều người thiên tộc chính là tại đây chờ khinh địch trạng thái trước, bị hắn xử lý. Thật lại nói tiếp, hắn cũng không phải thật không thủ đoạn cùng thiên đạo năm trọng cường giả đua, trong tay có hỗn độn chung, càng có hỗn nguyên một hơi. Không nói được còn có thể chiếm cái tiện nghi. Ha ha, đế tôn lão nhị thật lớn bút tích, tất nhiên tới 10 đại thiên đạo quy tắc. Hắn nhìn đối phương cầm đầu thiên đạo năm trọng cười lạnh. Tiểu tử biết liền hảo, ngươi là tự sát, vẫn là làm chúng ta động thủ. Cầm đầu thiên đạo năm trọng mặt âm trầm, lưỡi đao giống nhau ánh mắt chăm chú vào Dương Nghị Vân trên người. Dương Nghị Vân cười hắc hắc, ta muốn làm chết các ngươi. Làm càn, lớn mật, bốn phía những người khác đầu tiên giận dữ. Nhưng mà lúc này cầm đầu thiên đạo năm trọng giơ tay, tức khắc những người khác an tĩnh xuống dưới. Ngay sau đó chỉ nghe đối phương nói, Dương Nghị Vân, bổn tọa biết ngươi có chút cổ quái, trước sau có thể chém giết ta thiên thánh điện như vậy nhiều người, nếu là không có đoán sai, tiểu tử ngươi có được thiên đạo quy tắc cấp bậc thực lực, nhưng bổn tọa kết luận, thực lực của ngươi căng chết ở thiên đạo tam trọng, có lẽ còn muốn mượn dùng pháp khí. Nhưng là hôm nay, bổn tọa 10 người, này không nói bổn tọa chính mình, 6 đại thiên đạo tam trọng, tin tưởng đều cũng đủ ngươi uống một hồ, huống chi bổn ngồi cùng 3 vị 4 trọng sư đệ. Như thế thực lực, chớ nói ngươi. Liền tính là tới một tôn bước vào hợp đạo cường giả, ta chờ 10 người liên thủ cũng muốn làm hắn ăn không hết gói đem đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thực lực có thể so với hợp đạo cường giả sao? Ta nếu là ngươi, lúc này sẽ lựa chọn ngoan ngoãn tự sát, khỏi bị một ít thống khổ, nếu không ngươi sẽ hối hận đi vào trên đời này, đùa giỡn ta 33 thiên điện, giết ta thiên thánh điện đồng môn, coi rẻ đế tôn, ha ha, tiểu tử ngươi chung quy là cùng ếch ngồi đáy giếng. Căn bản sẽ không minh bạch đế tôn cường đại, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi. Theo đối phương nói chuyện, Dương Nghị Vân sắc mặt liền sẽ không tự chủ được âm trầm một phân, hắn biết người này nói đều đối. Nhưng mà, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại một lần khôi phục nhàn nhạt tươi cười, nhìn cầm đầu thiên đạo năm trọng nói, ngươi, là người phương nào? Hắn đột nhiên cảm giác có ý tứ. Không nghĩ tới đế tôn dưới tòa vẫn là có nhân tài. Người này một phen nói ra tới, nhìn như một loại chính diện trình bày, kỳ thật là công tâm chi thuật, cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm thấy đã lâu quen thuộc. Vì cái gì? Bởi vì như vậy kịch bản hắn trước kia thường xuyên dùng, đương nhiên kỳ thật địch cường ta nhược dưới tình huống. Nhưng không nghĩ tới người này lại ở dùng ở trên người hắn, cái này làm cho Dương Nghị Vân đột nhiên cảm giác có chút hảo chơi lên. Dĩ vãng hắn đều cảm thấy đế tôn dưới tòa đều là một ít mắt cao hơn đỉnh cao ngạo tự đại ngu xuẩn. Đúng là bởi vì bọn họ cao ngạo tự đại, trái lại bị chính mình cấp thu thập. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp phải minh bạch người. Trái lại đối hắn công tâm. Cái này làm cho Dương Nghị Vân không thể không một lần nữa xem kỹ người này, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ từ lúc bắt đầu trừ bỏ cái này dẫn đầu không có đối hắn có coi rẻ ánh mắt, những người khác đều là. Rõ ràng là thiên đạo năm trọng cường giả, rõ ràng biết chính mình tu vi gần là thiên đạo trung cấp. Lại là ở bọn họ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế dưới tình huống, còn phải đối hắn công tâm chi thuật. Người này không thể không làm Dương Nghị Vân coi trọng. Không sợ tu vi cảnh giới cường đại, liền sợ tâm tư tỉ mỉ chơi tâm nhãn, bực này nhân tài là khó đối phó nhất. Hắn phát ra dò hỏi, đây là thử, cũng là đối cường giả tôn trọng, nói cho đối phương, các ngươi một đám người, lão tử để mắt ngươi. Chỉ nghe cầm đầu thiên đạo năm trọng cường giả nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung hiện lên tinh quang nói, 33 thiên điện thiên thánh điện đế tôn dưới tòa, lôi điện kim cương, đoạn thân cương. Phi thăng nhất tộc càn khôn thần tôn, Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm đoạn thân mới vừa đồng dạng tự báo ra môn. Này tỏ vẻ hắn tôn trọng đối thủ. Đến nỗi những người khác, hắn thật đúng là khinh thường. Cái này tự xưng là đế tôn dưới tòa kim cương đoạn thân mới vừa. Thật đúng là không thể không làm hắn coi trọng. Là cao thủ, tu vi cường đại, còn không khinh địch, ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, còn đối hắn dùng công tâm chiến thuật, đây là sư tử vồ thỏ. Xem ra ngươi là không chuẩn bị tự sát, đoạn thân mới vừa nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Ha ha ha, Dương Nghị Vân cất tiếng cười to, ngay sau đó gằn từng chữ, ngươi cảm thấy đâu? Hắn hỏi lại đoạn thân mới vừa. Tức khắc bổ sung nói thật nếu là các ngươi chung có hợp đạo cấp bậc tồn tại, hôm nay bản tôn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một vài, đáng tiếc các ngươi không có, đến nỗi người cái này thiên đạo năm trọng, ha ha, bản tôn thật đúng là không để vào mắt, giảng nói thật a, muốn giết ngươi khả năng chỉ cần một kích mà thôi. Đoạn thân mới vừa cho hắn dùng kịch bản,
công tâm chi thuật hù dọa hắn, đơn giản là muốn làm nhiễu hắn đạo tâm hỗn loạn mà thôi. Trái lại, cái này kịch bản hắn đồng dạng có thể dùng ở đoạn thân mới vừa trên người, hơn nữa so với hắn còn thuần thục. Còn không phải là hù dọa người sao? Cái này kịch bản anh em ta mới là tổ tông. Quả nhiên theo hắn này một phen nói ra tới, hắn quan sát đến đoạn thân mới vừa thần sắc hơi hơi biến hóa một chút, che giấu phi thường hảo, đáng tiếc Dương Mẫu Nhân có được càn khôn chi mắt, bắt giữ chính là rất nhỏ chi biến, hắn trong lòng mừng rỡ, biết đoạn thân mới vừa đã bắt đầu dao động đạo tâm, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, điểm này thủ đoạn nhỏ ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn, nhưng cho dù là một chút ít, đối hắn tình huống hiện tại xem ra nói đều là hữu dụng. Mà ở đoạn thân mới vừa trong lòng, thật là đối Dương Nghị Vân này một phen lời nói, nổi lên một tia gợn sóng. Hắn ở rời núi trước cẩn thận nghiên cứu quá Dương Nghị Vân, đến ra kết luận là, Dương Nghị Vân thật là ngạnh điểm tử, tiểu tử này mỗi khi đều có thể lấy yếu thắng mạnh, thủ đoạn át chủ bài tầng ra bất quần, rất nhiều thiên tộc cao thủ đều chết ở trên tay hắn. Có rất nhiều thần bí bao phủ ở Dương Nghị Vân trên người, cho nên hắn không dám khinh địch. Chẳng sợ Dương Nghị Vân thoạt nhìn chính là một cái thiên đạo cảnh giới đều không phải thiên đạo quy tắc tu vi. Nếu là không đối Dương Nghị Vân làm giải, đoạn thân mới vừa có lẽ thật đúng là liền đi lên liền làm, đáng tiếc a. Dương Mẫu Nhân ở thần giới danh khí thật sự là quá lớn. Trọng điểm là đoạn thân mới vừa hiểu biết quá, 33 thiên điện sở hữu phái đi tìm Dương Nghị Vân phiền toái người đều là tu vi cao hơn Dương Nghị Vân một đầu cường giả, nhưng là... Kết quả chỉ có một. Tất cả đều bị Dương Nghị Vân khô chết. Đến ra cái này kết luận là phi thường đáng sợ, cho nên đoạn thân mới vừa không thể không nghiêm túc đối đãi. Cẩn thận điều tra, Dương Nghị Vân tư liệu, từ hắn phi thăng thần giới lúc sau, đến bây giờ cũng chính là ngắn ngủn không đến 10 vạn năm mà thôi, hiện giờ cũng đã là thiên đạo cảnh giới trung cấp, cái này tốc độ tu luyện có thể nói đáng sợ. Cho nên ở đoạn thân mới vừa xem ra, quả thực là biến thiên quái thai. Hơn nữa Dương Nghị Vân là càn khôn thần tôn truyền nhân, hiện tại đã thống lĩnh càn khôn thần điện, mặc kệ là cá nhân tu vi vẫn là thân phận địa vị, đều đã trưởng thành đến làm đế tôn kiêng kỵ nông nỗi. Năm đó càn khôn thần điện lôi đình tôn giả kia chỉ lão con thỏ hiện thế, lúc sau Dương Nghị Vân liền biến mất. Biết trước một đoạn thời gian lại lần nữa xuất hiện, lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ trực tiếp đi vào bọn họ thiên tộc sàn xe, hơn nữa ở Bạch Gia được đến cái gì chí bảo, giết thiên thánh điện cường giả. Cái này làm cho đế tôn vô cùng tức giận, trực tiếp điểm danh làm hắn cái này lôi điện kim cương mang đội, lần này tất nhiên muốn đem Dương Nghị Vân cấp chiếm sát. Nhưng đoạn thân mới vừa biết Dương Nghị Vân tiểu tử này sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại thoạt nhìn, muốn so với hắn trong tưởng tượng càng vì khó đối phó. Vừa rồi thử một chút, muốn lấy công tâm chi thuật tới đối phó Dương Nghị Vân, không nghĩ tới tiểu tử này tất nhiên lật qua tới lấy càng vì cường ngạnh tư thái tới dỗi hắn. Đến tột cùng là thật sự có cái gì dựa vào. Cũng hoặc là nói hắn chỉ là hư trương thanh thế. Đoạn thân mới vừa thật đúng là lấy không chuẩn. Bất quá tên đã trên dây không thể không phát, hắn dù sao cũng phải thử xem. Rốt cuộc tiểu tử này có hay không hắn hiểu biết như vậy tà môn. Vừa rồi bị tiểu tử này một câu ha thật đúng là cho hắn dọa tới rồi, nghe tới hắn tựa hồ có cái gì đại dựa vào, có thể một kích chém giết hắn cái này thiên đạo năm trọng tồn tại. Nếu là đổi một cái mặt khác thiên đạo cảnh trung kỳ người ta nói như vậy, đoạn thân mới vừa liền sẽ đương trường một cái tát chụp chết hắn. Nhưng nói lời này chính là Dương Nghị Vân liền bất đồng. Tiểu tử này là càn khôn thần điện truyền nhân A. Càn khôn thần tôn, kia chính là ở trước kỷ nguyên thời đại, tên tuổi so với đế tôn vô thượng đều còn phải cường đại người. Liền tính là thiên tộc trung đông đảo người cũng đều kính nể càn khôn thần tôn làm người. Cho dù là hắn đoạn thân mới vừa cũng là tại nội tâm trung kính nể càn khôn thần điện, người kia thật sự là có được thật lớn nhân cách mị lực cường đại tồn tại. Mà trước mắt Dương Nghị Vân đó là càn khôn thần tôn truyền nhân, có thể bị càn khôn thần tôn sớm tại trước kỷ nguyên liền định ra truyền nhân, đặc biệt có thể là hời hợt hạng người, cho nên đoạn thân mới vừa chính là một chút đều không có đối Dương Nghị Vân có lòng khinh thị, tương phản hắn là vô cùng cẩn thận đối đãi Dương Nghị Vân. Nhưng là hiện tại, mặc kệ Dương Nghị Vân có hay không cái gì quỷ dị, đoạn thân mới vừa đều phải thử xem hắn. Nhìn Dương Nghị Vân đoạn thân mới vừa trầm giọng nói, chỉ mong ngươi đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Trong lời nói mỗi một câu đều biểu lộ trong lòng chiến thuật. Cấp Dương Nghị Vân xây dựng trong lòng áp bách, nhiễu loạn hắn đạo tâm. Ha ha! Dương Nghị Vân nhìn về phía đoạn thân mới vừa khinh thường nhìn lại, luận quấy nhiễu đạo tâm thủ đoạn, hắn mới không sợ.
Thượng Đoạn Thân mới vừa đối với 6 gã thiên đạo tam trọng phất tay hạ lệnh, hắn muốn quan sát một chút Dương Nghị Vân thực lực, 6 gã thiên đạo tam trọng đã là cường đại vô cùng lực lượng, nhưng thật ra muốn nhìn Dương Nghị Vân có cái gì ba đầu 6 tay trong người. Đoạn Thân mới vừa có thể trở thành đế tôn dưới tòa kim cương, tự nhiên không phải dễ dàng hạng người, hắn ở đối mặt địch nhân thời điểm, cẩn thận thả có đầu óc, trong lòng rất rõ ràng, chiến đấu thực lực thường thường trí tuệ cẩn thận mới là mấu chốt. Làm 6 gã thiên đạo tam trọng ra tay, là thử Dương Nghị Vân thực lực, cũng là quan sát hắn thủ đoạn. Dù sao Đoạn Thân mới vừa cẩn thận là ở Thiên Thánh Điện nổi danh, hắn vĩnh viễn đều cho chính mình lưu trữ bảo mệnh thủ đoạn. Một khi làm hắn nắm lấy cơ hội, biến sẽ lấy lôi đình chi thế, tiêu diệt địch nhân. Là 6 gã thiên đạo tam trọng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Bao gồm 3 gã thiên đạo 4 trọng kỳ thật đều là lấy Đoạn Thân mới vừa cầm đầu là chủ. Lão đại nói cái gì hắn sẽ chỉ có làm theo phân, chẳng sợ Dương Nghị Vân giờ phút này là một người thiên đạo năm trọng cường giả, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Ở đây mỗi người đều là Thiên Thánh Điện ra tới người, tất cả đều là 33 thiên điện tinh anh trong tinh anh, hơn nữa đều tại đẳng cấp nghiêm ngặt Thiên Thánh Điện tu luyện, cường giả vi tôn quan niệm ăn sâu bén dễ. Sẽ không phản đối bất luận cái gì Đoạn Thân mới vừa mệnh lệnh. Ngay lập tức chi gian 6 đại thiên đạo tam trọng đồng thời ra tay. Lục đạo cường đại hơi thở bùng nổ, kinh tâm động phách thiên địa dung chuyển, vừa ra tay chính là cường đại sát chiêu. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, trong lòng vừa động oanh một chút sau lưng phong vân cánh chim xuất hiện. Hắn khóe miệng lộ ra ý cười, nhìn thoáng qua nơi xa Đoạn Thân mới vừa cùng đứng ở hắn bên người 3 gã thiên đạo tam trọng cường giả, đang xem đối với hắn vây quanh mà đến 6 đại thiên đạo tam trọng, hắn há có thể không rõ Đoạn Thân mới vừa đánh cái gì chủ ý. Đơn giản là muốn quan sát hắn thủ đoạn thực lực, đến lúc đó tìm ra sơ hở, cho hắn một đòn chí mạng mà thôi. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Dương Mỗ Nhân lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó lại là hét lớn một tiếng, phong vân khởi, biển mây lĩnh vực. Hô! Ngay lập tức chi gian thiên địa phong vân đại tác phẩm. Hắn đã sớm chuẩn bị lâu ngày, lúc này phong vân đánh lên, biển mây lĩnh vực nháy mắt liền hình thành. Vạn mét trong vòng biển mây cuồn cuộn. Lĩnh vực hình thành. Hắn này nhất chiêu ngày đó chém giết quá 10 đại thiên đạo cảnh giới, nhưng là hắn không biết đối thiên đạo quy tắc cường giả có hay không dùng, đặc biệt là thiên đạo 4 trọng cùng 5 trọng cường giả có hiệu quả hay không, có thể hay không khống chế được Đoạn Thân cương. Bất quá vây khốn thiên đạo tam trọng, hắn vẫn là có tin tưởng. Được Bạch phu nhân Bạch gia trí bảo phong vân cánh chim, bối nồi một hồi, tự nhiên không phải Bạch Bạch bối nồi. Lấy phong vân cánh chim vì trung tâm, thi triển ra biển mây lĩnh vực, chính là hắn sân nhà, đem hoàn cảnh xấu nhân số thượng hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Ngay từ đầu hắn đối mặt 10 đại quy tắc cường giả, tự nhiên là ở nhân số thượng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại biển mây lĩnh vực xuất hiện, là có thể đánh vỡ loại này hoàn cảnh xấu, làm chính mình hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Phong vân cánh chim không nhàn nhạt là một đôi cánh đơn giản như vậy, cánh chim cánh chỉ là hình thái, chính thật lợi hại chính là phong vân căn nguyên lực lượng. Đây là thiên địa tạo hóa hình thành lực lượng, là mang theo quy tắc bẩm sinh chi lực. Cho nên Dương Nghị Vân cứ việc trong lòng không thấp, nhưng biển mây lĩnh vực hình thành, với hắn mà nói, chính là vẫn luôn tự tin, ít nhất đối thiên đạo tam trọng là không thành vấn đề có thể làm cho bọn họ ở biển mây lĩnh vực biến thành người mù. Ngăn cách thần thức cùng tầm mắt biển mây chung, hắn lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, kế tiếp đó là Chu Toàn, đi chém mấy ngày này nói quy tắc tồn tại cường giả. Này trong nháy mắt đột biến. Làm Đoạn Thân mới vừa trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hắn cư nhiên phát hiện tầm mắt cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa thần thức cũng bị ngăn cách, tức khắc trong lòng hít hà một hơi, hắn liền biết Dương Nghị Vân tiểu tử này sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Sắc mặt biến đổi Đoạn Thân mới vừa vội vàng lớn tiếng nói, mọi người mở ra quy tắc chi thế, nhanh chóng dựa sát, tạo thành trận pháp, không cần tách ra. Đoạn Thân mới vừa ở ngắn ngủn nháy mắt, liền minh bạch. Ở Dương Nghị Vân cái này trong lĩnh vực, bọn họ hoàn cảnh xấu cùng Dương Nghị Vân ưu thế. Dương Nghị Vân nghe được Đoạn Thân mới vừa kêu gọi, hắn nghe được một cái từ ngữ, quy tắc khí thế. Này đến lúc đó mới mẻ từ ngữ. Không lý do trong lòng khẩn trương. Tuy rằng hắn thủ hạ cũng có thiên đạo quy tắc cấp bậc đại yêu thần, nhưng hắn lại không có đi chân chính hiểu biết thiên đạo quy tắc cơ bản rốt cuộc có được cái dạng gì năng lực. Hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản đi. Bất quá có một chút làm Dương Nghị Vân tương đối vui mừng. Tựa hồ nghe Đoạn Thân mới vừa kêu gọi, cũng là ở biển mây trong lĩnh vực có thế lực cùng thần thức ngăn cách hạn chế.
Đây là nói, hắn biển mây lĩnh vực đối thiên đạo năm trọng cấp bậc cường giả cũng là dùng được. Chỉ cần điểm này tồn tại, chẳng sợ chính là bọn họ có cái gì quy tắc khí thế, Dương Nghị Vân cũng không sợ. Ở hắn lĩnh vực hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân định thần nhìn lại, sáu gã thiên đạo tam trọng đều tới rồi hắn nơi đỉnh núi mười mấy mét ở ngoài, vây quanh ở hắn bốn phía bộ dáng, bất quá biển mây cùng nhau, bọn họ liền thành người mù. Nghe được đoạn thân mới vừa kêu gọi lúc sau, lập tức dừng lại, toàn thân lại là một tiếng từng cái phát ra một tiếng nổ vang, làm biển mây đều một trận rung chuyển. Hắn thấy được rõ ràng, sáu người chi gian mỗi người đều hình thành 9 mét khí tràng, là vô hình lực lượng nào đó, hắn nghĩ khả năng chính là đoạn thân mới vừa trong miệng cái gọi là quy tắc khí tràng, thoạt nhìn cùng loại chính mình biển mây lĩnh vực giống nhau. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, chính là ngươi biết các ngươi quy tắc khí tràng có thể hay không ngăn trở tiểu gia công kích. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu, hắn là chút nào cũng chưa để ý. Trong mắt hắn sáu người giờ phút này đều là vẻ mặt ngưng trọng, không còn có phía trước cái loại này ngạo khí. Các ngươi nhưng thật ra ở tiếp tục cuồng ngạo a không kính. Dương Mỗ Nhân nói thầm. 100 mét ở ngoài giữa không trung đoạn thân mới vừa cùng ba gã thiên đạo bốn trọng, như cũng đứng không nhúc nhích, bất quá Dương Nghị Vân cảm nhận được đoạn thân mới vừa trên người cũng tản mát ra ngũ hành khí tràng, cảm giác rất cường đại. Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt, hắn tạm thời sẽ không để ý tới đoạn thân mới vừa, hiện giờ ở hắn trong lĩnh vực, hắn muốn một đám đi thu thập những người này. Quả hồng tự nhiên là muốn chọn mềm niết. Trước từ sáu gã thiên đạo tam trọng bắt đầu. Hắn yếu lĩnh giáo một chút thiên đạo quy tắc cấp bậc quy tắc khí chàng rốt cuộc là cái quỷ gì. Sau lưng cánh chim vừa động, Tiêu Không một tiếng động một chút gợn sóng cũng chưa khởi, ngay sau đó hắn đi tới một người thiên đạo tam trọng bên người. Trong tay đồ long kiếm chợt lóe, lập tức chính là nhất kiếm chém xuống. Tiểu tâm. Liền ở cùng thời gian nội, Dương Nghị Vân nghe được đoạn thân mới vừa nhắc nhở. Cứ việc này nhất kiếm chém ra đi, nhưng hắn trong lòng lại là căng thẳng. Hắn cùng giờ phút này đoạn thân mới vừa khoảng cách ít nhất có 7-80 mễ khoảng cách, nhưng ở hắn dừng ở tên này thiên đạo tam trọng 10 mét ở ngoài xuất kiếm thời điểm, đoạn thân mới vừa nhắc nhở liền vang lên. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, đoạn thân mới vừa cảm giác có thể cảm giác đến hắn, hoặc là nói đoạn thân mới vừa cảm giác phạm vi có 7-80 mễ phạm vi, thậm chí là 100 mét phạm vi. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lên. Dương Nghị Vân nhất kiếm chém xuống, lại như là chạm ở một bãi thâm bùn chung. Quỷ dị chính là kiếm thong thả, muốn rút ra kiếm tới cũng là trọng như Thái Sơn giống nhau, trong lúc nhất thời đều thu không trở lại. Hắn trong đầu một chút nghĩ tới quy tắc khí chàng bốn chữ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được trước người phía sau hai cổ hơi thở mà đến, phía sau một đạo cường đại vô cùng, trước người một đạo muốn nhược một ít. Không hề nghi ngờ, phía sau một đạo đến từ đoạn thân mới vừa, hắn xem đều không cần xem là có thể cảm nhận được. Mà trước người một đạo tự nhiên là hắn công kích mục tiêu thiên đạo tam trọng thiên tộc. Giờ khắc này Dương Nghị Vân quyết đoán buông lỏng ra đồ long kiếm, thân hình vừa động một bước lên trời dựng lên. Ngay lập tức chi gian liền thăng lên tới rồi mấy ngàn mét trời cao, nơi này như cũ ở hắn biển mây lĩnh vực trong phạm vi. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang lại là làm hắn thân thể chấn động. Tân mệt ở biển mây trong lĩnh vực hắn chiếm cứ sân nhà, nháy mắt né tránh, chính là trước một sau lưỡng đạo công kích đều dừng ở đồ long kiếm thượng, dẫn tới đồ long kiếm thừa nhận rồi công kích, hắn cùng đồ long kiếm tánh mạng tương quan, gặp phản phệ là không tránh được, nhưng cũng không quá đáng ngại. Một cái chớp mắt ra hắn liền nhìn đến đồ long kiếm rơi xuống đi xuống, ngã xuống mênh mang núi hoang trung. Lúc này hắn nhưng không rảnh lo đồ long kiếm. Lĩnh giáo thiên đạo quy tắc cường giả quy tắc khí chàng lúc sau, Dương Nghị Vân xem như đã biết hắn cùng thiên đạo quy tắc cường giả chi gian chênh lệch. Hắn rõ ràng chống chọi là không được, cho dù là đối mặt thiên đạo tam trọng cấp bậc, đương đối phương phóng xuất ra quy tắc khí chàng thời điểm, hắn cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bởi vì quy tắc khí chàng đích xác quỷ dị, vô hình vô sắc, rồi lại dày nặng vô cùng, lại tựa hồ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, cùng thiên địa chi lực chung bất luận cái gì thuộc tính đều không giống nhau, lực lượng thuộc tính là hữu hình tồn tại, mà quy tắc lại là ngũ hành nhưng lại có rõ ràng tồn tại lực lượng, thật là cao hơn thuộc tính pháp lực. Rất quái dị. Vừa tiếp xúc hắn liền phán đoán ra tới, đương nhiên này cũng đến ích với ở hắn biển mây trong lĩnh vực, hắn sẽ có càng vì rõ ràng cảm giác lực. Còn có một cái càng vì trọng điểm chung trọng điểm là, Dương Nghị Vân phát hiện thiên đạo quy tắc khí chàng tuy rằng không có hắn biển mây lĩnh vực phạm vi quảng,
nhưng lại hẳn là tự thành nhất thể cùng loại lĩnh vực khí tràng, tương đương nói mấy ngày này nói quy tắc cường giả ở hắn biển mây trong lĩnh vực sáng lập ra một cái trong lĩnh vực. Chuẩn xác mà nói nhân gia kêu khí tràng. Trái lại, ở nhân gia khí tràng chung, nhân gia chính là sân nhà. Hắn biển mây lĩnh vực hoàn toàn xâm nhập không được mảy may. Hơn nữa dựa theo Dương Nghị Vân phỏng đoán, cảnh giới càng cao, có khả năng phóng thích quy tắc sẽ phạm vi càng rộng lớn. Trước mắt nhìn bầu trời nói tam trọng bày ra tới quy tắc khí tràng là 9 mét phạm vi, nhưng đoạn thân mới vừa ở 7-80 mễ ở ngoài là có thể có cảm, này thuyết minh bọn họ khí tràng hẳn là còn không phải cực hạn, có lẽ còn có thể tại mở rộng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng một trận buồn bực. Vì để ngừa vạn nhất, hắn hừ lạnh một tiếng, sau lưng phong vân cánh chim lại động, trực tiếp đem biển mây lĩnh vực mở rộng tới rồi lớn nhất lời nói, từ vạn mét trực tiếp đạt tới 10 vạn 5 mễ phạm vi. Cái này phạm vi hắn tin tưởng đoạn thân mới vừa 10 người quy tắc khí chàng là siêu việt không được. Nhưng kế tiếp, lại có một nan đề bãi ở trước mặt. Hắn định thần nhìn lại, lấy đoạn thân mới vừa vì trung tâm, hắn xuống tay 9 đại thiên địa liên hợp ở cùng nhau. Cảm giác chung phát hiện, đoạn thân mới vừa 10 người quy tắc khí chàng cư nhiên đạt tới 300 mễ phạm vi. Tuy rằng ở không có khuếch tán đi ra ngoài, nhưng lại là tương đương ở bọn họ 10 người 300 mễ trong phạm vi, biển mây lĩnh vực liền không chịu ảnh hưởng. Kể từ đó hắn muốn đi một đám giải quyết mấy ngày này nói quy tắc cường giả thật đúng là không dễ dàng. Ta cũng không tin vậy các ngươi không có biện pháp. Dương Nghị Vân tâm một hoành, bắt đầu rồi đệ nhị sóng gây sóng gió. Biển mây lĩnh vực gần là bắt đầu, kế tiếp, hắn còn có sấm sét ầm ầm, mưa xuống thành băng chiêu số không thi triển đâu. Chỉ cần đưa bọn họ lại lần nữa quấy giày tách ra, liền vẫn là có thể trở lại nguyên lai quỹ đạo thượng. Cũng không biết đối bọn họ quy tắc khí chàng quản không dùng được. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Đến bây giờ mới thôi, hắn như cũ là chiếm cứ ưu thế. Bởi vì nói đến cùng, những người này như cũ còn ở hắn biển mây trong lĩnh vực, mà cái này lĩnh vực hiện tại mở rộng tới rồi 10 vạn mét phạm vi. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân trầm giọng nói, lôi đình. Nước mưa, kết băng, một hơi tam đại chiêu trước sau thả ra, ầm vang răng rắc, trên 9 tầng trời lôi đình cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, lôi điện bơi lội ở trong mây. Cuồng phong gào thét dưới, nguyên bản trắng tinh biển mây hóa thành mây đen, tức khắc toàn bộ biển mây phía chân trời ảm đạm xuống dưới, đen nhánh thả lại áp lực. Sấm sét ầm ầm, ngay sau đó nước mưa xuất hiện, bao phủ 10 vạn mét phạm vi. Lại lần nữa biến đổi. Biển mây trong lĩnh vực bắt đầu kết băng. Không hảo có biến số, ta khí chàng đã chịu ảnh hưởng. Ta cũng là. Phía dưới 6 cái thiên đạo tam trọng trung quy là tu vi kém một ít, bắt đầu có hoảng loạn. Dương Nghị Vân ở trên không nhìn đến lúc sau, khóe miệng có ý cười. Trong lòng vừa động tăng lớn uy lực, ở tới một đợt, tất nhiên quấy rầy bọn họ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có sơ hở xuất hiện. Dương Nghị Vân tránh ở trời cao tầng mây thúc dục pháp lực. Làm cho cả biển mây trong vòng sấm sét ầm ầm, mưa gió thêm dao, cuối cùng hóa thành kết băng trạng thái. Sau đó, Dương Nghị Vân khóe miệng nứt ra lên, cùng hắn trong lòng đoán trước không sai biệt nhiều. Chỉ thấy phía dưới, sau cái thiên đạo tam trọng chịu đựng không nổi, bắt đầu tố loạn lên, Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ 6 cái quy tắc khí chàng bắt đầu lắc lư, tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần bọn họ quy tắc khí chàng tan vỡ. Hắn là có thể ở trước tiên đưa bọn họ ngăn cách độc lập, tìm cơ hội xử lý bọn họ. Nhất ổn định chính là đoạn thân mới vừa, không hổ là thiên đạo năm trọng tồn tại, quy tắc khí chàng thực ổn, đương nhiên cũng không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ là tương đối tới nói, đoạn thân mới vừa thoạt nhìn ổn định, trên thực tế Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, đoạn thân mới vừa cũng thu được ảnh hưởng, chỉ là ở cực lực bảo hộ chính mình quy tắc khí chàng không tan vỡ mà thôi. Ba cái thiên đạo bốn trọng thứ chi. Bọn họ ba cái chỉ có thể nói miễn cưỡng ở duy trì, các cố không rảnh trạng thái. Này ở hắn đoán trước bên trong, phong vân cánh chim căn nguyên lực lượng hình thành biển mây hơn nữa hắn nói thụ chi lực tân thành độc đáo lĩnh vực thời gian độc nhất vô nhị, cũng không phải như vậy hảo ngăn cản. Lại nói, xét đến cùng, những người này như cũ ở hắn lĩnh vực bên trong, đại phương hướng tới nói, vẫn là ở hắn khống chế dưới, chỉ là bọn hắn có được tự thân thiên phú quy tắc khí tràng, giảm bớt ở biển mây khí tràng trung hạn chế mà thôi. Nói đến cùng vẫn là đã chịu đại ảnh hưởng. Qua ước chừng 10 tức thời gian. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, chính là hiện tại. Hắn ở đoạn thân mới vừa đám người đỉnh đầu thấy được rõ ràng,
sáu cái thiên đạo tam trọng quy tắc khí chàng rốt cuộc kiên trì không được hoàn toàn hỏng mất. Ngay sau đó hắn vung tay lên, tức khắc mây đen cuồn cuộn phong vân đại tác phẩm, ngay lập tức chi gian liền đánh sâu vào hướng về phía sáu cái thiên đạo tam trọng. Tiểu tâm đừng đi lạc. Giờ khắc này Đoạn Thân mới vừa nội tâm không bình tĩnh, hắn tự nhiên cũng phát hiện thủ hạ sáu cái thiên đạo tam trọng quy tắc khí chàng băng rớt, liền biết lúc này là nguy hiểm nhất. Ở Dương Nghị Vân lĩnh vực thế giới, một khi quy tắc khí chàng hỏng mất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trực tiếp nhất chính là bị Dương Nghị Vân đưa bọn họ đánh tan chia lìa, đến lúc đó chính là từng cái đánh bại kết cục, vì thế Đoạn Thân mới vừa ở phát hiện sáu người quy tắc khí chàng hỏng mất sau, lớn tiếng nhắc nhở, cũng chuẩn bị thi pháp bổ cứu, nhưng mà Dương Nghị Vân đã sớm chuẩn bị lâu ngày, lại sao lại cho hắn cơ hội. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn sấm sét ầm ầm dưới, ngay sau đó sáu người liền biến mất không thấy. Giờ phút này Đoạn Thân mới vừa trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi. Đoạn Thân mới vừa trong lòng tự nói một tiếng. Hắn dự cảm phi thường không tốt. Nhưng lúc này, không phải rối rắm thời điểm, hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu muốn biện pháp mau chóng hóa giải trước mặt khốn cục, nếu không đừng nói sáu cái thiên đạo tam trọng, chính là hắn cùng dưới thân ba cái thiên đạo bốn trọng đều khả năng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhanh chóng quyết định, làm ba cái thiên đạo bốn trọng hướng hắn lại dựa sát nghĩ cách đột phá loại này cục diện. Dương Nghị Vân cũng thấy được Đoạn Thân mới vừa động tác, bất quá hắn tự hỏi không thèm để ý, ngươi lại như thế nào lăn lộn đều phải ở ta 10 vạn mét phạm vi biển mây trong lĩnh vực, trừ phi ngươi có bản lĩnh lao ra biển mây lĩnh vực đi, nhưng hắn sẽ làm Đoạn Thân mới vừa như vậy nhẹ nhàng lao ra đi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Giờ phút này Dương Nghị Vân không rảnh để ý tới Đoạn Thân mới vừa bên này, trước mắt trọng điểm là trước xử lý 6 cái đã bị hắn cách ly mở ra thiên đạo tam trọng. Một hồi tao thao tác, lại là đem 6 cái thiên đạo tam trọng phân biệt đưa đến mấy ngàn mét ở ngoài, rời xa Đoạn Thân cương. Hơn nữa không chia lìa mở ra, cũng không có ở bên nhau. Đây là ở hắn trong lĩnh vực ưu thế, chỉ cần hắn tưởng, bên trong lĩnh vực bộ tùy hắn ý niệm biến hóa muôn vàn đều có thể. Đầu tiên hắn lựa chọn cái thứ nhất thiên đạo tam trọng, lại là một người mập mạp. Người này lúc này là vẻ mặt ngưng trọng, tự nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Biển mây trong vòng lôi đình tia chớp mưa to kết băng, hắn quy tắc khí chàng hỏng mất lúc sau, giây tiếp theo chính là trời đất quay cuồng, lúc này quanh thân tứ phương đều là mây đen đền bù, hơn nữa thường thường có lôi đình oanh kích, càng có cường đại vô cùng nước mưa thành băng chi lực, không ngừng ăn mòn, mập mạp không ngừng thúc giục quy tắc khí chàng ngăn cản. Lần lượt thúc giục lần lượt hỏng mất, phi thường tiêu hao pháp lực, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì chỉ có quy tắc khí chàng có thể ngăn cản cái này đã duỗi tay không thấy năm ngón tay lĩnh vực chi lực, không dám dừng lại, nếu dừng lại khả năng chính là hắn ngã xuống. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Nhìn mập mạp không ngừng thúc giục quy tắc khí chàng, hắn lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là đơn cái lực lượng nhược, hiện tại liền từ ngươi cái thứ nhất khai đao đi. Dứt lời lúc sau, trong tay hỗn độn chung thúc giục đi. Đang ở mập mạp đỉnh đầu, Dương Nghị Vân thúc giục hỗn độn chung. Tức khắc hỗn độn chung biến đại, ước chừng hóa thành một ngụm vài trăm thước thật lớn đường kính, hướng về mập mạp đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Bi thôi mập mạp còn đang không ngừng thúc giục quy tắc khí chàng, căn bản liền không biết, một ngụm đại chung đã từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở trong đó. Mỗi một khắc mập mạp rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nhưng lại cái gì đều xong rồi. Đông! Một tiếng chuông vang vọng, rung chuyển thần hồn. A, không! Cuối cùng một khắc mập mạp phát hiện, nhưng cái cũng làm không được, hỗn độn chung chính là siêu việt thiên đạo tối cao pháp khí, Dương mỗ nhân có tâm mưu hoa, tự nhiên là sẽ không cấp mập mạp bất luận cái gì cơ hội. Đặc biệt vẫn là ở biển mây lĩnh vực bên trong. Thu, một tiếng quát nhẹ hỗn độn ở xoay tròn chung thu nhỏ lại. Thịch thịch thịch, một kích tiếp theo một kích, Dương Nghị Vân liên tiếp đối với hỗn độn chung đánh mà xuống. Trước sau đánh 5 lần hỗn độn chung. Mỗi một lần đối đánh bên trong mập mạp liền một lần thần hồn cùng thân thể song trọng công kích, vốn đang nghĩ đánh 9 lần đạt tới lớn nhất công kích, không nghĩ tới 5 lần đánh hỗn độn chung nội mập mạp liền hóa thành một bãi nước đặc, a đều không còn. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân lại là trong lòng vừa động. Đó chính là mập mạp nguyên thần tuy rằng cũng bị oanh tán, nhưng lại là không bốc hơi rớt, ngược lại hắn phát hiện bị hỗn chung cấp hấp thu đi. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện hỗn độn chung cư nhiên còn cắn nuốt nguyên thần chi lực. Một chút hắn liền cảm nhận được, hỗn độn chung thượng chín đạo khắc văn tựa hồ có một ít bất đồng, cẩn thận một cảm thụ lại là phát hiện khắc văn chi lực tăng cường một ít, xem nổi lên càng thêm kim quang lộng lẫy.
Cái này phát hiện làm Dương Nghị Vân trong lòng có như vậy một tia không được tự nhiên, bất quá ngay sau đó hắn liền vứt chi sau đầu, không dối dám này đó tiểu tiết, dù sao hắn cảm nhận được hỗn độn trung cường đại linh tính một phân, này đối hắn cái này chấp trưởng hỗn độn trung chủ nhân tới nói là chuyện tốt. Mục tiêu tiếp tục đặt ở tiếp theo cái thiên đạo tam trọng trên người. Như pháp chế pháo, một đám thu thập qua đi. Hắn không có nhân từ nương tay, bởi vì mấy ngày này tộc, là đế tôn dưới tòa cường đại nhất thủ hạ, đối những người này hắn không có lý do gì nương tay, có thể giết tuyệt đối không lưu. Bản thân chính là, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng quan hệ. Hôm nay hắn không cường, trái lại sẽ bị những người này oanh thành cặn bã, tan thành mây khói. Thao tác hỗn độn chung từng cái đánh bại, càng thêm mau. Không đến 10 phút, hắn liền xử lý 6 cái thiên đạo tam trọng. Mà giờ phút này hắn phát hiện, hỗn độn chung thượng 9 đạo khắc văn nguyên bản kim sắc, tựa hồ xuất hiện màu tím, trước sau hấp thu 6 cái thiên đạo tam trọng nguyên thần, hỗn độn chung cũng có biến hóa. Uy lực càng cường đại hơn. Đây là Dương Nghị Vân thiết thân cảm thụ. Hồ quản ngươi biến thành cái dạng gì, đều là trong tay ta chung. Chỉ cần có thể giúp ta xử lý địch nhân, người chính là thiên địa chí bảo. Dương Mẫu Nhân cầm trong tay hỗn độn chung tự nói. 6 cái thiên đạo tam trọng xử lý, Dương Nghị Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỗn độn chung hấp thu 6 cái thiên đạo tam trọng nguyên thần, đã xảy ra biến hóa, càng cường đại hơn, đây là cái ngoài ý muốn chi hỉ, làm hắn trong lòng rất tốt. Bất quá cũng không quá mức lạc quan, bởi vì còn có đoạn thân mới vừa cùng tam đại thiên đạo 4 trọng. Đây mới là khó nhất gặm xương cốt. Có cái ưu thế là, biển mây lĩnh vực tồn tại, làm hắn trước mắt mới thôi hết thảy còn ở hắn trong khống chế. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, Dương Nghị Vân lại là sắc mặt biến đổi nói, thật đúng là không hổ là đế tôn dưới tòa kim cương nhân vật, nhanh như vậy liền tìm đến phá giải phương pháp, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắn phát hiện đoạn thân mới vừa cư nhiên mang theo tam đại thiên đạo 4 trọng một cái kính ở hướng tới phía trên phi hành mà đi. Đích xác, đây là cái nhất bổn nhưng cũng nhất hữu hiệu có thể đột phá hắn biển mây lĩnh vực biện pháp. 10 vạn mét phạm vi biển mây lĩnh vực, mặc kệ hướng bất luận cái gì phương hướng bay đi, đều là 10 vạn mét, chỉ cần chạy ra khỏi 10 vạn mét phạm vi chi nghiệt, chẳng khác nào chạy ra khỏi biển mây lĩnh vực. Dương Nghị Vân cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy làm ngươi bay ra đi. Hắn biển mây lĩnh vực lấy hắn vì trung tâm điểm, hắn hướng về cái gì phương hướng di động biển mây lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ đi theo di động. Cho nên đoạn thân mới vừa này nhất chiêu nhất định phải thất bại. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân trực tiếp đi tới đoạn thân mới vừa đỉnh đầu cây số chỗ, phong vân cánh chim vừa động, toàn bộ biển mây lĩnh vực cũng đi theo bay lên mà đi. Hắn cũng không dám khoảng cách phía dưới đoạn thân mới vừa khoảng cách thân cận quá, hắn phát hiện đoạn thân mới vừa quy tắc khí chàng như cũ là 300 mễ phạm vi không hề có giảm bớt. Cho nên Dương Nghị Vân lựa chọn an toàn khoảng cách đoạn thân mới vừa cây số khoảng cách. Dù sao chỉ cần không tiếp cận đoạn thân mới vừa hắn liền sẽ không phát hiện. Như thế dọc theo đường đi thăng mà đi. Nháy mắt công phu ngay tại chỗ bay lên mấy vạn mễ. Lúc này Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tức khắc cảm giác không ổn. Đó chính là vẫn luôn như vậy bay lên mà đi, chẳng phải là muốn vượt qua thần giới đi. Nghe nói thần giới 3 vạn dặm ngoại đó là hỗn độn, mà 3 vạn dặm trong vòng là đại hư không, cũng là dị thường thần bí. Như càn khôn thần điện bực này thần vực nơi liền giấu ở đại trong hư không. Mà hỗn độn nơi, không có bất luận kẻ nào có thể đi vào đi, không nói đến hỗn độn trong vòng có cái gì, đơn nói bay lên đến 3 vạn dặm nơi đại ngày liệt dương liền cũng đủ hòa tan thần giới bất luận cái gì vạn vật sinh linh, cao giai thiên đạo cũng không dám tùy tiện bay lên đến vạn dặm chi đi lui. Dương Nghị Vân tuy rằng đối chính mình biển mây bay lên có tuyệt đối tin tưởng, nhưng hắn lại không dám bảo đảm thật tới rồi nhất định độ cao biển mây lĩnh vực còn có thể bảo trì. Lúc này mới hắn đột nhiên phản ứng lại đây, có lẽ đây mới là đoạn thân vừa muốn làm, người này tất nhiên hiểu biết thần giới cao thiên nơi hoàn cảnh, cho nên muốn trực tiếp xông lên đi thử thử. Không thể không nói, biện pháp này làm Dương Nghị Vân đều cảm giác gà tặc. Nghĩ vậy chút sau, Dương Nghị Vân không chuẩn bị háo đi xuống, bởi vì hắn cũng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Thần giới 3 vạn dặm trời cao ngoại hỗn độn chính là đại cấm kỵ, đừng nói hỗn độn, cho dù là lao ra đi vạn dặm độ cao đến đại hư không, khả năng đều tồn tại rất nhiều không biết. Tự nhiên không thể ở bay lên mà đi. Vì này phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Dương Nghị Vân nhanh chóng quyết định, đối đoạn thân mới vừa 4 người ra tay, không cầu có thể thương đến bọn họ, chỉ cần có thể đánh gãy bọn họ là được.
Đoạn thân mới vừa quy tắc khí chàng ở 300 mễ phạm vi, chỉ cần hắn có thể đem trong đó bất luận cái gì một cái đuổi ra đoạn thân mới vừa quy tắc khí chàng, liền có biện pháp xử lý hắn. Lôi tới, vũ tới, phong tới, mây di chuyển. Dương Mẫu Nhân trong lòng đại động, thúc dục trong cơ thể lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính nói thụ, sau lưng phong vân cánh chim chấp động. Trong lúc nhất thời phía chân trời phía trên sấm sét ầm ầm. Hắn có ý thức dẫn đường lôi đình công kích đoạn thân cương. Kết quả lại phát hiện đoạn thân mới vừa cư nhiên không sợ lôi đình, một đạo lôi đình đánh rớt ở đoạn thân mới vừa trên người, lại là trực tiếp biến mất không thấy, cái này làm cho Dương Nghị Vân kinh ngạc vô cùng, trái lại sau, hắn nghĩ tới đoạn thân mới vừa phía trước tự báo ra môn tên tuổi, lôi điện kim cương. Hiện tại nghĩ đến hẳn là không sợ lôi điện, hắn thiên phú có lẽ chính là lôi đình đi. Đoạn thân mới vừa không sợ lôi đình chi uy, nhưng không đại biểu quay chung quanh ở hắn bên người tam đại thiên đạo bốn trọng liền không sợ lôi đình. Một hồi lôi đình phích rơi xuống đi, đoạn thân mới vừa chặn, nhưng tam đại thiên đạo bốn trọng đồng môn ngăn không được. Lập tức làm cho bọn họ rối loạn đầu trận tuyến, hướng lên trên bay đi tốc độ dừng lại. Đại gia liệt trận, ngàn vạn đừng tách ra. Sắc mặt âm trầm đoạn thân mới vừa la lớn. Ở hô to chung hắn bão nổi. Thân hình chấp động chi gian hóa giải ba cái thiên đạo bốn trọng đồng môn bị lôi đình tập kích trường hợp, quy tắc khí chàng càng thêm cường đại. Lại là tại hạ một khắc toàn thân có lôi điện bùng nổ, hình thành một cái lôi điện màn hào quang đưa bọn họ bốn người toàn bộ phòng ngự lên. Ở trên không Dương Nghị Vân nhìn đến lúc sau, nói thầm nói, còn mẹ nó thật khó đối phó, hiện tại xem ra không chống chọi là không được, một khi đã như vậy vậy lĩnh giáo một chút thiên đạo quy tắc 4-5 trọng cường giả thủ đoạn đi. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ mượn dùng biển mây lĩnh vực chi uy, tránh ở âm thầm hạ âm tay, đến lúc đó một đám âm chết những người này, mà khi đoạn thân mới vừa thả ra lôi kiếp kết giới đưa bọn họ toàn bộ đều bảo vệ lại tới sau, hắn biết không được, đến mạnh bạo. Bởi vì giờ phút này hắn thả ra lôi đình chỉ biết bị đoạn thân mới vừa cấp hấp thu rớt, mà phong vân nước mưa kết băng lực lượng, đều đừng ngăn cản ở đoạn thân mới vừa lôi điện kết giới ở ngoài, huống chi bên ngoài còn có 300 mễ quy tắc khí chàng tồn tại. Tương đương là hai đại phòng ngự hệ thống, hắn biển mây lĩnh vực thoạt nhìn không làm gì được đoạn thân cương. Nói thật Dương Nghị Vân thật đúng là có chút đau đầu cái này đoạn thân mới vừa, giật mình người này cư nhiên có lôi điện thiên phú, nhưng thật ra hiếm thấy khẩn. Thế gian lực lượng, lấy lôi đình vì nhất, có thể tu hành cùng có được lôi đình thiên phú giả thiếu chi lại thiếu, nhưng xuất hiện một cái đều là khó lường nhân vật. Người này không hổ là đế tôn dưới tòa lôi điện kim cương. Ta dưới tòa như thế nào liền không có bực này nhân vật đâu. Dương Mẫu Nhân nói thầm, ngay lập tức xuống phía dưới bay đi, hắn biết hiện tại chỉ có chính diện đối kháng một cái lộ. Như thế mới có thể tìm sơ hở. Đông, như pháp chế pháo, như cú thúc dục hỗn độn chung, làm hỗn độn chung từ trên trời giáng xuống, lần này trực tiếp hóa thành 900 mễ đường kính 8 ngày đại chung, đối với đoạn thân mới vừa bốn người bao phủ mà xuống. Dương Nghị Vân giờ phút này liền đứng ở hỗn độn chung trên đỉnh, thao tác hỗn độn chung đối với đoạn thân mới vừa bốn người trực tiếp bao phủ mà xuống, chỉ cần đem cái này người bao phủ ở bên trong, hắn đánh thúc dục hỗn độn chung, cũng không tin bọn họ đỉnh được. Đương nhiên tưởng là như thế này tưởng, nhưng chân chính có thể hay không thành, hắn cũng không biết. Rốt cuộc phía dưới là thiên đạo 5 trọng cường giả, hơn nữa ba cái 4 trọng, đây chính là thiên đạo quy tắc cấp bậc mạnh nhất tồn tại. Nói đến cùng hỗn độn chung thật là cường đại, nhưng hắn tu vi cảnh giới cùng đoạn thân mới vừa bốn người kém thật lớn, có thể hay không thu thập được bốn người, Dương Nghị Vân chính mình trong lòng cũng là không đế. Bất quá mặc kệ thế nào, đều phải làm như vậy. Một tiếng chuông vang, biển mây cuồn cuộn. Phía dưới đoạn thân mới vừa lại là sắc mặt đại biến, hét lớn kết trận toàn lực khai quy tắc khí chàng. Dứt lời, đoạn thân mới vừa toàn thân thần quang đại tác phẩm. Một đạo chói mắt lôi điện từ trong cơ thể mà ra, thẳng đến trên không mà đi. Oanh! Một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân kinh ngạc. Hắn vẫn là coi thường đoạn thân cương. Không nghĩ tới đoạn thân vật thể nội một đạo lôi điện mà ra, nhìn chính là cánh tay phẩm chất, nhưng lại không nghĩ tới, trực tiếp tạc nứt ở hỗn độn trung thượng, này thuyết minh đoạn thân mới vừa trước tiên liền phát hiện hỗn độn trung bao phủ mà đến. Quyết đoán ra tay. Hơn nữa này một kích từ trong thân thể hắn mà ra lôi điện chi lực không giống tầm thường, tẫn nhiên một chút chặn hỗn độn chung rớt xuống, làm hỗn độn chung ngừng ở 100 mét nơi. Rốt cuộc giảm xuống không được mảy may. Mặc kệ Dương Nghị Vân như thế nào thúc giục chính là giảm xuống không được nửa phần,
mà ba cái thiên đạo bốn nặng thì là đứng ở đoạn thân mới vừa phía sau hợp thành một cái cổ quái trận pháp, một đám kết ấn bộc phát ra pháp lực nhìn qua tất cả đều cùng đoạn thân mới vừa lôi điện chi lực dung hợp ở cùng nhau. Ong ong, hỗn độn chung tại đây một khắc ngược lại run rẩy lên. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, lãnh thực một tiếng, một dậm chân ở hỗn độn tiếng chuông, thúc giục đệ nhị đánh. Đông, tiếng chuông du dương tang thương, thẳng đánh tâm linh, nhường đường tâm động đáng. Dương Nghị Vân vừa thấy không dùng được. Tâm một hoành, thịch thịch thịch. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông vang lên, hắn liên tiếp thúc giục chín đánh hỗn độn chung. Này đã là hắn có thể thúc giục lớn nhất hóa hỗn độn chung công kích, liên tiếp chín đánh, hắn thần lực cùng thần hồn đều tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hơi hơi phát run. Lĩnh vực trong vòng hết thảy thu hết đáy mắt. Lần này hắn nhìn lại. Trừ bỏ đoạn thân mới vừa tựa hồ ảnh hưởng không lớn ở ngoài, mặt khác ba cái thiên đạo bốn trọng cường giả, một đám khóe miệng đều chảy ra vết máu, bọn họ bốn người trận pháp cũng bị hắn cấp đánh gãy. Hô! Hít sâu một hơi chống cơ hội này, Dương Nghị Vân phát động phong vân chi lực, lôi đình vạn quân dưới thẳng đến đoạn thân mới vừa bốn người. Hắn không nghĩ có thể xử lý bọn họ, yêu cầu chính là đưa bọn họ phân tán, chỉ có đem bốn người này phân tán, mới có thể giải quyết bọn họ. Còn ở vừa rồi không ngừng thúc giục hỗn độn chung công kích hiệu quả, đối đoạn thân mới vừa ảnh hưởng khả năng không trong tưởng tượng như vậy đại, nhưng là đối mặt khác ba cái thiên đạo bốn trọng tới nói, cũng là quá sức. Phong vân lôi đình dưới, Dương Nghị Vân lần này lại là đem bốn người thành công tách ra. Ngay lập tức chi gian liền đưa bọn họ phân biệt ngăn cách ở mấy ngàn mét ở ngoài. Dưới tình huống như vậy, Dương Nghị Vân biết muốn tốc chiến tốc thắng. Kéo không được, hắn tổng cảm giác đoạn thân mới vừa còn có át chủ bài tồn tại, sợ ở ra cái gì nhiễu loạn. Trong lòng vừa động thu hồi hỗn độn chung không chút do dự rời đi đoạn thân mới vừa nơi trên không, thẳng đến trong đó một người thiên đạo bốn trọng mà đi. Tiểu tử khinh người quá đáng. Đoạn thân mới vừa đổi quá mức tới, vừa vặn thấy được Dương Nghị Vân hóa thân một đạo dáng màu kinh hồng vừa hiện, biến mất ở biển mây chung, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Từ một khai bốn hắn chính là thử Dương Nghị Vân, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp ra tới một cái đại chiêu, vân hắc lĩnh vực, ở hắn trong lĩnh vực phiên vân phúc vũ, làm hắn chật vật khẩn. Sáu cái thiên đạo tam trọng thủ hạ hắn có thể cảm nhận được đã ngã xuống. Nhanh chóng quyết định liền mang theo dư lại tứ đại thiên đạo bốn trọng hướng về phía trước phóng đi, đoạn thân mới vừa biết thần giới cao thiên phía trên có cái gì, mặc kệ Dương Nghị Vân này một mảnh biển mây thế giới ở như thế nào đại, thẳng đến thần giới cao thiên mà đi tổng có thể đi ra ngoài. Quả nhiên bay lên mấy ngàn mét lúc sau, Dương Nghị Vân sốt ruột, lại là tế ra một ngụm thật lớn cổ chung. Đoạn thân mới vừa liền biết chính mình phá giải Dương Nghị Vân này phiến biển mây ý tưởng là chính xác. Nếu không tiểu tử này sẽ không sốt ruột đối bọn họ ra tay. Bất quá hắn mang theo tam đại thiên đạo bốn trọng đồng môn đứng vững đi xuống bao phủ mà đến cổ chung, lại là coi thường Dương Nghị Vân này khẩu cổ chung chi uy, liên tiếp vang vọng 9 lần, không chỉ có là thẳng đánh bọn họ bốn người, trọng điểm là tiếng chuông kinh sợ thần hồn, hắn tu vi cường đại ngăn cản ở tiếng chuông uy hát yêu ta thần hồn, nhưng ba cái thiên đạo bốn trọng đồng môn lại không hắn thiên đạo năm trọng tu vi, thần hồn bị hao tổn. Kết quả Dương Nghị Vân tận dụng mọi thứ, trực tiếp làm mưa làm gió. Nháy mắt đưa bọn họ bốn người phân cách mở ra. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dương Nghị Vân thu hồi thật lớn cổ trung biến mất ở trong mây, mà hắn quy tắc khí chàng chung lại là rốt cuộc cảm thụ không đến ba gã đồng môn hơi thở. Đoạn thân mới vừa một lòng trầm đi xuống, hắn biết không hề nghi ngờ Dương Nghị Vân đi đối phó ba cái đồng môn đi. Như vậy đi xuống không thể được, bọn họ sẽ bị kia tiểu tử từng bước đánh bại. Đã ngã xuống 6 cái thiên đạo tam trọng, nếu là dư lại 3 cái thiên đạo 4 trọng lại bị Dương Nghị Vân nhất nhất xử lý, cuối cùng một cái chính là hắn. Đương nhiên đoạn thân mới vừa không e ngại cùng Dương Nghị Vân chém giết, nhưng tại đây chờ trong lĩnh vực, liền tính hắn tu vi cường đại quá Dương Nghị Vân vài tiết, cũng là dưới đèn hắc, sớm hay muộn sẽ bị Dương Nghị Vân cấp âm. Cho dù là hắn chạy đi, 9 đồng môn tất cả đều chết, hắn trở về cũng khó thoát thiên thánh điện tam đại tôn giả trách phạt. Vang lên thiên thánh điện kia ba cái lão quái vật phát tôn, đoạn thân mới vừa liền không lý do cả người run lên. Không được, không thể ở như vậy hạ bị động đi xuống. Đoạn thân mới vừa nhìn mây đen che đậy cuồn cuộn biển mây, cắn răng một cái trong lòng hạ định rồi quyết định, hắn phải biết rằng giờ phút này cục diện cần thiết vận dụng hắn áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn, nếu không hôm nay là cái tình huống như thế nào thật đúng là rất khó nói. Ngay sau đó trong tay một phen,
đoạn thân mới vừa trong tay thần quang lập lòe, lại là xuất hiện một vật. Lại là một viên nắm tay đại viên cầu, bảy màu thần quang lập lòe, nhưng là bên trong có thể nhìn đến lôi điện vần quanh cảnh tượng, phảng phất hình cầu trong vòng chính là một cái lôi điện thế giới giống nhau. Đoạn thân mới vừa nhìn trong tay hình cầu cười khổ nói, vốn dĩ cho rằng sẽ không ở vận dụng ngươi, không nghĩ tới vẫn là muốn thỉnh ngươi ra tới. Trong tay hắn này viên hình cầu, chính là hắn ở trước kỷ nguyên du lịch thời điểm ngẫu nhiên ở một chỗ cổ tích chung được đến, cơ duyên dưới tánh mạng dung hợp, lúc này mới biết được, này viên hình cầu chính là, ra đời khai thiên lôi đình trung chí bảo, tên là, hỗn nguyên lôi điện châu, nội loại chính là hỗn độn lôi điện căn nguyên chi lực. Hắn cửu tử nhất sinh dung hợp, từ nay về sau đi bước một suốt đầu, có một cái lôi điện kim cương tên tuổi, hơn nữa tiến vào 33 thiên điện thiên thánh điện, xưng là đế tôn dưới tòa kim cương. Thân phận địa vị cùng thiên thánh điện số ít mấy cái hợp đạo cảnh giới lão quái vật cũng không kém bao nhiêu, chính là bởi vì có này viên hỗn nguyên lôi thiên châu tồn tại. Vật ấy xem như hắn tánh mạng tương quan chí bảo, hắn không tính toán dễ dàng kỳ người, nhưng hôm nay hắn biết không có cách, chỉ có thể tế ra cái này chí bảo hóa giải trước mắt khốn cảnh. Ha ha, cũng hảo, thật lâu không ra sơn, nếu ra tới, khiến cho ta cái này lôi điện kim cương tên tuổi ở vang vọng thần giới đi. Trong tay có hỗn nguyên lôi điện châu, đoạn thân mới vừa vẻ mặt tự tin chi sắc, bởi vậy chí bảo, đừng nói Dương Nghị Vân một cái thần tôn truyền nhân, chẳng sợ chính là hợp đạo cảnh cường giả ở trước mắt, hắn cũng dám dùng lôi điện phách thượng một phách. Chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, hỗn nguyên lôi điện châu uy lực là cỡ nào cường đại. Hỗn nguyên lôi điện, cửu thiên lôi đình, tế huyết mở ra. Ngay sau đó đoạn thân mới vừa ngón tay tinh huyết mà ra, nhỏ giọt ở hỗn nguyên lôi điện châu thượng. Tức khắc thất thải hà quang đại tác phẩm, một đạo dây nhỏ giống nhau màu tím lôi điện răng rắc một tiếng toát ra phía trên cửu thiên, ngay sau đó trên 9 tầng trời lôi đình nổ vang xác thật là có lôi đình vạn quân chi thế, hình thành lôi kiếp giống nhau mây đen, bên trong lôi điện vần quanh, càng lúc càng lớn nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, phạm vi mấy trăm dặm đều bị cửu thiên lôi điện rực rỡ. Đoạn thân mới vừa sắc mặt có ửng hồng chi sắc, lại là nhẹ giọng mở miệng, hỗn nguyên lôi điện, vạn vật sinh diệt, cho ta lạc. Ầm vang, răng rắc, cửu thiên nơi lôi điện vang vọng toàn bộ thần giới, tảng lớn lôi điện rớt xuống mà xuống tiến vào Dương Nghị Vân biển mây lĩnh vực, nơi đi qua biển mây trong lĩnh vực mây đen tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân không đi để ý tới đoạn thân mới vừa, mà là ở phân tán ba cái thiên đạo bốn trọng lúc sau, trước tiên chuẩn bị xử lý bọn họ, đi vào cái thứ nhất thiên đạo bốn có thai sau, chuẩn bị ra tay. Hắn lại có tin tưởng đem ba cái thiên đạo bốn trọng cấp chém giết. Bởi vì bị tách ra lúc sau, những người này liền thành người mù, bất quá thiên đạo bốn trọng cường giả trung quy cường đại hơn một ít, quy tắc khí chàng cư nhiên đạt tới 100 mét phạm vi. Nhưng là Dương Nghị Vân có tin tưởng nhưng phá bọn họ quy tắc khí chàng. Phía trước bị hỗn độn trung kinh sợ một lần, ba cái thiên đạo bốn trọng kỳ thật đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, bọn họ ba cái cũng không phải là thiên đạo năm trọng đoạn thân cương. Dương Nghị Vân mục tiêu đặt ở cái thứ nhất thiên đạo bốn trọng thượng. Hỗn độn chung lại lần nữa tung ra, thẳng đến tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc. Đông. Hỗn độn chung thượng chín đạo khắc văn lưu chuyển kim quang đại tác, tiếng chuông vang lên. Mà tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc rõ ràng thân thể đều là chấn động, hắn phía trước đối chín thanh chuông vang đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, thực đáng sợ. Lúc này lại một lần vang lên, hắn liền như chim sợ cành cong, trong lòng rất rõ ràng hắn đã nói, bị Dương Nghị Vân cấp cách ly mở ra. Ở mây đen quay cuồng thế giới, cùng người mù không có gì hai dạng, duy nhất may mắn chính là quy tắc khí chàng còn ở nơi này hình thành nhất định phạm vi phòng ngự, 100 mét trong vòng hết thảy cảm giác đều ở trong lòng. Nhưng là, ngay sau đó hắn liền có chút há hốc mồm. Thịch thịch thịch, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông không ngừng vang lên, mỗi một vang vọng đạo tâm đều là run lên, quy tắc khí chàng đều vì này chấn động. Chỉ thấy một ngụm phía trước kia khẩu cổ trung kim quang sán sán đối với hắn bao phủ mà đến. Mà hắn quy tắc khí chàng ở kịch liệt rung động chung. Hắn không phải thiên đạo năm trọng đoạn thân mới vừa, đỉnh không được này khẩu cổ chung uy lực. Phía trước bản thân liền có sợ hãi chi tâm, lúc này đạo tâm càng thêm bực bội tố loạn. Đỉnh không được. Oanh! Một tiếng nổ vang chấn động lúc sau, hắn quy tắc khí chàng chung quy là không có đứng vững này khẩu cổ chung thật lớn uy áp, ở nháy mắt hỏng mất. Dương Mỗ Nhân nhếch miệng cười. Hắn nhìn ra được tới. Tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc cường giả đạo tâm đã hỏng mất, quy tắc khí chàng một tán, chính là sơ hở trồng chất thời điểm. Chính là hiện tại. Tự nói một tiếng, Dương Mỗ Nhân vung tay lên,
nhẹ giọng nói, Long Lân Trảm. Một đạo bảy màu thần quang vèo một chút từ trong thân thể hắn bay đi ra ngoài, đúng là bảy màu Long Lân. Này phiến tổ Long Chi Lân đã ở trong thân thể hắn dựng dưỡng vô số năm tháng, hơn nữa trước kia ở Càn Khôn Hồ Ma Hợp mấy chục vạn năm, nghiên cứu quá Long Lân đặc điểm, thúc dục lên chính là ý động sở đến nông nỗi, nhất một kiện xuất kỳ bất ý đánh úp ám khí chi vương. Vô thành vô tức muốn tốc độ có tốc độ, muốn uy lực sẽ có uy lực. Giờ phút này hắn tế ra bảy màu Long Lân đối phó tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc, tin tưởng 10 phần. Nếu là tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc đạo tâm không loạn, hắn thật đúng là muốn phí một ít thủ đoạn, thậm chí còn khả năng đánh lén đều có điểm khó khăn. Nhưng là hiện tại, tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc trong mắt hắn chính là sơ hở trồng chất, bảy màu Long Lân vừa ra, tất nhiên có quả. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ biển mây lĩnh vực. Giây tiếp theo tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc thân thể thành hai đoạn, từ biển mây rơi xuống. Đối với kết quả ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Khá vậy ở đoán trước ở ngoài. Sở dĩ nói như vậy, này đây vì hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, bảy màu Long Lân xuất kích vốn chính là vô thanh vô tức tốc độ cắt qua không gian nông nỗi, hơn nữa hắn trực tiếp tỏa định ở thiên đạo bốn trọng thiên tộc trên người, chính là sống bia ngắm, hắn căn bản trốn không được, ở đạo tâm hỗn loạn dưới tình huống, tên này thiên tộc phòng ngự đối với bảy màu Long Lân tới nói bất kham một kích, nháy mắt liền phá hắn phòng ngự, thẳng đánh yếu hại. Đệ nhị, Dương Nghị Vân phát hiện ở bảy màu Long Lân chui vào thiên tộc trong cơ thể một khắc, nháy mắt không chỉ có đem thiên tộc thân thể bị hư hao hai nửa, càng quan trọng là, cư nhiên nháy mắt dập nát thiên tộc nguyên thần, lại là quỷ dị vô cùng trực tiếp cắn nuốt tên này thiên đạo bốn trọng nguyên thần. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng hít hà một hơi. Hỗn độn chung cắn nuốt thiên tộc nguyên thần cũng liền thôi, tốt xấu hỗn độn chung là siêu việt thiên đạo chí bảo, nhưng hiện tại không nghĩ tới bảy màu Long Lân cư nhiên cũng có cái này ham mê. Cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút lo lắng, cái này hiện tượng không biết là tốt là xấu. Phải biết rằng bảy màu Long Lân chính là tổ long thân thượng lân giáp, đều không phải là chân chính khí. Hiện tại cư nhiên cắn nuốt nguyên thần. Tổng cảm giác có chút quỷ dị. Này có phải hay không địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Vẫy tay một cái bảy màu Long Lân về tới trong tay hắn. Giờ phút này Dương Nghị Vân vừa muốn nghiên cứu một chút bảy màu Long Lân là như thế nào sẽ đúng vậy thời điểm, lại là trên 9 tầng trời vang lên một tiếng sấm làm hắn trong lòng đều là nhảy dựng. Cả đời này tiếng sấm chi uy, hắn có thể cảm nhận được, so với hắn trong cơ thể lôi đình nói thụ uy lực muốn lớn rất nhiều nhiều. Hơn nữa, tựa hồ đến từ trời cao ở ngoài, lại như là ra đời ở hắn biển mây trong lĩnh vực. Một cái chớp mắt ra Dương Nghị Vân thả ra thần thức cảm giác đi xem xét. Ở hắn biển mây lĩnh vực trong vòng, hết thảy đều nhưng hiện ra, vừa rồi chuyên tâm đối phó tên này thiên đạo bốn trọng thiên tộc, không đi để ý tới mặt khác cái cùng đoạn thân cương. Lại là không biết này một tiếng sấm cùng đoạn thân mới vừa có hay không quan hệ, ở hắn cảm giác trung tổng cảm giác đoạn thân mới vừa không đơn giản như vậy. Này vừa thấy, Dương Nghị Vân một lòng liền trầm đi xuống. Lại là thần thức nhìn thấy đoạn thân mới vừa trong tay xuất hiện một viên bên trong lôi điện vần quanh viên cầu. Một đạo rất nhỏ màu tím lôi điện từ hình cầu trung thẳng tắp mà đi, hai tiếp cao thiên ở ngoài. Dương Nghị Vân vừa nhấc đầu, chỉ thấy ở hắn biển mây lĩnh vực ở ngoài cao thiên phía trên, che trời lôi điện rớt xuống dưới. Ầm ầm ầm. Cơ hồ ở ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân nhìn đến hắn biển mây lĩnh vực bị vô cùng vô tận lôi điện cấp trực tiếp phá hủy, hơn nữa vạn quân lôi điện trực tiếp rơi xuống. Ta đi. Hắn tuôn ra một tiếng thô khẩu, toàn thân đều lông tơ đứng chổng ngược. Không chút do dự chớp động phong vân cánh chim hướng về phía dưới chạy trốn, bởi vì hắn cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, cảm giác nếu như bị này như thế khổng lồ lôi điện thêm thân, hắn khả năng sẽ chết. Trong lòng liền một ý niệm, chạy. Tuy rằng còn không biết đây là có chuyện gì, nhưng nghĩ đến nhất định cùng đoạn thân mới vừa thoát không được can hệ, trong lòng thầm nghĩ, đoạn thân công gô nhiên không đơn giản. Phong vân cánh chim chi lực không chút do dự bao vây toàn thân, hắn thậm chí trực tiếp thúc dục hắc ám chiến giáp. Hỗn độn chung cũng ở trước tiên bao phủ ở chính mình trên người. Dù sao hết thảy có thể bạo phòng ngự lực lượng tất cả đều thi triển ra tới, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác vô lực, chân chính lôi đình thiên uy trực tiếp đối hắn mà đến. Lần này chưa chừng khả năng thật sự sẽ chết. Đầy trời lôi điện hồn nhiên mà xuống, Dương Nghị Vân nháy mắt bị cuốn tịch bao phủ ở trong đó, hắn 10 vạn mét biển mây nháy mắt biến mất. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy hết thảy đều rối loạn. Toàn thân các nơi nổ vang không ngừng. Hỗn độn chung, hắc ám chiến giáp,
trước sau đều không có kháng hạ như thế cường đại khủng bố lôi điện chi lực, một chút lùi về tới rồi trong thân thể hắn. Cuối cùng một đạo phòng ngự phong vân cánh chim kháng ước chừng hai tức thời gian sau, cũng là tiêu tán. A! À, Dương Nghị Vân kêu thảm thiết một tiếng, cảm thấy chính xác thân thể đều phân giải giống nhau, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, cũng may liền ở ngay lúc này, đầy trời lôi điện biến mất. Nhưng hắn thân thể trực tiếp tin tức, từ mấy vạn mễ trời cao tin tức tới rồi phía dưới một đỉnh núi, oanh một chút, cả tòa ngọn núi đều nổ tung. Mà phía chân trời phía trên, đoạn thân mới vừa mang theo còn sót lại hai mặt thiên đạo bốn trọng, phi lạc mà xuống. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân đâu? Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở hố to chung. Từ trên cao bị che trời lôi điện đánh hạ tới, trực tiếp tạp bình một ngọn núi đầu, xuất hiện một cái hố to. Nếu không phải thần thể, lần này quăng ngã đều phải quăng ngã thành thịt nát. Đương nhiên này không phải trọng điểm là hắn bị lôi điện trực tiếp công kích, cảm giác một thân xương cốt cái nội tạng đều nát. Rất nghiêm trọng. Lúc này hắn trừ bỏ ý thức còn ở, mặt khác các phương diện đều không tốt. Kinh mạch đứt đoạn, thần đường sông loại có vết rách, nguyên thần cũng là hỗn loạn bất kham, động đều không động đậy. Ở trong ấn tượng tuy rằng cũng có hại, nhưng là giống hôm nay như vậy mệt, hắn đã thật lâu chưa từng có. Khụ khụ. Dương Mỗ Nhân ở hộc máu. Trong lòng chua xót vô cùng, lần này tài đại té ngã. Rất có không có bị người như sau ngược quá. Nhưng nói trở về, đoạn thân mới vừa này một kích thật con mẹ nó lợi hại. Vừa rồi cảm nhận được kia sợi lôi điện chi uy, đến bây giờ hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thật là đáng sợ. Chưa từng có giám đốc quá như thế cường đại lôi điện chi lực. Cho hắn cảm giác chính là không thể đối kháng tồn tại. Ngay sau đó, hắn thấy được đoạn thân mới vừa mang theo hai gã thiên đạo từ trên trời giáng xuống. Dương Nghị Vân một chút thấy được đoạn thân mới vừa trong tay nắm tay lớn nhỏ hình cầu. Tức khắc đồng tử một trận co rút lại, hắn cảm nhận được trong đó phát ra lôi điện chi lực. Lúc này hắn phản ứng lại đây, vừa rồi kia 8 ngày lôi điện từ cao trời giáng lạc, hẳn là liền cùng đoạn thân mới vừa trong tay hình cầu có quan hệ. Hơi thở dị thường cường đại. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm, lần này xong rồi. Dù sao hắn trong thời gian ngắn là không động đậy mảy may. Vốn dĩ cho rằng có thể từng bước xử lý những người này, nhưng chung quy là coi thường bọn họ. Hoặc là nói coi khinh thiên đạo năm trọng đoạn thân cương. Đương nhiên Dương Nghị Vân giờ phút này tuyệt đối đều không phải là đoạn thân mới vừa tự thân có bao nhiêu cường đại, hắn ở cường đại còn không có đạt tới thiên đạo hợp đạo cấp bậc, cường đại chính là trong tay hắn kia viên hình cầu. Tuyệt độ là chí bảo, có thể dẫn phát lôi điện chi lực chí bảo. Hắn nằm ở hố to ngầm không động đậy, liền như vậy nhìn. Nhìn đoạn thân mới vừa ba người dừng ở hố to bên cạnh. Hai bên liền như vậy nhìn. Một lát sau, sắc mặt có chút âm trầm lại mang theo vài phần phức tạp đoạn thân mới vừa nhìn nằm ở hố to chung Dương Nghị Vân mở miệng nói, Dương thần tôn ngươi rất mạnh. Đây là đoạn thân mới vừa nói câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân trả lời, ha ha. Không thể không nói, nếu là cho ngươi cơ hội, ngươi tương lai khả năng thật sự sẽ trưởng thành đến có thể nguy hiểm đến đế tôn vô thượng nông nỗi, biết sao, liền ở đế tôn hạ lệnh làm chúng ta thiên thánh điện ra tay giết ngươi thời điểm. Lúc ấy ta phản ứng đầu tiên chính là, chuyện bé xé ra to, ngươi một giới phi thăng thần giới đều không đủ trăm vạn năm tay mơ, có cái gì đáng giá làm thiên thánh điện ra tay tư cách. Thẳng đến ta nghiên cứu quá ngươi tư liệu sau, cảm thấy ngươi khả năng thật sự không bình thường, cho nên mang theo tò mò, ta mang theo 9 đại đồng môn tiến đến. Cùng ngươi giao thủ thật sự làm ta cảm giác được áp lực, rõ ràng là thiên đạo cảnh giới trung cấp tu vi cảnh giới, nhưng ngươi bộc phát ra tới thực lực đủ để siêu việt thiên đạo quy tắc tam trọng. Phối hợp ngươi trong tay cổ chung, ngươi liền tính là bốn trọng ngươi cũng có thể một trận chiến. Thả, ngươi sau lưng kia một đôi cánh chim cổ quái, có được phong vân căn nguyên chi lực, cư nhiên có thể thả ra tự thành một giới không gian, liền tính là ta cái này đường đường thiên đạo năm trọng ở ngươi mưu tính dưới cũng khó có thể chống đỡ. Ngươi thực quỷ dị rất khó chiến, liên tiếp giết ta 7 người, thật sự không hổ là thần tôn truyền nhân, hiện tại ta tin tưởng đế tôn nói ngươi là tương lai đại kiếp nạn chi tử. Lời này một chút đều không sai được, lưu trữ người ta đối ta thiên tộc chính là lớn nhất tai họa, đưa ngươi trở về thiên địa đi. Đoạn thân mới vừa dứt lời, liền phải ra tay. Dương Nghị Vân còn lại là nhếch miệng nói, từ từ. Nhưng có gì ngôn, đoạn thân mới vừa nói. Có thể nói cho ta ngươi trong tay chí bảo là cái gì sao? Dương Nghị Vân từ đầu tới đuôi sắc mặt tuy chua xót, nhưng lại một chút đều không có bất luận cái gì muốn gặp phải tử vong lo âu,
ngược lại đối đoạn thân mới vừa trong tay hình cầu cảm thấy hứng thú. Đoạn thân mới vừa sửng sốt, không nghĩ tới Dương Nghị Vân trở về như vậy một câu, vốn tưởng rằng Dương Nghị Vân sẽ nói một phen xin tha linh tinh nói, ai ngờ cư nhiên là hỏi chính mình trong tay chí bảo. Bất quá thoáng tưởng tượng đoạn thân mới vừa liền minh bạch, Dương Nghị Vân đây là không cam lòng, hoặc là nói muốn chết cũng muốn chết cái minh bạch. Mở miệng nói, cũng thế, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, thỏa mãn ngươi yêu cầu này, ngươi làm chết cái minh bạch. Nói xong đoạn thân mới vừa dừng một chút nhìn thoáng qua trong tay chí bảo nói, này bảo Minh Nguyệt Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu, là ta cơ duyên đến chi, cùng ta tánh mạng tương tu chí bảo, sinh với thiên địa sơ khai, nhưng dẫn động cửu thiên chi lôi điện, so với bất luận cái gì lôi điện đều phải cường đại thuần túy, phá ngươi phong vân không gian đó là này bảo. Dương Nghị Vân nghe được hỗn nguyên hai chữ thời điểm cả người chấn động, lại là có chút sáng tỏ. Có thể được xưng hỗn nguyên chí bảo, tất nhiên đã là siêu việt thiên đạo trình tự chí bảo, có lẽ cùng hắn hỗn độn chung là một cái cấp bậc đi. Lẩm bẩm, trách không được, không oan không oan. Hảo, người hiện tại có thể nhắm mắt, đoạn thân mới vừa nói chuyện giơ lên trong tay hỗn nguyên lôi điện châu, liền phải chu sát Dương Nghị Vân. Hắn đối Dương Nghị Vân giờ phút này kỳ thật là kính nể. Một cái thiên đạo cảnh trung cấp gia hỏa, giết hắn 6 cái thiên đạo tam trọng một cái 4 trọng, bực này thực lực mặc kệ Dương Nghị Vân dùng cái gì chí bảo, đều là bản lĩnh, lời nói chi gian cũng không có ở xưng hô bổn tọa, dùng ta. Răng rắc, một tiếng nổ vang vang lên, đoạn thân mới vừa trong tay hỗn nguyên lôi điện châu lôi điện vần quanh, nháy mắt liền hóa thành một đại đoàn, thoạt nhìn bắt đầu ngưng tụ, giữa sân hơi thở lập tức thay đổi. Dương Nghị Vân thần sắc biến đổi. Hắn cảm nhận được hãi hùng khiếp phía lôi điện hơi thở, biết đoạn thân vừa muốn bắt đầu làm sự tình, này một kích nếu là dừng ở trên người hắn, giờ phút này hắn động đều không thể động, ai một chút phỏng chừng đều sẽ quải. Thúc dục không được bất luận cái gì pháp lực pháp khí, ngay cả hỗn nguyên một hơi, cũng không cảm ứng, đương nhiên liền tính hắn giờ phút này điều động hỗn nguyên một hơi ra tới, cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể kháng đến hạ đoạn thân mới vừa này một kích lôi điện. Kia không phải tầm thường lôi điện là hỗn nguyên lôi điện chí bảo, nội loại chất chứa lôi điện chi lực hơi thở đều làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, như thế nào kháng đến hạ đâu. Nếu là liền như vậy chờ, tuyệt đối là tử lộ một cái. Dương Nghị Vân sắc mặt hơi đổi, lại là không có đến sợ hãi thời điểm. Quan sát đến hắn đoạn thân mới vừa cũng buồn bực, Dương Nghị Vân tiểu tử này trong cơ thể tình huống hắn rõ ràng, căn bản không động đậy, chết đã đến nơi cư nhiên chút nào đều không có sợ hãi chi sắc. Này nhưng không đạo lý a. Cho dù là thần, cũng làm không đến như thế thản nhiên. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì mặt khác thủ đoạn? Đoạn thân mới vừa trong lòng như vậy nghĩ, mặc kệ, lạnh hắn cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, đối thủ của hắn Trung Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu có tin tưởng. Liên tính là hợp đạo một tầng cường giả, cũng muốn tránh mũi nhọn. Tức khắc giơ tay đem ấp ủ mà ra lôi điện đối với Dương Nghị Vân lớn đi ra ngoài. Đi. Tức khắc một đại đoàn lôi điện năng lượng hóa thành một cái 8-9 mễ lớn lên lôi điện chi mãng, thẳng đến Dương Nghị Vân, phát ra hơi thở vô cùng cường đại. Răng rắc sát, lôi điện tiếng động vang vọng thiên địa. Nhưng mà liền tại đây một khắc, đoạn thân mới vừa chỉ nghe được hố to hạ, Dương Nghị Vân hô to một tiếng, nương nương ngươi lại không ra ta đã có thể treo a. Dương Nghị Vân này một tiếng ra tới, nói thật sự làm đoạn thân mới vừa trong lòng vừa kéo trừ. Không có biện pháp. Dương Nghị Vân tiểu tử này quá quỷ dị, là đại danh đỉnh đỉnh càn khôn thần tôn truyền nhân, càng là đương đại càn khôn thần điện tân thần tôn, là đế tôn trong miệng thiên giới đại kiếp nạn chi tử. Nghiên cứu quá tiểu tử này, tu luyện chi lộ, phát hiện hắn tu vi quả thực là một đường tiêu thăng, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hạng người. Hơn nữa hôm nay này một chuyến, hắn đều bị làm mặt xám mày cho, nếu không phải trong tay có hỗn nguyên lôi điện châu, sợ là cũng muốn bị té nhào. Hiện tại lại là hô lên một câu nương nương. Cái gì nương nương? Cái này làm cho đoạn thân mới vừa trong lòng căng thẳng, bên người hai cái thiên đạo 4 trọng cũng là đi theo khẩn trương. Chẳng lẽ nói giữa sân còn có những người khác? Cũng không phát hiện Dương Nghị Vân có giúp đỡ a. Đoạn thân mới vừa trong lòng nghi thần nghi quỷ hết sức, hắn đối với Dương Nghị Vân đánh ra đi lôi điện đã tới rồi Dương Nghị Vân trước người. Nhìn đến nơi này đoạn thân mới vừa trong lòng tặng khẩu khí. Dương Nghị Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho rằng hắn chính là trước khi chết dẫy dụa mà thôi, cố lộng huyền hư, nếu là có cái gì lợi hại giúp đỡ làm ra tới. Hắn cơ hồ đã thấy được Dương Nghị Vân sẽ ở chính mình lôi điện dưới hóa thành cho phi hình ảnh. Giây tiếp theo lôi điện chi lực đại tác phẩm,
trực tiếp ở Dương Nghị Vân trên người nổ tung. Nhưng là, ngay sau đó đoạn thân mới vừa ba người liền chờ đợi đôi mắt. Ở ba người trong mắt trực tiếp lôi điện chi lực hóa thành mãng xà lại là càng ngày càng nhỏ, giống như là lượn vòng lên giống nhau. Mà Dương Nghị Vân cũng không có hiện tượng chung như vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại là giữa sân vang lên một cái lười biếng thanh âm, mang theo một tia ra. Khanh khách còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không cầu cứu đâu. Là cái giọng nữ. Theo dứt lời, quả nhiên ở Dương Nghị Vân bên người không gian dao động lập lòe, ngay sau đó liền xuất hiện một nữ tử, nhìn tuổi không lớn, nhưng lại là đầu đội mũ phượng một thân đẹp đẽ quý giá. Khí chàng bức người. Giờ phút này ở đoạn thân mới vừa trong mắt, chỉ thấy nữ tử tùy ý thò tay tư thế, lại là sắp sửa chạy về phía Dương Nghị Vân thân thể lôi điện hoa ở trong tay, hóa thành nắm tay lớn nhỏ. Đoạn thân mới vừa trong lòng kinh hoàng. Này mẹ nó thật đúng là có giúp đỡ a. À. Nhìn là cái tiểu cô nương, chính là tu vi cảnh giới là cái gì cấp bậc hắn chính là chút nào nhìn không thấu. Trọng điểm là nàng cư nhiên tùy ý duỗi tay liền đem hắn hỗn nguyên lôi điện châu nội bùng nổ mà ra lôi điện chi lực cấp nhéo vào trong tay, tạo thành nắm tay đại một đoàn, nhìn qua lôi điện còn ở lập lòe. Hỗn nguyên lôi điện châu là cái gì? Bên trong lôi điện uy lực là cỡ nào cường đại, đoạn thân mới vừa cái này chủ nhân chính là rõ ràng, nhưng là giờ phút này cứ như vậy tùy ý bị cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương cấp nhéo vào trong tay, tạo thành một đoàn. Hỗn nguyên lôi điện châu uy lực. Liền tính là thiên đạo cấp bậc cuối cùng nhất giai đoạn hợp đạo một tầng tồn tại cường giả, cũng không dám tùy ý ngạnh kháng, nhưng mà trước mắt xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người tiểu cô nương còn lại là Phong Khinh Vân đạm cấp nhéo vào trong tay. Bực này kiểu gì tu vi? Kiểu gì đáng sợ người? Đủ để thuyết minh, cái này tiểu cô nương tu vi thực lực là siêu việt thiên đạo đệ tam giai đoạn hợp đạo một tầng tồn tại, thậm chí khả năng sẽ càng cường đại. Là hợp đạo 2 tầng, 3 tầng. Đoạn thân mới vừa cái chán mồ hôi lạnh bá 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 đi xuống lạc. Trong lúc nhất thời gian đoạn thân mới vừa cùng hai đại thiên đạo bốn trọng thiên tộc ngây ngẩn cả người. Nhưng là, bọn họ sững sờ, hố to hạ Dương Nghị Vân bên người tiểu cô nương không sững sờ, chỉ thấy nàng ngẩng đầu quỷ dị cười, bỗng nhiên đem trong tay tạo thành một đoàn lôi điện chi lực, trực tiếp liền vứt lại đây, hơn nữa còn nói, hỗn nguyên chi lôi, nhưng thật ra không tồi uy lực, còn cho các ngươi đi. Chạy! Đoạn thân mới vừa rốt cuộc hoàn hồn, sắc mặt đại biến, đối với bên người hai cái đồng môn hô to một tiếng chạy. Hắn cảm nhận được gấp 10 lần với chính mình phát ra hỗn nguyên lôi điện chi lực cường đại lôi điện. Thực hiển nhiên hắn hỗn nguyên lôi điện ở cái kia tiểu cô nương trong tay gia tăng rồi thật lớn uy lực. Lần này nếu như bị đánh trúng, kia nhất định chính là hình thần đều diệt, hoặc phi mai một kết cục. Nguyên thần đều tại đây một khắc hạ sắp toát ra tới. Nháy mắt muốn chạy. Đáng tiếc a. Đoạn thân mới vừa nghe được một tiếng sâu kín, vãn điểu. Oanh, răng rắc. Lôi điện tạc nước 8 ngày mà đến. Đoạn thân mới vừa ở giờ khắc này biết trốn không thoát, lại là một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ở trong tay hỗn nguyên lôi điện châu thượng, hoàn toàn thôi phát hỗn nguyên lôi điện châu, hắn khó mà giữ nổi lưu, bởi vì hắn đã cảm nhận được tử vong hơi thở, muốn sống liền không thể giữ lại. Lần này thúc giục hỗn nguyên lôi điện châu hắn biết sẽ hao tổn chính mình nguyên khí, đại giới rất lớn, nhưng lại không thể không làm, chẳng sợ thúc giục, cũng không nhất định ngăn cản trụ tiểu cô nương một kích, hoàn toàn không tin tưởng. Đoạn thân mới vừa biết hắn lần này gặp phải tuyệt đối là đại năng, có thể một giây làm hắn hôi phi yên diệt đại năng, nổ tung lôi điện chi vị hơi thở chi cường đại nhiên hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn thật sự cảm giác chính mình sẽ chết, hiện tại hắn đem hết thảy đều đánh cuộc ở trong tay hỗn nguyên lôi điện châu thượng. Tốt xấu đây là siêu việt chí bảo, chỉ hy vọng hỗn nguyên lôi điện châu có thể bảo hắn một mạng. Oanh! Đoạn thân mới vừa ba người ngay lập tức bị lôi điện cắn nuốt. Bên người hai gã thiên đạo bốn trọng thiên tộc kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, trực tiếp hóa thành cho tàn, hình thần đều diệt. Mà giờ phút này đoạn thân mới vừa trong tay hỗn nguyên lôi điện châu bộc phát ra lôi điện ngăn cản phía sau lôi điện. Ngay sau đó hết thảy đều bình tĩnh. Đoạn thân mới vừa thành một khối huyết nhục mơ hồ bộ dáng ngã trên mặt đất. Hố to hạ, tiểu cô nương lẩm bẩm, di, vẫn là có điểm ý tứ a, cư nhiên dung hợp không tồi, hỗn nguyên lôi điện châu đều bị luyện hóa chín thành, mệnh không nên tuyệt sao. Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm, hắn tuy rằng thân thể không động đậy, chính là thần thức có thể sử dụng, thấy hết thảy. Nhìn đứng ở trước người tiểu cô nương, nga không đúng, phải nói là màu thần nương nương, hắn cầm lòng không đậu trong mắt nuốt nước miếng. Trong lòng chỉ có bốn chữ,
như bức rầm rầm. Hắn sở dĩ không lo âu, kỳ thật chính là cảm nhận được vị này nương nương thức tỉnh tới rồi giữa sân, tránh ở âm thầm xem diễn, cho nên đoạn thân mới từ thiên mà hàng thời điểm, hắn trong lòng cũng không có cứ thế cấp. Cho rằng mầu thần nương nương sẽ ra tay liền chính mình. Thẳng đến đoạn thân mới vừa đối hắn thi triển lôi điện, cơ hồ đến trước người nổ tung thời điểm, mầu thần nương nương cũng chưa ra tay, Dương Mỗ Nhân mới chân chính sốt ruột kêu to ra tới. Đương nhiên nếu là hắn ra tiếng cầu cứu, vị này nương nương đại lão vẫn là không ra tay, hắn cũng như cũ không sợ, bởi vì hắn còn có càn khôn hồ, sẽ lựa chọn ở cuối cùng một khắc tiến vào càn khôn hồ chung, chẳng qua nói vậy, càn khôn hồ sẽ bại lộ ra tới, không được vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tiến vào càn khôn hồ, dù sao ý niệm ở liền tùy thời có thể đi vào. Cũng may nghìn cân treo sợi tóc hết sức cầu cứu, nương nương đại lão ra tay. Nàng ra tay, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn, làm hắn đều nhìn miệng khô lưỡi khô. Hô! Trần Ai Lạc định, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đối mặt nương nương đại lão, thành khẩn cảm tạ nói, đa tạ nương nương cứu giúp. Khanh khách tiểu tử ngươi là người nào? Vì cái gì thiên tộc đế tôn người muốn giết ngươi đâu? Lúc này mầu thần nương nương mang theo ý cười, vẻ mặt tò mò chi sắc, ngồi xổm xuống thân tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đặt câu hỏi. Ngươi như thế nào biết thiên tộc đế tôn? Dương Nghị Vân nghe được mầu thần nương nương hỏi chuyện, theo bản năng hỏi. Bất quá lời này một chỗ hắn liền biết chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì mầu thần nương nương bản thân chính là chuyển sinh đã tu luyện, nàng ở thần giới tự nhiên đối thần giới hết thảy là quen thuộc biết đến, tuy rằng khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng này một đời cũng không quên, biết thiên tộc đế tôn không kỳ quái. Ha ha, mầu thần nương nương nhìn hắn một cái. Hảo đi, Dương Mỗ Nhân biết hắn thân phận vấn đề, sớm hay muộn mầu thần nương nương sẽ biết, không bằng sấn hiện tại nói cũng hảo, miễn cho ngày sau có cái gì hiểu lầm. Lại nói, vị này đại lão địch nhân khả năng so với đế tôn đều cường đại, đế tôn ở trong mắt nàng chưa chắc chính là cái gì lợi hại nhân vật, nếu không cũng sẽ không ra tay giết đoạn thân mới vừa, đương nhiên giờ phút này đoạn thân mới vừa còn chưa có chết, liền ở hố to bên ngoài nằm, nhưng cũng là hít vào nhiều thở ra ít trạng thái. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân mở miệng nói, ta là phi thăng nhất tộc, là càn khôn thần tôn truyền nhân. Dăm ba câu đem hắn cùng thiên tộc đế tôn sự tình nói ra, bất quá sau khi nói xong hắn là có chút thấp thỏm, bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp vị này nương nương đại lão cũng là thiên tộc, cũng không biết sẽ như thế nào đối hắn. Mầu thần nương nương gật gật đầu nói, thì ra là thế, liền nói sao, đế tôn dưới tòa thiên thánh điện người như thế nào sẽ nhằm vào ngươi, nói như thế tới đảo cũng trách không được. Ngài như thế nào đối đãi thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc quan hệ? Dương Nghị Vân tiểu tâm hỏi một câu. Mầu thần nương nương cười nói, yên tâm ta cũng không phải là đế tôn, hơn nữa ta không phải đương đại thiên tộc đối địch các ngươi phi thân nhất tộc là từ trước kỷ nguyên bắt đầu, ở trước kỷ nguyên ở ngoài, nào có cái gì chó má chủng tộc chi gian mâu thuẫn. Trong tam giới vạn vật đều là đại đạo, tồn tại tất nhiên là nói, chính là đế tôn kia tiểu tử ra cái gì vấn đề, mới đối với các ngươi phi thăng nhất tộc có kỳ thị, đối với ta tới nói, tam giới vạn vật đàn tộc đều giống nhau. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng ta sẽ đối với ngươi thế nào, ta hai chi gian hiện tại cũng coi như là lẫn nhau hợp tác quan hệ, yên tâm, có thể giúp ngươi ta sẽ không mặc kệ, nhưng là tiểu tử ngươi cũng đừng quên, chờ ta yêu cầu ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi cũng đừng cất giấu. Nhất định sẽ, Dương Nghị Vân vội vàng mở miệng, vị này nương nương đại lão biểu đạt chính mình quan điểm, này liền thuyết minh nàng không phải cái loại này keo kiệt người, độ cao cũng không giống nhau, sẽ không đối phi thăng nhất tộc hoặc là hắn nhìn với con mắt khác, cũng nói. Hai tộc chi gian hoàn toàn là đế tôn chính mình lý niệm, cùng mặt khác thiên tộc không quan hệ, đế tôn đại biểu không được toàn bộ thiên tộc. Còn có một chút Dương Nghị Vân mơ hồ cảm giác mầu thần nương nương lời nói chưa nói thấu, nàng tựa hồ đối đế tôn không lắm vừa lòng, hoặc là nói đế tôn có cái gì mặt khác mưu đồ, nương nương đại lão khả năng biết chút cái gì. Bất quá nhân gia không muốn nói, hắn cũng không hảo hỏi cái gì. Được rồi, đứng lên đi, đừng trang. Lúc này mầu thần nương nương đối Dương Nghị Vân hừ lạnh một câu. Khụ khụ, hảo này liền lên. Dương Mỗ Nhân xấu hổ cười. Đích xác hắn ở trang, đương nhiên ngay từ đầu không phải trang, thân bị trọng thương cũng là thật sự. Đến bây giờ mới thôi như cũ như thế. Thân thể năng động là ở mầu thần nương nương xuất hiện lúc sau mới có thể động, liền ở vừa rồi hắn điều động hỗn nguyên một hơi chữa trị thân thể, cũng ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, cuối cùng là làm thân thể kinh mạch từ từ khôi phục lại đây. Có thể vận chuyển công pháp. Tự nhiên thân thể cũng là có thể đủ động.
không nghĩ tới bị Mầu Thần nương nương liếc mắt một cái nhìn thấu. Bất quá, hắn trong cơ thể trạng thái đích xác phi thường không xong, trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp khôi phục, yêu cầu tu luyện điều trị mới được. Đi lên nhìn xem, sau đó rời đi, 33 thiên điện đế tôn không phải cái đại khí người, đã chết nhiều như vậy thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả, tất nhiên sẽ làm đế tôn giận dữ, đến lúc đó tái xuất hiện địch nhân, sợ là hợp đạo cấp bậc, lời nói thật trước cấp nói cho tiểu tử ngươi, ta là không thể sớm ra tay. Đệ nhất ta thức tỉnh lúc sau kẻ thù sẽ có cảm ứng, tất nhiên sẽ tìm kiếm ta, nếu không phải xem tiểu tử ngươi sẽ chết, hôm nay ta sẽ không ra tay, nếu là lại ra tay một lần, ta kẻ thù tất nhiên có thể tìm được ta, cho đến lúc này, ngươi cùng ta đều ý nghĩ một cái. Đệ nhị ta khôi phục không phải quá lý tưởng, lần này lại cứu ngươi, thật vất vả khôi phục trạng thái lại bị đánh hồi nguyên hình, ít nhất ngàn năm trong vòng không động đậy đến một tia pháp lực, cho nên a kế tiếp tiểu tử ngươi phải nhanh một chút nghĩ cách tăng lên thực lực. Đừng đến lúc đó ta đi theo ngươi cùng nhau xong đời. Liền tính là ta kẻ thù không tìm, đế tôn thủ hạ tiến đến, ta cũng không có biện pháp ứng đối, tìm địa phương tu luyện khôi phục a, mau rời khỏi nơi này lại nói. Nghe Mầu Thần nương nương nói chuyện, Dương Nghị Vân một lòng là không ngừng đi xuống trầm, nhưng cũng không có biện pháp, về nàng không thể lại ra tay vấn đề, hắn là tin tưởng, vừa rồi Mầu Thần nương nương vì cứu hắn, có thể là mạnh mẽ ra tay dỗi đoạn thân mới vừa ba người. Hiện tại nàng hơi thở cũng là thực hỗn loạn, hắn có thể cảm giác được. Kế tiếp thật đúng là như nàng lời nói, muốn dựa chính hắn. Hai người bay vọt ra hố to, Dương Nghị Vân đi tới đoạn thân mới vừa bên người, giờ phút này đoạn thân mới vừa đã là nửa cái mạng, bản thượng thịt cá, hắn tùy thời có thể lộng chết. Bất quá hắn không làm như vậy. Chuẩn bị mang theo đoạn thân mới vừa, cái này lão tiểu tử trong tay có hỗn nguyên lôi điện châu, là Dương mỗ nhân thực mắt thèm chí bảo. Hiện tại chỉ cần giết đoạn thân mới vừa, hắn tin tưởng hỗn nguyên lôi điện châu chính là vật vô chủ, sẽ từ đoạn thân vật thể nội ra tới. Muốn hay không giết hắn? Đây là cái vấn đề. Do dự chi gian, chỉ nghe Mầu Thần nương nương mở miệng nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không giết hắn, mà là nghĩ cách khống chế hắn, làm hắn theo bên người, rốt cuộc hắn là đế tôn dưới tòa kim cương, là thiên thánh điện ra tới người, hiểu biết rất nhiều đế tôn việc. Nói tới đây thời điểm, Dương Nghị Vân minh bạch. Đích xác a, nếu có thể thu phục đoạn thân mới vừa, cũng là chuyện tốt, thiên đạo năm trọng người trước, vẫn là đế tôn dưới tòa kim cương. Nơi này là thiên tộc địa bàn, có cái quen thuộc dẫn đường là phi thường tất yếu. Hắn cùng Mầu Thần nương nương hiện tại đều không thể vận dụng pháp lực, đều phải tránh né địch nhân. Cho nên khống chế đoạn thân mới vừa liền rất cần thiết. Đến nỗi như thế nào khống chế đoạn thân mới vừa, Dương Nghị Vân lựa chọn đơn giản thô bạo phương thức. Dù sao giờ phút này đoạn thân mới vừa bị nương nương đại lão một kích, đánh thành chết cẩu, căn bản là không có chút nào phản kháng lực, có thể treo một hơi đã xem như may mắn. Vì thế Dương mỗ nhân trực tiếp gieo sinh tử phù, có rút ra đoạn thân mới vừa nguyên thần ấn ký, bỏ thêm song bảo hiểm, khống chế hắn. Theo sau mang theo đoạn thân mới vừa ba người chuẩn bị rút lui nơi đây, nhưng là đi chỗ nào đâu? Là cái vấn đề. Giết đế tôn ngồi xuống thiên đạo quy tắc nhiều người như vậy. Dương Nghị Vân đều có thể tưởng tượng đến, toàn bộ 33 thiên điện sẽ nổ tung chảo. Tựa hồ mặc kệ đến nơi nào, đều khả năng sẽ bị tìm được. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng Mầu Thần nương nương đều yêu cầu thời gian khôi phục. Thần giới to lớn, thiên tộc thế lực trải rộng thần giới, thật đúng là không hảo trốn. Đi càn khôn thần điện thế giới, là cái biện pháp, nhưng Dương Nghị Vân không dám, một khi hắn hiện tại mở ra càn khôn thần điện tất nhiên sẽ bị cảm giác. Đến lúc đó đế tôn phái ra cường giả trực tiếp tấn công càn khôn thần điện đã có thể không hảo, càn khôn thần điện thế giới có thân nhân bằng hữu, hắn không nghĩ mạo hiểm. Rồi dám hết sức Mầu Thần nương nương mở miệng nói, hạ giới đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, hạ giới. Ta không biết có thể hay không mở ra kết giới, hơn nữa ngươi không phải nói vận dụng pháp lực sẽ bị phát hiện sao. Mầu Thần nương nương cười cười nói, ta có biện pháp. Tiên giới một chỗ vô danh tiên sơn. Thật đúng là tới rồi tiên giới a. Dương Nghị Vân cảm thụ được thiên địa chi gian hơi thở, đánh giá bốn phía vội vàng hoàng sơn, lại cũng nhìn không được có chút kích động. Từ tiên giới phi thăng thần giới đã nhiều năm đi qua, hắn không nghĩ tới có một ngày còn có thể lại lần nữa hạ giới. Đương nhiên này muốn cảm tạ Mầu Thần nương nương vị này đại lão. Cũng không biết nàng dùng cái gì bí pháp liền mở ra một đạo không gian môn hộ, một bước hắn đi vào, tái xuất hiện liền đến nơi này. Kinh ngạc sao? Bên tai truyền đến Mầu Thần nương nương lời nói.
Dương Nghị Vân gật gật đầu, đích xác có điểm, ta nghe nói hạ giới rất khó. Nào biết Mầu Thần nương nương cười cười nói, đối với ngươi mà nói, kỳ thật rất đơn giản. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, còn thỉnh chỉ giáo. Rất đơn giản a, tu vi đạt tới thiên đạo cảnh lúc sau, mở ra giới vách tường chính là phất tay chi gian sự, chỉ là ngươi không thưởng thức quá mà thôi. Mầu Thần nương nương cười cười nói. Không đơn giản như vậy đi, yêu cầu như thế nào làm mới có thể? Dương Nghị Vân mang theo nghi hoặc hỏi. Mầu Thần nương nương cười nói, người đem người thần thức thả ra đi, đi cảm thụ giới vách tường tồn tại, rồi sau đó thúc giục không gian chi lực, là có thể mở ra giới vách tường, sáng lập ra cánh cửa không gian, liền tính không có không gian thuộc tính chi lực, chỉ cần pháp lực cũng đủ cũng đồng dạng có thể mở ra giới vách tường. Đi dụng tâm cảm thụ thiên địa chi gian tồn tại biến hóa, ngươi là có thể cảm nhận được, đại giới vách tường cũng không thần bí, hơn nữa thiên đạo cảnh giới bản thân chính là một loại nói, cái này cảnh giới là thực kỳ diệu. Thật sự, Dương Nghị Vân bán tín bán nghi. Ha ha, kia thử xem. Vài phút sau Dương Nghị Vân tận tình buông ra thần thức đi cảm thụ, quả nhiên cảm nhận được giới vách tường ngươi tồn tại, hơn nữa chính như Mầu Thần nương nương lời nói, hắn tuy rằng không có nếm thử, nhưng là xác định tùy thời có thể mở ra giới vách tường. Hắn là đã tu luyện từ trước đến nay đều là chính mình sờ soạng đã tu luyện, rất ít từng có hệ thống chỉ giáo, tu chân chi sơ lão nhân còn có thể chỉ điểm, sau lại trên cơ bản liền không có, toàn dựa vào chính mình sờ cục đá qua sông, gặp phải có thể thỉnh giáo người liền sẽ thỉnh giáo. Rất nhiều thời điểm, hắn biết nói một ít tu luyện tân bí đều là từ người khác trong miệng biết được, mới biết được nguyên lai là chính mình không biết. Liền như lúc này giới vách tường việc. Có Mầu Thần nương nương ở một bên chỉ điểm, tự nhiên chính là thuận lý thành chương chuyện này. Rất nhiều sự đã biết phương hướng, sờ đến ngạch cửa liền không hề thần bí, nhưng đồng thời cũng đem phát hiện tân đại lục. Dương Nghị Vân phát hiện thiên đạo cảnh giới pháp lực thượng diệu dụng, cảm giác thực mới mẻ. Mà Mầu Thần nương nương trực tiếp trợn trắng mắt nói, tìm một chỗ trước khôi phục thương thế rồi nói sau, thiên tộc tạm thời sẽ không tìm được chúng ta, nhưng không đại biểu vĩnh viễn tìm không thấy, chúng ta có thể hạ giới mà đến, nhân gia cũng có thể. Đúng đúng đúng, tìm địa phương. Theo sau liền tại đây tòa hoang vô tiên sơn tìm một chỗ bí ẩn sơn cốc bế quan. Chủ yếu là hắn khôi phục thương thế, đến nỗi Mầu Thần nương nương liền rất phật hệ, nàng nói chính mình không thể sử dụng pháp lực. Yêu cầu thời gian rất lâu đi khôi phục đến đỉnh, lời này Dương Nghị Vân chỉ tin tưởng giống nhau. Mà còn có một cái hôn mê đoạn thân mới vừa, có thể xem nhẹ bất kể, dù sao bị hắn khống chế sinh tử lúc sau, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, lại nói ra hỏa này hiện tại cũng vẫn là hôn mê trạng thái, khi nào có thể tỉnh lại cũng không biết. Dương Nghị Vân sáng lập một chỗ sơn động lúc sau, trực tiếp bế quan. Trăm năm sau hắn xuất quan, rốt cuộc khôi phục thương thế. Ngày này hắn xuất quan lúc sau, liền thấy được đứng ở sơn động ở ngoài Đoạn Thân Cương. Đương Đoạn Thân mới vừa nhìn đến hắn lúc sau, trong ánh mắt là tràn ngập phức tạp thần sắc. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa, hắn tin tưởng Đoạn Thân mới vừa rất rõ ràng hiện tại cùng hắn chi gian là cái gì quan hệ. Trừ phi Đoạn Thân mới vừa không muốn sống, nếu không hắn sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Điểm này Dương Mỗ Nhân vẫn là có tin tưởng Đoạn Thân mới vừa sẽ cúi đầu. Quả nhiên, ngay sau đó Đoạn Thân mới vừa hai đầu gối một loan, quỳ xuống lại khẩu hô, Đoạn Thân mới vừa bái kiến chủ nhân. Những lời này rất thấp trầm, như là dùng hết hắn sở hữu sức lực giống nhau. Đối với Đoạn Thân vừa tới nói, hắn có thể tồn tại đã xem như may mắn, vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới còn sống, chỉ là không nghĩ tới chính là... Tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện nguyên thần chung nhiều một ít đồ vật, mà thứ này có thể muốn hắn mệnh. Đương nhiên tiền đề là hắn phản kháng sẽ muốn mệnh, không phản kháng không có việc gì. Nhìn đến Dương Nghị Vân sau, cảm ứng mãnh liệt, hết thảy cũng rõ ràng, hắn biết chính mình sinh tử bị Dương Nghị Vân chộp vào trong tay, từ đây lúc sau hắn nhiều cái chủ nhân. Cam tâm sao? Không cam lòng, nhưng, không cam lòng sẽ chết. Đối với tu luyện đến hắn cái này cấp bậc cao giai thiên tộc thần linh tới nói, Thái Thanh Sở đã chết mới là hư vô. Cho nên hắn muốn tồn tại, Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu còn ở, cũng không có bị Dương Nghị Vân thu đi, đây là hắn quỳ lại ở Dương Nghị Vân trước mặt chung nguyên nhân. Đối Đoạn Thân vừa tới nói, Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu mới là hết thảy, hắn không biết chính mình về sau có thể đi bao xa, nhưng hắn rõ ràng chỉ cần có Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu ở, hắn tất nhiên có thể có cơ hội chạm đến kia nói thiên trảm. Cho nên tồn tại so cái gì đều quan trọng,
tắc đều không phải là hắn sợ chết, mà là muốn theo đuổi kia một đạo thiên trảm, muốn đi tranh thủ muốn đi xem. Người khác có lẽ cơ hội xa vời, nhưng hắn có Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu ở, muốn so người khác có lớn hơn nữa cơ hội. Dương Nghị Vân không sấn hắn hôn mê thời điểm lấy đi hắn Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu, cái này làm cho Đoạn Thân mới vừa trong lòng đối trở thành Dương Nghị Vân người hầu khúc mắc cũng không có như vậy đại oán khí. Với hắn mà nói, theo đuổi càng cao đại đạo mới là hắn trung cực mục tiêu, đến nỗi đế tôn cùng Dương Nghị Vân, ai là chủ, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn cảm xúc. Huống hồ tình huống hiện tại đã hiểu lầm, hắn có gì tất đi chịu chết. Tồn tại hắn mới có hy vọng. Dương Nghị Vân nhìn quỳ lạy Đoạn Thân mới vừa cười, bên người nhiều một cái thiên đạo năm trọng cường giả, với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn, hơn nữa người này vẫn là lão tử đế tôn dưới tòa kim cương, đối về sau cùng đế tôn chi gian chiến đấu có rất lớn trợ giúp. Hắn cũng mắt thèm quá Đoạn Thân mới vừa kia viên Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu. Nhưng nếu muốn nhận lấy Đoạn Thân mới vừa, hắn liền biết không có thể động Đoạn Thân mới vừa Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu, hơn nữa nhưng phàm là chí bảo đều dùng linh tính, hắn mạnh mẽ được đến tay, chưa chắc là có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu uy lực tới. Còn không bằng làm Đoạn Thân mới vừa tiếp tục, hắn tin tưởng người này có Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu bực này chí bảo, tương lai ở hắn thủ hạ nhất định có thể phát huy ra thật lớn tác dụng cùng tiềm lực tới. Đứng lên đi, Dương Nghị Vân vung tay lên đem Đoạn Thân mới vừa nâng dậy. Một tiếng chủ nhân, đối hắn đã cũng đủ. Đa tạ chủ nhân, Đoạn Thân mới vừa đứng dậy. Khôi phục như thế nào? Dương Nghị Vân nhìn Đoạn Thân mới vừa hỏi. Đã không ngại, Đoạn Thân mới vừa trả lời. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta hạ giới, người nói đế tôn bước tiếp theo sẽ làm sao? Có thể hay không tự mình ra tay đối phó ta? Đoạn Thân mới vừa nhìn Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm nói, sẽ không? Vì sao? Dương Nghị Vân hỏi, đế tôn đang bế quan thành thích hợp đạo tầng thứ 5, hợp đạo không thành hắn sẽ không xuất quan, nhưng thiên thánh điện có tam đại pháp tôn tồn tại, có lẽ bước tiếp theo, tam đại pháp tôn sẽ trực tiếp đối ngài ra tay. Đoạn Thân mới vừa phân tích nói, Dương Nghị Vân có chút tò mò nói, thiên thánh điện tam đại pháp tôn tu vi như thế nào? Dương Nghị Vân năm đó ở Bạch Gia Thánh Điện, siêu hồn quá dài tím lâm huynh đệ, được đến tin tức là thiên thánh điện đệ tam cầu thang chính là hợp đạo cấp bậc, có tam đại hợp đạo tồn tại, nhưng lại đều là hợp đạo một tầng. Biết về biết, cụ thể cái dạng gì, hắn nghĩ đến Đoạn Thân mới vừa hẳn là rõ ràng hơn, bởi vì Đoạn Thân vừa vặn xấu là đế tôn dưới tòa kim cương, xem như ở 33 thiên điện thiên thánh điện cao tầng nhân vật, đối thiên thánh điện hiểu biết, nghĩ đến Đoạn Thân vừa rồi là nhất hiểu biết. Chỉ nghe Đoạn Thân mới vừa nói, tam đại pháp tôn đều là hợp đạo một tầng. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu, không cho là đúng. Nhưng Dương mẫu nhân cái này biểu tình xem ở Đoạn Thân mới vừa trong mắt, liền biết hắn nghĩ như thế nào, nhịn không được nói, chủ nhân chính là trước kia liền biết thiên thánh điện tình huống. Dương Nghị Vân nói thẳng không cố kỵ nói, ân, ở Bạch Gia đối trường tím lâm cùng nhau một cái thiên đạo cảnh siêu hồn quá, cho nên đại thể biết, các ngươi thiên thánh điện có 50 dư danh đệ nhất cầu thang thiên đạo cảnh tồn tại, đệ nhị cầu thang thiên đạo quy tắc giai đoạn có 30 hơn người. Cái thứ ba giai đoạn chính là hợp đạo cảnh giới, liền ba cái hợp đạo một tầng, cùng ngươi nói nhất trí đúng không? Đoạn Thân mới vừa gật gật đầu, nhìn Dương Nghị Vân lại là muốn nói lại thôi. Dương Nghị Vân sửng sốt, đối hắn nói, có chuyện liền nói. Hảo, Đoạn Thân mới vừa hít sâu một hơi, nhìn Dương Nghị Vân nói, nếu ngươi đã trở thành chủ nhân của ta, ta đây sẽ có cái gì đó nói cái gì, hy vọng nói xong chủ nhân đừng trách cứ. Ha ha ha, ta không phải người nhỏ mọn. Ngươi thái độ này là được rồi, nếu là có cái gì cất giấu, ta đây không chỉ có sẽ trách ngươi, hơn nữa sẽ phạt ngươi. Lời này nhìn như nói giỡn, nhưng Dương Nghị Vân lời nói đến cuối cùng đều đã xem như ở cảnh cáo Đoạn Thân cương rồi. Đối này Đoạn Thân mới vừa đảo cũng rõ ràng, ngay sau đó nói, đích xác chủ nhân hiểu biết này đó tin tức, cơ bản không sai, nhưng có một chút nói vậy chủ nhân là không hiểu biết. Nga, nguyện nghe kỹ càng, Dương Nghị Vân nghiêm mặt nói. Đoạn Thân mới vừa nói tiếp, theo ý ta tới, thiên thánh điện tam đại pháp tôn đừng nói ba cái ra tới, liền tính là tới bất luận cái gì một cái, đều có thể phất tay chi gian diệt chủ nhân. Lời này, thật đúng là có chút lớn mật. Nhưng Dương Nghị Vân chỉ là mày nhăn lại, không nói chuyện, ý bảo Đoạn Thân mới vừa tiếp tục. Đoạn Thân mới vừa tiếp tục nói, thiên đạo tam đại cầu thang, hợp đạo vì nhất, có thể nói như vậy, hợp đạo giai đoạn, cho dù là vừa mới hợp đạo một tầng tồn tại. Có thể phiên tay chi gian hủy diệt ta như vậy thiên đạo quy tắc năm trọng 10 cái trăm cái.
hợp đạo trình tự, đó là thiên đạo cảnh giới chung lớn nhất tối cao trình tự, là một mảnh tân đại lục, hợp đạo dưới toàn vì con kiến, ta tuy rằng không đến hợp đạo trình tự, nhưng lại biết hợp đạo trình tự khống chế chính là chân chính đại đạo lực lượng, không phải thiên địa chi lực cùng pháp tắc quy tắc có thể đánh đồng. Chủ nhân tuy cường đại, càng có chí bảo, nhưng là ở hợp đạo trình tự cường giả trước mặt, bất kham một kích, ngài khả năng sẽ bị một cái tát chụp chết. Ta từng nay với thiên thánh điện một tôn pháp tôn hỏi qua, lúc ấy ta thúc giục hỗn nguyên lôi điện châu lớn nhất uy lực, mà vị nào pháp tôn gần vung tay lên liền hóa giải ta cường đại nhất một kích, thậm chí làm ta trọng thương tu dưỡng ngàn năm mới phục hồi tinh thần lại. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt, có chút không tin nói, không ngươi nói như vậy mơ hồ đi. Ở hắn xem ra thiên đạo năm trọng hòa hợp nói một tầng cũng chỉ là kém một cái trạm kiểm soát mà thôi, đột phá thiên đạo quy tắc năm trọng bên kia là hợp đạo một tầng tồn tại, giữa hai bên hẳn là sẽ không kém như vậy đại tài đối. Lúc này, một thanh âm từ bên kia vang lên nói, Đoạn Thân mới vừa lời nói tuyệt không giả dối, thậm chí tiểu tử ngươi đều tưởng tượng không đến hợp đạo trình tự khủng bố. Dương Nghị Vân vừa quay đầu lại, lại là phát hiện Mầu Thần Nương Nương không biết khi nào từ phía sau đi tới. Nghe được Mầu Thần Nương Nương nói chuyện, hắn một lòng xem như trầm đi xuống. Nếu nói đúng Đoạn Thân mới vừa nói còn có điều hoài nghi nói, như vậy Mầu Thần Nương Nương giờ phút này cũng là trịnh trọng mà ra, đó chính là thật sự. Dựa theo hai người lời nói hợp đạo trình tự, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nếu là nói vậy, thật đúng là đại phiền toái. Hắn hiện tại tu vi nhiều nhất, chính là thiên đạo cảnh trung cấp, quy tắc trình tự đều không đến, huống chi là hợp đạo trình tự. Nếu là thiên thánh điện thật sự rời núi một vị pháp tôn tiến đến tìm hắn, dựa theo hắn hiện tại thực lực, đó là một chút ít cũng chưa biện pháp ứng đối. Liên tính là bên người có một cái thiên đạo năm trọng Đoạn Thân mới vừa, cũng vô pháp ứng đối một vị pháp tôn. Dương Nghị Vân đem ánh mắt đặt ở Mầu Thần Nương Nương trên người. Vị này đại lão thích hợp thánh nhân a. Đừng nói cái gì hợp đạo một tầng, cho dù là đế tôn tiến đến, nói vậy nàng cũng có biện pháp ứng đối. Khanh khách tiểu gia hỏa đừng đánh ta chú ý, phía trước liền cho ngươi nói chuyện, ta thức tỉnh còn không có khôi phục đến đỉnh trình tự, hơn nữa. Pháp lực khi linh khi không linh, lời này nhưng không lừa ngươi, ta biết ngươi tưởng cái gì, hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, ta khôi phục lực lượng dừng lại ở hợp đạo một tầng đỉnh, khi nào có thể khôi phục đến thánh đạo, đó là yêu cầu thời gian, hơn nữa ngàn năm trong vòng ta không thể ở ra tay, cho nên tiểu tử ngươi chính mình nghĩ cách ứng đối chuyện của ngươi, đừng kéo lên ta. Chẳng sợ ta có thể ra tay, ngàn năm trong vòng cũng sẽ không ở ra tay quản ngươi bất luận cái gì sự, nhớ kỹ, không phải nói giỡn nga. Mầu Thần Nương Nương nói xong, cười khúc khích, mang theo một tia khiêu khích nhìn Dương Mẫu Nhân liếc mắt một cái. Cái này làm cho Dương Mẫu Nhân không tự giác chuyển qua mặt đi, không dám đang xem nàng đôi mắt, vị này đại lão nương nương, nhìn như giống cái tiểu cô nương, hành vi cử chỉ đều giống, nhưng cố tình thực thích khiêu khích hắn. Đối với nàng, Dương Mẫu Nhân không thể trêu vào. Cũng nghe đến ra tới, nàng lần này chưa nói dối. Trong lòng thở dài, ta quá khó khăn. Nhất thời không nói chuyện. Dương Mẫu Nhân không lời nói, nhưng đứng ở một tầng Đoạn Thân mới vừa trong lòng lại là như thiên lôi cuồn cuộn. Hắn nghe được Mầu Thần Nương Nương cùng Dương Nghị Vân đối thoại, nghe ý tứ vị này Mầu Thần Nương Nương cư nhiên. Cư nhiên là một vị sống sờ sờ thánh nhân. Đối với thánh đạo, Đoạn Thân mới vừa ở thiên thánh điện nghe nói quá, cũng biết một ít thiên giới không muốn người biết tân bí, hắn biết to lớn thiên giới trong vòng tồn tại thánh đạo thánh nhân, nhưng vẫn luôn cũng chưa gặp qua, nghe đồn càng nhiều. Bên ngoài thượng chỉ biết đế tôn vô thượng là thiên giới đệ nhất nhân, tu vi cảnh giới đạt tới thiên đạo trình tự đệ tam giai đoạn hợp đạo 4 tầng, vô số năm qua đế tôn vô thượng đều ở đánh sâu vào hợp đạo 5 tầng. Chỉ cần thành công bên kia là đương đại thánh đạo thánh nhân tồn tại, đáng tiếc vẫn luôn đều ở đánh sâu vào bế quan chung. Cái thứ hai cường giả là cổ xưa thần tộc Phục Hy Thần Hoàng tu vi cảnh giới đạt tới hợp đạo tầng thứ ba thứ, so với đế tôn muốn nhược một tầng. Lại có chính là vạn nhiều năm trước xuất hiện Càn Khôn Thần Điện Lôi Đình tôn giả Hỗn Nguyên Thỏ, cái kia lão gia hỏa cũng là sống lại cường giả, nghe nói trước kỷ nguyên đỉnh trạng thái cùng hắn chủ nhân Càn Khôn Thần Tôn tu vi không sai biệt nhiều. Nhưng đương đại sống lại trở về lúc sau, Hỗn Nguyên Thỏ tu vi hẳn là không khôi phục đến đỉnh. Tiếp theo đó là thiên tộc 33 thiên điện thiên thánh điện tam đại pháp tôn, đều là hợp đạo một tầng cấp bậc, còn có một ít cổ xưa lão thế lực cường giả chung, có lẽ có hợp đạo tồn tại, nhưng tuyệt đối không đúng, hắn cũng không phải Thái Thanh Sở. Biết nói lớn nhất chính là hợp đạo 4 tầng đế tôn vô thượng, đã là thiên giới đệ nhất nhân tồn tại.
trăm triệu không nghĩ tới hắn trước mắt cư nhiên có cái thức tỉnh thánh đạo thánh nhân. Tuy rằng nghe tới không có khôi phục đến thánh đạo trình tự, nhưng cũng là hợp đạo một tầng cấp bậc. Trách không được hắn sẽ bị một kích trọng thương, đối hắn ra tay nguyên lai là một tôn thánh nhân a. Không biết vì cái gì, giờ phút này Đoạn Thân mới vừa nhìn Mầu Thần nương nương còn có chút vinh hạnh vị này thánh nhân cùng hắn đã giao thủ. Đoạn Thân mới vừa tỉnh lại lúc sau, trong lòng vẫn là có chút không phục, hắn tốt xấu trong tay có Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu, lại là bị người ta phất tay chi gian cấp làm hôn mê bất tỉnh, hơn nữa bên người hai cái thiên đạo bốn trọng trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhưng là hiện tại biết Mầu Thần nương nương là một tôn đại thánh người sau, hắn trong lòng về điểm này không cam lòng tan thành mây khói, thậm chí còn cảm thấy vinh hạnh, rốt cuộc cũng coi như là cùng thánh nhân đã giao thủ không phải. Đương nhiên Đoạn Thân mới vừa còn có một chút trong lòng dao động rất đại, đó chính là Dương Mẫu Nhân bên người có thánh nhân, này quả thực chính là đệ nhị cái mạng. Trong lòng đối với trở thành Dương Nghị Vân người hầu về điểm này chán ngấy tâm tư, cũng đánh mất. Cái này chủ nhân đích xác không hổ là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, không đơn giản a. Liền ở ngay lúc này, Mầu Thần nương nương cười đối Dương Nghị Vân nói, như thế nào? Sợ. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, cổ dương lên, ai sợ? Không sợ sao? Đó là giả. Hắn giờ phút này cảm giác chính mình tu luyện tốc độ một chút đều không mau, trước kia còn cảm thấy tu luyện quá nhanh không phải cái gì chuyện tốt, nhưng hiện tại hắn hận không thể lại làm một lần hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Ít nhất tu vi muốn đạt tới thiên đạo quy tắc cấp bậc mới được. Nếu không thật muốn là tới một tôn hợp đạo cấp bậc đại thần, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Chủ nhân kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng. Lúc này lại là Đoạn Thân mới vừa mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân nhìn về phía hắn, chờ đợi Đoạn Thân mới vừa cao kiến, vị này chính là đối 33 thiên điện nhất rõ ràng người, trước mắt tình huống như thế nào, hắn hẳn là có thể có chút giải thích. Đoạn Thân mới vừa xem Dương Nghị Vân chờ đợi hắn tiếp tục nói bộ dáng, cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật Thiên Thánh Điện Tam Đại Pháp Tôn không nhất định sẽ rời núi, có thể đạt tới hợp đạo cấp bậc cường giả, trong lòng chỉ có càng cao trình tự đại đạo, bọn họ ba cái giống nhau sẽ không nhúng tay 33 thiên điện phân tranh. Hơn nữa theo ta hiểu biết, Tam Đại Pháp Tôn cùng Đế Tôn Vô Thượng là cùng cái thời đại nhân vật, bọn họ là Đế Tôn mời gia nhập 33 thiên điện cường giả, mục đích là giữ gìn thiên tộc cân bằng. Đều không phải là Đế Tôn trực tiếp thủ hạ, cung cấp vì thế trưởng lão giống nhau tồn tại, từng nói qua trừ phi gặp được thiên tộc hoặc là 33 thiên điện sinh tử tồn vong sự, bọn họ mới có thể ra tay, nếu không bọn họ là sẽ không rời núi. Dựa theo ta đối Đế Tôn hiểu biết, kế tiếp tìm kiếm chúng ta, khả năng như cũ sẽ là thiên đạo quy tắc trình tự, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mặt khác hai đại kim cương mang theo mấy chục danh thiên đạo quy tắc dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm chủ nhân. Đến nỗi Tam Đại Pháp Tôn, có lẽ tạm thời sẽ không ra tới, rốt cuộc không có thiên tộc tồn vong, không có đến 33 thiên điện tồn vong thời điểm. Thật sự, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Đoạn Thân mới vừa sẽ nói như vậy, nếu là thật sự như sau, kia hắn là có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải hợp đạo cấp bậc cường giả tìm tới hắn, cái gì cũng tốt nói. 89 phần 10 sẽ là thiên thánh điện mặt khác hai đại kim cương dẫn người tìm kiếm. Tam Đại Pháp Tôn rời núi tìm kiếm ngươi, nói câu chủ nhân không thích nghe, ngài còn chưa đủ tư cách. Đoạn Thân mới vừa cũng không e ngại Dương Nghị Vân, thẳng lăng lăng liền nói ra tới. Khụ khụ, Dương Nghị Vân thiếu chút nữa bị sặc đến, trong lòng thầm mắng Đoạn Thân mới vừa không một chút EQ, liền không biết cấp bổn chủ nhân chừa chút mặt mũi a. Đương nhiên đối Đoạn Thân mới vừa bất mãn, Dương Mẫu Nhân chỉ là trong lòng ngẫm lại, hắn biết Đoạn Thân mới vừa nói chính là lời nói thật. Không thể trách hắn, điểm này khí lượng Dương Mẫu Nhân vẫn phải có. Bất quá cẩn thận vừa nghe, Đoạn Thân mới vừa lời này có khác sở chỉ, hai lần nhắc tới hai vị hai đại kim cương thời điểm, đều thực nghiêm túc. Trong lòng vừa động nói, nghe người ý tứ hai vị hai đại kim cương cũng đều không phải dễ dàng hạng người. Đoạn Thân vừa định trợn trắng mắt, nghĩ thầm ngài lão rốt cuộc nói đến trung điểm thượng. Mở miệng nói, đúng vậy, ở 33 thiên điện. Thiên Thánh Điện chính là Đế Tôn Vô Thượng chân chính thành viên tổ chức, tất cả đều là thiên đạo cảnh giới mới có thể tiến vào, trừ ra Tam Đại Pháp Tôn ở ngoài, toàn bộ 33 thiên điện, thậm chí Thiên Thánh Điện chung, Tam Đại Kim Cương đương vì Đế Tôn dưới. Ta xem như Tam Đại Kim Cương trung yếu nhất một cái, danh liệt đệ tam, mặt khác hai Đại Kim Cương là đạo lữ, nhưng thực lực ở ta phía trên, đồng dạng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng, nhưng bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều có thể thắng qua ta. Nếu là hai người liên thủ dưới, thực lực cũng tất nhiên là càng cường một mảng lớn.
Bọn họ bị xưng là âm dương kim cương, nữ kêu âm nhu kim cương, nam kêu thuần dương kim cương, bản thân tu luyện công pháp cùng lực lượng đó là âm dương chi lực, hơn nữa trong tay bọn họ có được chí bảo, không thua gì ta Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu, rất là quỷ dị vô cùng. Đặc biệt là âm nhu kim cương, nữ nhân kia, thực ác độc thực âm nhu, như một cái trong bóng đêm rắn độc, ra tay phía trước bất chi bất giác liền sẽ làm người nói, nàng lực lượng vì âm, nhưng lại là cái loại này âm trầm tĩnh mịch giống nhau hơi thở. Trong tay chí bảo là cái gì ta đến nay chưa thấy qua, dù sao vô cùng nguy hiểm. Đến nỗi thuần dương kim cương, người này là cái kẻ lỗ mãng tính cách, hết thảy đều nghe âm nhu kim cương, nhưng hắn một thân thuần dương chi lực nhưng hòa tan vạn vật, ngay cả tam đại pháp tôn đều nói qua, thuần dương kim cương thuần dương chi lực, chính là bọn họ cũng sẽ không đi chống chọi, lợi hại nhất chính là thuần dương thần hỏa. Kỳ thật âm dương kim cương mới xem như đế tôn dưới tòa chân chính tâm phúc ta. Năm đó là bị đế tôn mượn sức, cũng là tưởng dựa vào 33 thiên điện tài nguyên tu luyện, mới trở thành đế tôn dưới tòa kim cương. Chủ nhân chớ nên coi thường âm dương kim cương, bọn họ chung bất luận cái gì một cái ra tay, ta dám nói hiện tại ngài đều không phải đối thủ, huống chi âm dương kim cương hai người trước nay đều là như hình với bóng, hai người liên thủ chính là hợp đạo một tầng, cũng là có thể đấu một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo tới tìm kiếm chủ nhân, tất nhiên là âm dương kim cương vợ chồng. Chủ nhân vẫn là nghĩ cách tăng lên thực lực đi. Đoạn thân mới vừa nói xong. Dương Nghị Vân lại là khóe miệng lại trừ trừ lên. Đừng nói mẹ nó âm dương kim cương tới một đôi, liền tính là đoạn thân mới vừa, hắn kỳ thật cũng đánh không lại. Đương nhiên nếu không phải mầu thần nương nương ra tay, hắn đã bị đoạn thân mới vừa xử lý. Đương nhiên cũng sẽ không chết thật, mầu thần nương nương ngày đó không ra tay cứu hắn, hắn liền trốn vào càn khôn hồ chung đi, chỉ là nói vậy. Càn khôn hồ sẽ bại lộ, đến lúc đó đồng dạng nguy hiểm. Không nghĩ tới 33 thiên điện còn có một đôi như thế biến thái kim cương thiên đạo năm trọng. Thật đúng là. Dương Nghị Vân nhìn xem mầu thần nương nương hỏi, nương nương thủ đoạn của ngài hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Liền tính là âm dương kim cương ti a được cái gì manh mối, cũng là yêu cầu thời gian nhất định đi. Hắn lo lắng mầu thần nương nương phá giới vách tường hạ đến tiên giới tới, sẽ bị âm dương kim cương ti a được. Đến lúc đó trực tiếp truy hạ giới tới. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, yên tâm đi, thủ đoạn của ta, hai cái thiên đạo năm trọng còn tia, a không đến, bất quá đại biểu nhân gia vẫn luôn không thể tưởng được ngươi sẽ đến hạ giới, cho nên nói, tiểu tử ngươi vẫn là đến nắm chặt tu luyện. Như vậy đi, xem trước mắt trước ta hai là hợp tác quan hệ phân thượng, ta truyền cho ngươi một pháp, đến lúc đó ôm cây đợi thỏ, nếu là cái gì chó má âm dương kim cương thật sự tìm được hạ giới tới, vậy diệt bọn hắn. Mầu thần nương nương lời này thực khí phách. Làm Dương Mỗ nhìn ánh mắt đại lượng, vội vàng hỏi, cái gì pháp nhưng diệt âm dương kim cương? Đối mầu thần nương nương nói Dương Mỗ nhân đó là 100% tin tưởng, cứ việc nàng nói chính mình sẽ không động thủ, không thể động thủ vân vân, nhưng Dương Mỗ nhân đối nàng loại này lời nói chỉ tin tưởng một nửa. Lại nói như thế nào nàng đều là thánh đạo a. Giờ phút này nghe nàng nói có một pháp, nhưng ôm cây đợi thỏ diệt âm dương kim cương, Dương Nghị Vân cực kỳ chờ mong. Thánh đạo muốn âm hai cái thiên đạo năm trọng kia còn không phải chơi. Mầu thần nương nương hơi hơi mỉm cười nói, lấy đại trận diệt chi. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, ra sao đại trận. Hắn biết trận pháp chi đạo biến hóa muôn vàn, càng là đại uy lực chi đạo, có đôi khi đối địch khả năng chính là một chọi một, lại nhiều một đôi nhiều, cũng đã là cực hạn, nhưng trận pháp lại bất đồng, chỉ cần vào trận, mấy chục thượng trăm thậm chí hàng ngàn hàng vạn đều có thể cho ngươi xử lý. Trận pháp cũng là không có cảnh giới chi phân, một cái trận pháp xử lý một cường giả một chút đều không khó. Liền xem là cái gì trận pháp, người nào thao tác bày trận từ từ. Mầu thần nương nương chính là thánh đạo, nàng trong tay trận pháp tự nhiên không phải đơn giản trận pháp, nàng nói bày trận sát âm dương kim cương, Dương Nghị Vân 100% tin tưởng. Chỉ nghe mầu thần nương nương nói, ta cái này trận pháp tên là âm dương nghịch chuyển chấn ma trận pháp, trận này bố thành, đừng nói thiên đạo năm trọng. Chính là hợp đạo tiến đến cũng muốn làm hắn hôi phi yên diệt, bất quá lại có cái bẩm sinh điều kiện yêu cầu thỏa mãn, mới nhưng bày trận. Bẩm sinh điều kiện, Dương Nghị Vân sửng sốt. Rất muốn nói một câu, ngài lão có thể hay không một lần nói xong. Nhưng chung quy không dám báo oán. Còn trông cậy vào vị này nương nương đâu. Ngay sau đó mầu thần nương nương liền nói, yêu cầu một chỗ địa lý điều kiện bẩm sinh âm dương nơi, thượng tiếp thuần dương, hạ thông cực âm. Dương Nghị Vân một trận nghẹn lời, địa lý hoàn cảnh thượng bẩm sinh âm dương nơi,
hắn là biết đến, bực này địa phương. Nào có như vậy hảo tìm, mỗi một chỗ thiên nhiên hình thành bảo địa hoặc là đều bị người chiếm cứ, hoặc là căn bản không có, bẩm sinh âm dương nơi, tiên giới có hay không vẫn là hai nói. Dương mỗ nhân cảm giác lại không đáng tin cậy. Còn có một vấn đề hắn cũng nghẹn thật lâu, nhịn không được nói, nương nương a, không nói đến có thể hay không tìm được một chỗ bẩm sinh âm dương nơi, liền tính tìm được, cảm giác cũng không đáng tin cậy a. Như thế nào không đáng tin cậy? Mầu thần nương nương đôi mắt chừng. Dương Nghị Vân nói thẳng nói, âm dương kim cương vợ chồng bản thân am hiểu chính là âm dương, tìm một chỗ âm dương bẩm sinh nơi, chẳng phải là đối bọn họ không tác dụng không nói, ngược lại còn sẽ cổ vũ bọn họ pháp lực. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta cái này trận pháp chung có nghịch chuyển hai chữ, hiểu sao? Có thể hay không hữu hiệu ta sẽ không biết. Mầu thần nương nương lần đầu tiên ở Dương Nghị Vân trước mặt bạo thô khẩu. Dương Nghị Vân vừa nghe, sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút tựa hồ thật là chính mình suy nghĩ nhiều, vị này nương nương đại lão nhân vật như thế nào, sẽ không biết này đó sao? Ngượng ngùng cười nói, hảo đi, là ta suy nghĩ nhiều, ngài lão đừng nóng giận. Muốn phòng ngừa chu đáo, liền tìm kiếm bẩm sinh âm dương nơi, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vạn nhất kia cái gì chó má âm dương kim cương tiến đến, tiểu tử ngươi cũng không đến mức đến lúc đó chật vật bất kham. Mầu thần nương nương không chút khách khí nói. Hảo đi, ta đã biết. Dương Nghị Vân gật đầu, kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, thiên thánh điện người nhất định sẽ tìm được hắn, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Trước sau xem như chém giết 20 danh thiên đạo cấp bậc, đế tôn phỏng chừng đều mau điên rồi, muốn nói không tìm hắn tính sổ, đó là giả. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân đã có thể tưởng tượng đến, toàn bộ 33 thiên điện người ở thần giới tìm kiếm hắn rơi xuống hình ảnh. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được hắn sẽ hạ giới đi. Hiện tại hắn yêu cầu tu luyện, yêu cầu không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể ứng đối đế tôn dưới tòa cường giả tiếp theo sóng chém giết. Tìm được hắn thời gian, có lẽ không lâu lắm, cũng có thể sẽ thời gian rất lâu về sau. Hắn hiện tại muốn thừa dịp thiên thánh điện người không có tìm được hắn, mau chóng tăng lên chính mình tu vi, ít nhất muốn bước vào thiên đạo quy tắc giai đoạn mới được. Thần giới thực rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn là không thể trở về. Nếu không một khi bị thiên thánh điện cường giả tìm được, đến lúc đó hắn cũng thật không có biện pháp ứng đối. Mầu thần nương nương nói trận pháp, là cái lo trước khỏi họa biện pháp, cái này cần thiết làm. Tuy rằng nói tìm kiếm một cái bẩm sinh âm dương nơi, tương đối khó khăn, nhưng cũng muốn tìm. Đến nỗi như thế nào tìm, Dương Nghị Vân trong lòng đã có mục tiêu. Tiên giới, hắc hắc, đây là hắn địa bàn A. Năm đó đi thần giới thời điểm. Tiên giới Vân Môn đã trở thành tiên giới đứng đầu siêu nhiên thế lực, hơn nữa đi thần giới lúc sau, mặt khác Vân Môn mọi người phát triển mấy vạn năm lâu, Vân Môn càng thêm thụ đại căn thâm, địa vị củng cố. Hắn nghĩ hiện tại liền hồi Vân Môn đi, đến lúc đó phát động đồ tử đồ tôn đi tìm bẩm sinh âm dương nơi, chỉ cần tiên giới có như vậy địa phương, chẳng sợ tiên giới lại đại, địa phương ở bí ẩn, tin tưởng cũng có thể đủ tìm được. Thật đúng là đừng nói, hắn vẫn là rất tưởng niệm tiên giới Vân Môn. Cứ việc hiện tại Vân Môn đã không có người quen tồn tại, nhưng chung quy là hắn một tay chế tạo đạo thống. Cảm tình đó là có. Trong lòng nghĩ nếu là có thời gian có cơ hội, thuận tiện lại đi tu chân giới Vân Môn chuyển một vòng, nhìn xem đều phát triển trở thành bộ dáng gì. Chung quy đó là hắn một tay thành lập. Uy, tiểu gia hỏa tưởng cái gì đâu, còn tìm không tìm bẩm sinh âm dương nơi. Lúc này mầu thần nương nương có chút không kiên nhẫn nói chuyện. Hắc hắc. Đương nhiên muốn tìm, bất quá, không cần chúng ta tự mình đi tìm kiếm, có người sẽ đi xử lý, đi thôi nương nương, ta mang các ngươi đi địa bàn của ta làm khách, cơm ngon rượu say, tiêu dao sung sướng. Nghĩ đến hiện tại đi tiên giới Vân Môn, Dương Mỗ Nhân liền có chút kích động. Nói chuyện chung hắn phi thăng dựng lên, trực tiếp dẫn đường, tiến vào sao trời chung. Tiên giới không có người so với hắn càng quen thuộc. Mầu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa không rõ nguyên do. Cũng là theo sát khí hậu đuổi kịp. Nghe người tiểu tử ý tứ, người ở tiên giới có đạo thống. Mầu thần nương nương thuận miệng hỏi. Dương Nghị Vân lộ ra tự hào thần sắc nói, ta vốn là hạ hạ giới một phàm nhân thế giới bước vào tu chân chi lộ phàm nhân, một đường đi tới, xem như thành lập tứ đại đạo thống, gọi chung Vân Môn. Có địa cầu Vân Môn, Sơn Hải giới Vân Môn, tu chân giới Vân Môn, tiên giới Vân Môn, tới rồi thần giới lúc sau, Vân Môn tuy rằng không ở đi thành lập. Nhưng ta lại thành càn khôn thần điện thần vực thế giới thần tôn, thần giới liền không nói, thần giới dưới,
mỗi một giới, ta sở thành lập Vân Môn đều là nơi thế giới đạo thứ nhất thống. Chúng ta hiện tại liền đi tiên giới Vân Môn, ta sẽ phát động toàn bộ tiên giới lực lượng, tìm kiếm bẩm sinh âm dương nơi, đến lúc đó chỉ cần có, liền nhất định có thể tìm được. Dương Mẫu Nhân nói lời này thời điểm, đó là tràn ngập tự tin. Mẫu thần nương nương lại là hảo không cho mặt mũi phiên trợn trắng mắt nói, tiểu tử ngươi hẳn là đã rời đi thật lâu, ngươi trong miệng đạo thống hiện tại còn có tồn tại hay không vẫn là hai nói, muốn hay không như vậy tự tin. Dương Nghị Vân không cho là đúng nói, điểm này tự tin ta còn là có, liền ở 18.000 nhiều năm trước, ta tiên giới Vân Môn đệ tử phi thăng tới rồi thần giới, bọn họ phi thăng thần giới thời điểm, Vân Môn như cũ là toàn bộ tiên giới thánh địa, siêu phàm thánh địa là sẽ không suy sụp. Thiết, chỉ mong đi, dựa theo ta lý giải, toàn bộ trong tam giới liền chưa từng có vĩnh hằng không suy đạo thống, ta trải qua kỷ nguyên sông dài chung, nhìn đến quá vô số kẻ cường đại đạo thống đều biến mất ở lịch sử sông dài chung. Có chút đạo thống suy sụp chỉ cần một ngày đủ để, huống chi vạn đem năm. Mẫu thần nương nương thích bát nước lạnh nâng khiêng. Ta nói nương nương ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe a Dương Mẫu Nhân có chút khó chịu. Khanh khách, hành đi, ta không nói không nói. Hai người một bên phi hành một bên đấu võ mồm, đảo cũng hảo chơi. Vốn dĩ Dương Mẫu Nhân có thể trực tiếp mở ra không gian môn hộ, thẳng tới tiên giới Vân Môn, nhưng hắn liền thích ngao du sao trời cảm giác. Rời đi hồi lâu đảo cũng muốn nhìn một chút tiên giới biến hóa, đơn giản phi hành mà đi. Một ngày lúc sau đến, hỗn độn tiên vực, Vân Môn đại bản doanh tiên sơn ở ngoài trời cao. Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, lần này thật đúng là bị mầu thần nương nương cấp miệng quạ đen cấp truyền thuyết, tiên giới Vân Môn thật đúng là đã xảy ra chuyện. Dương Nghị Vân thần thức chung phát hiện, toàn bộ Vân Môn trên không mây mù tràn ngập, thoạt nhìn là đại trận phong bế trạng thái. Này nhưng không giống như là tiên giới đạo thứ nhất thống diễn xuất a. Theo lý thuyết Vân Môn là tiên giới đệ nhất thế lực, nên có đệ nhất thế lực diễn xuất tự tin, căn bản không cần đóng cửa Sơn Môn, nhưng hiện tại hắn phát hiện Sơn Môn nhắm chặt, đây là cái gì thao tác? Không đúng, nhất định là nơi nào ra vấn đề. Dương Nghị Vân sắc mặt có chút khó coi, vừa mới còn ở đối mầu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa khoác lác, nói Vân Môn tiên giới đạo thứ nhất thống, này ni ma chỉ chớp mắt. Đã bị vả mặt, Dương Mẫu Nhân hận chết này đó đồ tử đồ tôn. Cố tình mầu thần nương nương chậm gì gì nói, nhà tiên giới đạo thứ nhất thống cư nhiên là Sơn Môn nhắm chặt trạng thái, đây là đệ nhất diễn xuất a, lợi hại lợi hại. Đoạn thân mới vừa ở phía sau nén cười, lại là thực cố hết sức, nghẹn thực vất vả, không dám cười ra tới. Dương Mẫu Nhân vẻ mặt hắc tuyến nói, ta đi nương nương sao có thể không như vậy vả mặt sao? Không chuẩn là ta những cái đó đồ tử đồ tôn có gì mặt khác sự đâu. Khanh khách, vậy đi xem đi ta nhưng thật ra rất tò mò, người Vân Môn có thể có cái gì đại sư, làm đệ nhất đại đạo thống, cư nhiên muốn phong bế Sơn Môn, hiếm là A Mầu thần nương nương chèn ép Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân hừ một tiếng lại là trực tiếp chợt lóe, đột phá đại trận tiến vào tới rồi Vân Môn trong vòng, Mầu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa theo sát sau đó. Đối với bọn họ ba người tới nói, tiên giới Sơn Môn đại trận liền giống như không có tác dụng, huống chi cái này đại trận Dương Mẫu Nhân chính mình tham dự bố trí, lúc trước càng là nhị sư huynh sao trời tử chủ đạo, cuối cùng đặt tên sao trời đại trận. Hắn mang theo mầu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa đi vào cũng căn bản là không cần phá hư đại trận, tiêu không một tiếng động là có thể đi vào. Hiện tại vấn đề là Dương Nghị Vân muốn biết Vân Môn phát cái gì chuyện gì. Vì cái gì muốn phong bế Sơn Môn? Phải biết rằng phong bế Sơn Môn thường thường chính là gặp sự tình quan tông môn nguy cấp tồn vong thời điểm mới có thể phong bế Sơn Môn, nếu không sẽ không phong bế. Chẳng lẽ thật bị mầu thần nương nương miệng quạ đen cấp nói chuẩn? Vân Môn suy sụp. Dương Nghị Vân nghĩ khả năng không lớn a. Vân Môn đều là tiên giới đệ nhất, cái kia thế lực có thể làm Vân Môn phong bế Sơn Môn. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn hiện tại tới, này liền dễ làm. Một cái lắc mình Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện ở Vân Môn Tổng Điện. Môn chủ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền phải vẫn luôn phong bế Sơn Môn sao? Vân Môn Tổng Điện giờ phút này 20-30 người tồn tại, một đám mặt ủ mày trao. Tựa đang ở thương nghị phong bế Sơn Môn việc. Chờ một chút, chờ thượng giới hồi âm, ta tin tưởng thượng giới nhất định sẽ không từ bỏ chúng ta, tất nhiên gặp được chuyện gì nhi, những người đó cũng đều có điều cố kỵ. Bọn họ rõ ràng ta Vân Môn phi thăng nhiều ít tiền bối thượng thần giới, thật muốn là xé rách mặt, tương lai Vân Môn tiền bối hạ giới, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá, tạm thời phong sơn,
chúng ta chờ tin tức là được. Đại điện môn chủ vị thượng, ngồi chính là một người thanh niên, mày kiếm mắt sáng, hảo không tuấn thiếu. Hắn coi như đại vân môn chi chủ. Phía dưới trưởng lão có người bất mãn lên nói, đều đã phong sơn 8.000 năm, không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến, ở này đó dạng đi xuống, chúng ta ai cũng không thể phi thăng thần giới, tu vi đều tại chỗ đạp bộ, môn chủ không có mới mẻ máu tiến vào, sớm hay muộn muốn xong đời, toàn bộ vân môn dư lại tam vạn môn đồ, mỗi ngày tu luyện tài nguyên đều là thật lớn, 8.000 năm qua đã tiêu hao hầu như không còn. Không có tu luyện tài nguyên, sớm hay muộn sẽ sai lầm. Ngoại giới hiện tại tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, vân môn khổng lồ tu luyện tài nguyên, sợ là đã sớm bị người phân quát không còn một mảnh, liền tính là ngày sau đi ra ngoài, tiên giới sợ là cũng không có ta vân môn dung thân nơi, ta đề nghị khai sơn môn đi ra ngoài. Ta cũng tán thành Ngưu trưởng lão ý kiến, cùng với như thế tự phòng ở trong núi, không bằng đi ra ngoài, đại gia các bằng cơ duyên, có lẽ còn có thể phi thăng mà đi, ở đây đều là tiên tôn cấp bậc, mọi người đều có cơ hội phi thăng thần giới. Nhưng là phong bế ở vân môn trong vòng, tu luyện tài nguyên khô kiệt, tuyệt đối tử lộ một cái. Ta cũng đồng ý. Không tồi Ngưu trưởng lão ý kiến ta cũng đồng ý. Ta tán thành. Đại điện chung 36 người, có hơn 10 người tán trưởng Ngưu trưởng lão ý kiến. Khá vậy vào giờ phút này, một tiếng hừ lạnh vang lên nói, làm càn, mệt ngươi chờ chính là vân môn trưởng lão, ở khó xử thời điểm, không nghĩ biện pháp giải quyết môn chủ khó khăn, lại là chỉ lo chính mình. Dựa theo các ngươi ý tứ, các ngươi đi ra ngoài, vân môn tam vạn đệ tử môn nhân nên như thế nào? Bọn họ đều có các ngươi tiên tôn tu vi sao? Hôm nay ta đem lời nói phóng nơi này, ai dám còn dám đưa ra đi việc, ta độc cô thiên nhiên, đem lấy vân môn hình pháp điện điện chủ thân phận khiển trách chi? Ha ha, ta truyền thừa điện thất trách ha, lấy vân môn bí pháp truyền thừa dạy ra xem ra là bạch nhãn lang, ai yếu dám thể chia lìa vân môn nói, ta dương huyền linh diệt chi? Một câu đằng đằng sát khí. Đủ rồi. Thượng đầu môn chủ một tiếng quát nhẹ, từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn chung quanh đại điện mọi người, chậm rãi mở miệng nói, đang đợi ngàn năm, đây là mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đừng vội nhắc lại, khai sơn môn việc. Nói xong tiếp theo nhìn về phía Ngưu trưởng lão nói, Ngưu trưởng lão ngươi thượng vị trưởng lão điện đại trưởng lão, lý nên rõ ràng khai sơn môn ý nghĩa cái gì. 8.000 năm mà thôi, thời gian không lâu lắm, đang đợi 7 năm thì đã sao. Ta vân môn phát triển gần 10 vạn năm, chẳng lẽ một cái 8.000 năm liền chờ không nổi sao? Môn chủ, không phải ta ý tứ là, chúng ta tổng như vậy xúc ở sơn môn tài nguyên cũng hao hết, đại gia tu vi đều tăng lên không đi lên, môn trung đệ tử liền càng khó khăn, lại nói vẫn luôn chờ đợi cũng không phải biện pháp, nếu là thượng giới có tin tức, đã sớm tới, đều đi qua 8.000 năm, vân môn phi thăng mà đi tiền bối ít nhất đều có vạn năm lâu, nhưng như cũ chút nào không bất luận cái gì tin tức truyền đến. Chúng ta thông qua bí pháp đã phát nhiều ít tin tức đi ra ngoài, đều như đá chìm đáy biển, so sánh với phi thăng mà đi vân môn các tiền bối cũng đều đụng phải chuyện gì, hoặc là nói căn bản liền không có thu được chúng ta hạ giới tin tức, thậm chí còn bọn họ đều là ốc còn không mang nổi mình ốc đi. Cùng với như thế, không bằng chúng ta mở ra sơn môn phân tán đi ra ngoài, đại gia còn có thể có cơ hội, ngày nào đó làm vân môn đông sơn tái khởi không phải sao. Dựa theo như vậy tự phong đi xuống. Sớm hay muộn những người đó sẽ đánh tiến tới tới, đến lúc đó sẽ liền tính là muốn chạy, một cái cũng đi không xong, hiện tại làm ra quyết định, ba người vân môn đệ tử phân tán đi ra ngoài, tổng có thể cho vân môn 6 giờ hạt giống. Ngưu trưởng lão lời nói đến cuối cùng quả thực là một bộ xuất phát từ nội tâm hoa tử phát ra từ phế phủ trần thuật. Chính là thanh niên môn chủ lại là ha hả nở nụ cười, đột nhiên liền đặt câu hỏi nói, Ngưu trưởng lão ngươi chính là ra quá sơn đi. Giờ phút này Ngưu trưởng lão khóe miệng vừa kéo trừ, hai tròng mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó liền nói, không có, ta sao có thể tự mình đi ra ngoài. Phải không, muốn nói tầm thường đệ tử đi ra ngoài, ta là không tin, đại trận mở ra, không có pháp lệnh tiên tôn cũng ra không được, phân môn 9 đại điện, mỗi một điện đều có một khối pháp lệnh, người Ngưu trưởng lão thân là trưởng lão điện thủ tọa, tự nhiên là có một khối pháp lệnh, hơn nữa 3 ngày trước, người liền không hề bế quan nơi. Ngươi có thể nói cho ta, này 3 ngày ngươi đi đâu như sao? Thanh niên môn chủ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngưu trưởng lão. Ngươi, Dương Hoàn Vũ ngươi không tin ta đây rời đi vân môn đó là, hừ. Ngưu trưởng lão lại là thẳng hô vân môn môn chủ chi danh. Giờ này khắc này Dương mẫu nhân liền ở đại điện chung, nhưng là hắn không hiện thân, tất cả mọi người nhìn không tới hắn cùng mầu thần nương nương ba người, vốn dĩ muốn hiện thân đi ra ngoài.
nhưng vừa thấy đại điện trung khí phân, hắn ngược lại ẩn nấp lên, nhưng thật ra muốn nhìn một chút Vân Môn rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nghe đại điện trung tranh chấp, Dương Nghị Vân một khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được thất thất bát bát. Lúc này hắn ngược lại không nóng nảy, nhưng thật ra muốn nhìn này đó Vân Môn phía sau lưng muốn làm gì. Ha ha ha, hảo hảo hảo, hảo thật sự. Dương Hoàn Vũ cất tiếng cười to. Ngay sau đó có nhìn xem đại điện trung hơn 30 hào người, mở miệng hỏi, còn có ai phải đi, hôm nay ta Dương Hoàn Vũ liền cùng nhau thành toàn, tha các ngươi rời đi, sau này đại đạo hướng lên trời các đi một bên. Môn chủ không thể, Độc Cô Thiên Nhiên sốt ruột. Nhưng là Dương Hoàn Vũ giơ tay, ý bảo nàng không cần lại nói. Sốt ruột không đơn giản là Độc Cô Thiên Nhiên, đại điện trung đại bộ phận người đều sốt ruột. Đại gia tới rồi giờ phút này cũng đều minh bạch lại đây, Ngưu trưởng lão cái này trưởng lão điện thủ tọa, đây là muốn tự mưu đường ra, thậm chí có khả năng hắn thật sự đi ra ngoài quá, hơn nữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật cũng nói không chừng. Môn chủ Dương Hoàn Vũ hiện tại phóng Ngưu trưởng lão rời đi, này kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng đại gia cũng đều minh bạch, không bỏ Ngưu trưởng lão rời đi, thật đánh lên tới, đối Vân Môn tới nói có hại vô lợi. Đệ nhất Ngưu trưởng lão tu vi đã đạt tới tiên tôn đại viên mãn, tiên giới đỉnh, liền kém một bước liền có thể phi thăng thần giới nông nỗi. Đệ nhị môn chủ Dương Hoàn Vũ tu vi nhược một bậc tiên tôn hậu kỳ, không đạt viên mãn, giữa sân những người khác tự nhiên cũng đều muốn nhược với hai người. Đệ tam ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng. Dương Hoàn Vũ là Vân Môn đương đại môn chủ, thân phận địa vị càng là độc đáo, đại gia vừa thấy hắn dừng tay, rất nhiều người tưởng lời nói, đều nuốt tới rồi trong bụng. Hắn là môn chủ, cũng là có chủ kiến người, đặc biệt là hiểu biết Dương Hoàn Vũ người càng biết hắn tính cách. Hết thảy làm hắn quyết đoán, đại gia duy trì đó là. Phong Sơn 8.000 năm, đã có không ít người thấp thỏm động, hôm nay bộc phát ra tới, giải quyết rớt, đối Vân Môn tới nói cũng là chuyện tốt. Ở Dương Hoàn Vũ dứt lời lúc sau, quả nhiên thật là có mấy cái trưởng lão điện trưởng lão đứng dậy. Thậm chí mặt khác mấy điện thế nhưng có bốn người đứng đi ra ngoài, hơn nữa trưởng lão điện thành viên, lấy Ngưu trưởng lão cầm đầu, tán đồng đi ra đạt tới suốt 13 người. Toàn bộ Vân Môn cao tầng giờ phút này đều ở đại điện chung, toàn bộ mới là 36 người, bao gồm Dương Hoàn Vũ toàn bộ môn chủ ở bên trong, cái này xem như có 1/3 phải rời khỏi. Các ngươi, mấy đại điện điện chủ tức giận đến cả người phát run, nói không ra lời. Này 13 người giờ phút này đứng ra, kỳ thật từ nào đó góc độ tới giảng, đã xem như đối Vân Môn phản bội. Rất nhiều Vân Môn cao tầng tức điên. Duy độc môn chủ Dương Hoàn Vũ trên mặt gợn sóng bất kinh, hảo không ra chút nào cảm xúc biến hóa. Chờ này 13 người đứng ở cùng nhau sau, giữa sân chia làm hai đám người. Dương Hoàn Vũ nhìn bọn họ không chút biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện mỉm cười, hơn nữa lần thứ hai vẫn là toàn trường hỏi, còn có sao? Không ai ở trả lời hắn nói. Tự nhiên là đã không có, dư lại người, tất cả đều là trong lòng có tâm niệm Vân Môn người. Chư vị nghĩ kỹ rồi, đều phải rời đi Vân Môn sao? Dương Hoàn Vũ hỏi. Dương Hoàn Vũ ánh mắt đảo qua đi, trong đó một ít người không dám đối diện, phía dưới đầu, có chút người lại là mở miệng nói, việc đã đến nước này, còn thỉnh môn chủ thành toàn, ngày nào đó ta trở đi ra ngoài, cũng coi như là cấp Vân Môn lưu lại hương khói truyền thừa. Ngưu trưởng lão cũng mở miệng nói, không tồi, Dương Hoàn Vũ việc đã đến nước này, ta chờ liền rời đi, đại gia đồng môn một hồi, các ngươi bảo trọng, lão phu đi ra ngoài chắc chắn thu đồ đệ khai đạo tràng làm Vân Môn truyền thừa truyền lưu đi xuống. Lúc này Dương Hoàn Vũ lại là trực tiếp đánh gãy Ngưu trưởng lão, nhìn 13 người, trên mặt mỉm cười càng ngày càng thịnh, chậm rãi nói, Vân Môn truyền thừa việc, liền không nhọc các ngươi lo lắng, nếu tưởng rời đi ngươi, ta cũng không ngăn cản các ngươi, nhưng là... Một câu nhưng là Dương Hoàn Vũ thanh âm kéo trường, lại là trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, biến thành trầm thấp như nước nói, nhưng là thỉnh các ngươi lưu lại Vân Môn truyền thừa đi thêm rời đi. Lời này vừa nói ra, Ngưu trưởng lão 13 người lại là đồng thời biến sắc. Dương Hoàn Vũ người có ý tứ gì? Ngưu trưởng lão hỏi. Các ngươi mỗi người, có thể có năm nay tu vi cảnh giới, có thể thành tựu tiên tôn, tu chính là ta Vân Môn tối cao công pháp. Tu chính là ông nội của ta sáng tạo Càn Khôn đạo chủng công là tiên giới từ trước tới nay cường đại nhất vô thượng công pháp. Các người mỗi người, hôm nay có thể đứng ở Vân Môn Tổng Điện, có thể trở thành Vân Môn cao tầng, đều là Vân Môn tín nhiệm, các người hết thảy có thể nói là Vân Môn cấp.
Lời nói ở đây Dương Hoàn Vũ thanh âm như sấm minh vang vọng đại điện, càng thêm lạnh giọng tiếp tục nói, các ngươi có thể tu luyện càn khôn đạo chủng công đó là vân môn lịch đại tiền bối tín nhiệm, càng là gia gia tín nhiệm, gia gia 9 vạn năm trước lên trời lộ đi thần giới, sáng tạo càn khôn đạo chủng công, trường sinh sư gia gia làm truyền công trưởng lão, tỉ mỉ từ mấy chục vạn vân môn đệ tử chọn lựa ra các ngươi, truyền các ngươi càn khôn đạo chủng công, cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, cho các ngươi từ hài đồng giấy trắng giống nhau khởi bước. Ngắn ngủn không đến 9 vạn năm thời gian, bước vào tiên tôn, cho các ngươi danh dương tiên giới. Này hết thảy đều là bởi vì càn khôn đạo chủng công công lao, là ông nội của ta tín nhiệm, là trường sinh sư gia tín nhiệm, mà các ngươi hôm nay mất đi tín ngưỡng, mất đi đối ông nội của ta tín ngưỡng, phải đi có thể, đem càn khôn đạo chủng công lưu lại, các ngươi không xứng tu luyện. Cuối cùng một câu rơi xuống, Dương Hoàn Vũ ánh mắt như lưỡi đao, sát ý tràn ngập đại điện. Cơ hồ rất có ăn ý. Dư lại 21 người nháy mắt đem Ngưu trưởng lão ở bên trong 13 người vây quanh lên. Ha 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 ha. Ngưu trưởng lão phá lên cười. Lại là không sợ chút nào nói, hảo, Dương Hoàn Vũ thực sự có ngươi, không hổ là vân môn thủy tổ cháu đích tôn tử, làm chúng ta lưu lại công pháp, còn không phải là muốn chúng ta mệnh sao, nếu xé rách thể diện, kia không có gì để nói. Ngưu trưởng lão đối mặt vòng vây ngoại một chúng vân môn cao tầng, hừ lạnh tiếp tục nói, không tồi. 3 ngày trước bản tôn đích xác rời núi, lại còn có gặp được thiên minh người, từ bọn họ trong miệng bản tôn được đến một tin tức, muốn nghe hay không nghe. Nga, đối với thiên minh người các ngươi khả năng còn không hiểu biết, kia bản tôn liền cho các ngươi nói, miễn cho các ngươi vẫn chưa hay biết gì, ngồi chờ phi thăng những cái đó tiền bối đặt liền, ha ha, chậm, hết thảy cũng xong rồi, nói thật cho các ngươi biết, thiên minh những người đó chính là thần giới xuống dưới vô thượng thiên thần tổ kiến thế lực, 8.000 năm trước có thần giới thiên thần hạ giới. Bắt đầu toàn bộ tiên giới thế lực, không thần phục tất cả đều bị diệt. Chúng ta phong đại trận, tránh thoát nhất thời, có thể trốn bất quá một đời, tam hôm trước ta sau khi rời khỏi đây mới biết được, hiện tại thiên minh cơ hồ thống trị toàn bộ tiên giới, vân môn cũng không xa, chúng ta vì cái gì phải đợi chết. Nhân gia có thượng giới truyền thừa A, nghe nói có thể thỉnh thiên thần hạ giới, ở thiên thần trước mặt, các ngươi cảm thấy vân môn đại trận có thể chống đỡ được sao? Ngăn không được. Ta đi ra ngoài cũng là tìm một cái đường lui, có cái gì sai? Huống hồ đương kim thiên minh chi chủ, đã hứa hẹn ta vì thiên minh trưởng lão một viên, tương lai thống trị một cái tiên vực, muốn tu luyện tài nguyên có tu luyện tài nguyên, muốn quyền có quyền, càng quan trọng là, ban cho thần đan, nhưng phi thăng thần giới, đi thần giới lúc sau, liền có người tiếp ứng, trực tiếp tiến vào thần giới thiên minh, bực này đại đạo ở trước mắt, ta tự nhiên phải làm ra sáng suốt lựa chọn. Chẳng lẽ làm ta bồi các ngươi chờ thiên minh đánh tới cửa tới, chờ chết không thành. Giờ phút này Ngưu trưởng lão bộ mặt dữ tợn, vẻ mặt kích động ửng hồng. Ai đều có thể nhìn ra được tới, giờ phút này Ngưu trưởng lão ở vào tự mình kích động trạng thái, ngôn ngữ chi gian đã đối thiên minh có lòng trung thành. Đại gia nghe đến đó đều xem như minh bạch, Ngưu trưởng lão trộm đi ra ngoài một vòng, cho chính mình mưu một cái đường ra. Thiên minh cái này tổ chức, đại gia kỳ thật đều biết. Là cái ở 8.000 năm trước đột nhiên liền quật khởi tổ chức, thực thần bí, ai cũng không biết lai lịch, chỉ biết mới đầu chính là một cái tiên giới vô danh chỉ có mấy chục hào người tiểu tông môn. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu tông môn lại ở tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn, một đường nghiền áp mà đi, đi rồi một cái bá đạo chi lộ, đối mặt sở hữu tiên giới đại tông đại môn thánh địa đạo thống, chỉ có 5 chữ, thần phục hoặc diệt vong. Mới đầu mọi người đều là khinh thường nhìn lại, kết quả đánh lên tới sau mới biết được. Ở nhân gia mấy chục hào người trước mặt, bất kham một kích. Cuối cùng diễn biến thành một hồi cuốn tịch toàn bộ tiên giới đại chiến, vân môn làm tiên giới đệ nhất thế lực, tự nhiên là muốn xuất đầu, liên hợp rất nhiều đại tông đại môn cùng chi thiên minh quyết chiến, kết quả còn lại là vân môn nguyên khí đại thương, môn đồ mấy chục vạn ngã xuống 8-9 thành, cho tới bây giờ chỉ còn lại có 3 vạn người. Mà mặt khác các đại tông môn hoặc là bị giết, hoặc là lựa chọn thần phục thiên minh. Vì ôm lấy vân môn cơ nghiệp, Dương Hoàn Vũ hạ lệnh phong bế Sơn Minh, cầu cứu phi thăng thần giới tiền bối, nhưng chỉ chớp mắt 8.000 năm qua đi, phát ra đi cầu cứu như đá chìm đáy biển. Không có được đến một chữ đáp lại. 8.000 năm qua, nhân tâm di động, Ngưu trưởng lão đó là một trong số đó, đã đối vân môn phi thăng tiền bối không ôm hy vọng. Hôm nay cục diện kỳ thật cũng ở Dương Hoàn Vũ đoán trước bên trong, chỉ là không nghĩ tới chính là Ngưu trưởng lão không biết xấu hổ, đã không có điểm mấu chốt. Trực tiếp đi ra ngoài quy thuận thiên minh. Đối với thiên minh cái này thần bí tổ chức, đại gia nghe Ngưu trưởng lão như vậy vừa nói, một lòng cũng đều trầm đi xuống,
hiện tại xem ra cái này cái gọi là thiên minh là cùng thần giới có liên hệ tổ chức, trong lòng cũng đều rõ ràng, trách không được thiên minh dám ở toàn bộ tiên giới nhấc lên đại chiến, lại là sau lưng có thần giới liên hệ. 8.000 năm trước thiên minh kỳ thật tấn công quá Vân Môn một lần, bất quá Vân Môn hộ sơn đại trận được trời ưu ái là chiếm cứ thiên nhiên, hơn nữa năm đó Dương Nghị Vân thân thủ tham dự bố trí, bên ngoài 188 phòng nối liền thiên địa, phòng ngự uy lực tiên giới đệ nhất, thiên minh không đánh hạ tới, lúc này mới thối lui. Nhưng lại tuyên bố chung có một ngày sẽ phá Vân Môn. 8.000 năm qua, thiên minh không ngừng khuếch trương, toàn bộ tiên giới thế lực, chờ đến hoàn toàn thống nhất tiên giới lúc sau, cuối cùng một mục tiêu chính là Vân Môn. Hiện tại xem ra, đã đến cuối cùng thời điểm. Dương Hoàn Vũ nhìn chằm chằm Ngưu trưởng lão gần từng chữ một nói, ngươi chính là bán đứng Vân Môn trận pháp bố cục. Ngưu trưởng lão vẻ mặt kích động chi sắc giờ phút này bình tĩnh xuống dưới, lắc đầu nói, ai các ngươi cho rằng ta phản bội cũng hảo, ích kỷ cũng thế, ta còn là câu nói kia, ta là vì Vân Môn suy nghĩ, đầu danh chạm tự nhiên là phải có, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, thiên minh thực lực căn bản không cần phải ta đi bán đứng Vân Môn đại trận, bọn họ có thực lực phá vỡ Vân Môn đại trận. Chê cười, nếu là bọn họ có cái kia năng lực, 8.000 năm trước tấn công Vân Môn thời điểm đã sớm phá ta Vân Môn đại trận, hà tất chờ tới bây giờ. Độc Cô Thiên Nhiên nhìn không được ra tiếng. Ngưu trưởng lão quỷ dị cười nói, bởi vì bọn họ có cái này. Dứt lời chi, trong tay quang mang chợt lóe, lại là xuất hiện cùng nhau cổ kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ đại điện đều cảm nhận được một cổ áp lực hơi thở phát ra, làm đại gia có tim đập nhanh cảm giác. Đây là thần kiếm, giờ phút này Dương Hoàn Vũ cũng sắc mặt biến đổi. Kiếm này phát ra hơi thở căn bản không phải tiên giới sở hữu, cùng tiên giới cực phẩm tiên giới hoàn toàn bất đồng, cao hơn khó có thể tưởng tượng một mảng lớn, chỉ có thể là đến từ thần giới thần khí chi kiếm. Không tồi, này liền thần kiếm, đến từ thần giới thần khí, giống như vậy thần khí, thiên minh cao tầng nhân thủ một kiện, không dưới trăm kiện, đây là thiên minh không thể địch nổi chỗ, cũng là ta muốn thần phục thiên minh nguyên nhân.